Quan Lộ Thương Đồ, chương khác. Tập 31. Chương 716, dọn đến nhà mới. Mày đúng là lòng dạ hẹp hòi. Đỗ Phi đau đầu nhíu mày. Hình thức của Cẩm Hồ đối với công ty phần mềm bình thường thì có giá trị tham khảo gì? Mông Nhạc đẩy cửa đi vào, hỏi. Đang nói chuyện gì đấy? Đang thảo luận cái thằng làm mày đau khổ đây. Trương Khác vô tâm muốn đi học vào vết sẹo của Mông Nhạc. Mông Nhạc cũng không phải không có chút lực tiếp nhận nào, hắn cười xấu hổ. Nói Vương Hải Túc hả, tao thấy ngày hôm nay hắn tìm chúng ta tâm tư không đơn thuần đâu, nhưng nếu bỏ qua tâm cơ của hắn, vẫn là có một chút ánh mắt. Ha ha! Trương Khác nở nụ cười. Mày muốn khen hắn thì khen đi, đừng có đánh trước cho hắn một gậy như vậy. Lời này, Tịch Sư tỷ chắc không thích nghe đâu. Cũng đâu có nói trước mặt cô ấy, chúng ta không phải là huynh đệ một nhà sao, tao nói với tụi mày còn che giấu làm gì. Mông Nhạc ưỡn mặt kéo ra một cái ghế ngồi xuống. Thị trường phần mềm mà Vương Hải Túc nói, hiện tại không phải đang bắt đầu đề xướng xí nghiệp thông tin hóa quản lý sao. Thị trường của phần mềm quản lý xí nghiệp cũng nên phải khởi động. Về phần mềm tài vụ, mặc dù nói dụng hữu, Kim Điệp đã có tiếng, nhưng bên trong thị trường khu vực vẫn để lại cho xí nghiệp địa phương thị trường nhất định. Đỗ Phi nhìn Trương Khác một hồi, thấy Trương Khác không nói gì, hiểu được quả thật y muốn kiên quyết tiếc chữ như vàng, bất đắc dĩ mà nói. Hai mảng thị trường phần mềm này ẩn giấu phiêu lưu không ít, tuyệt không vô hạn quang minh như họ Vương nói đâu. Nói chung, chúng ta cũng có phòng làm việc câu lạc bộ côn trùng công tác tương quan ở phương diện này, vừa làm vừa tìm hiểu đi. Lương Quân gọi điện thoại qua đây, muốn Trương Khác đi xem nhà, Trương Khác bảo Đỗ Phi Mông Nhạc đi cùng, không cần khẩn trương dán mắt vào nơi này. Khi xuống lầu, gặp phải Tịch Nhược Lâm đưa Vương Hải Túc trở về, cô biết bọn Mông Nhạc không thích Vương Hải Túc, muốn giải thích một hai câu, lại cảm thấy hơi khó nói. Trương Khác là muốn đem khu nhà bên này trở thành cứ điểm công khai của y tại kiến nghiệp, chỉ ít những người thường ngày thân cận đều sẽ mời đi tụ hội gì đó. Tiệm Internet buổi chiều không có an bài Tịch Nhược Lâm trực ban, liền mời cô cùng đi, Tịch Nhược Lâm cũng không có chối từ, còn giải thích một chút. Hải Túc là bản thân ảnh chủ động muốn tìm sáng hiệp hợp tác. Nếu các bạn không có ý này thì thôi, cứ coi như tôi chưa và ảnh chưa nói gì. Cái gì các bạn, là chúng ta, Tịch học tỷ không thừa nhận bản thân cũng là một phần tử của sáng hiệp sao? Trương Khác cười hỏi. Trương Khác nói như vậy, trong lòng Tịch Nhược Lâm thấy dễ chịu hơn, không hiểu sao, cô đột nhiên sợ bị bên này bài xích, bèn nhìn Mông Nhạc một cái. Chung cư thanh niên trước sau có 12 căn nhà, 4 căn làm một khu. Căn nhà thế kỷ Cẩm Hồ chuẩn bị cho Trương Khác tại Đại học Đông Hải nằm ở phía Bắc Trường, nằm sát bên khu nhà nghiên cứu sinh của Đại học Đông Hải. Đi thẳng vào khu, Lương Quân đang chờ họ ở trước nhà, rồi cùng nhau đến khu nhà nằm ở ngoài cùng phía Đông, nói là tầng trên cùng, nhưng khi lên lầu, trong thang máy Lương Quân lại ấn số 11, Mông Nhạc khó hiểu hỏi. Nhà ở đây không phải đều 12 tầng sao? À, từ tầng 11 có thể lên tầng 12, còn có thể trực tiếp lên đến sân thượng. À, Mông Nhạc nhất thời cũng tưởng tượng không ra tình hình từ tầng 11 đến tầng 12 lại đến sân thượng. Năm 97, biệt thự cũng không phải khái niệm xa lạ gì, khu nông thôn giàu có ở Hoa Đông, thành thị và nông thôn kết hợp, nhà xây biệt thự nhỏ cũng rất nhiều, nhưng căn hộ có thang máy cao cấp thì cũng không thường thấy. Thang máy dừng lại trước tầng 11, mở cửa đi vào phòng, thấy được cầu thang ở phía bên đại sảnh, Mông Nhạc mới hiểu được thế nào từ tầng 11 lên tầng 12. Hắn quay đầu đấm Trương Khác một cái, nói. Mình mày ở căn nhà lớn thế này, cũng quá xa xỉ rồi đấy. Đồ đạc bên này vẫn còn chưa bố trí, trong phòng trống không, nhìn như thế không có cảm giác đặc biệt gì. Tôn Tĩnh Mông nhìn quen sinh hoạt xa hoa, so với kinh ngạc mà Mông Nhạc, Tịch Nhược Lâm cảm nhận được, cô đã quen với phong cách trang hoàng xa hoa thế này, xoay một vòng, nói. Cũng không bỏ bao nhiêu tâm tư, còn kém xa so với nhà ở con hẻm Đan Tỉnh. Còn tưởng rằng anh sẽ xây một hồ bơi trong căn nhà thô tục của mình chứ. Trương Khác không quản Tôn Tĩnh Mông phê bình, cười nói. Tôi cảm thấy rất tốt, cô cũng đâu vào ở. Đánh giá của cô không có giá trị tham khảo gì. Được rồi, cũng không có gì hay để nhìn nữa. Nói rồi đẩy vai Tôn Tĩnh Mông muốn đi ra ngoài. Phòng trong khu nhà này tự cô lựa chọn một căn đi. Sao lại nôn nóng muốn chúng tôi đi thế? Tôn Tĩnh Mông nghi ngờ nhìn Trương Khác, lại hỏi Lương Quân. Ở trong thang máy, anh nói ở đây còn đi thông lên sân thượng. Trên sân thượng còn chưa có xem. Sân thượng hả,
nghe nói từ sân thượng có thể nhìn thấy núi hợp hoan của Đại học Đông Hải. Tôi đang nghĩ có nên trang bị thêm một cái kính viễn vọng trên sân thượng để đêm nhìn hay không, ban ngày cũng không có gì để xem. Trương Khắc cười nói, lại quay đầu nhìn Tịch Nhược Lâm, như không có việc gì nói. Cái khác cũng không có gì rồi. Tịch Nhược Lâm nghe xong mặt hơi đỏ lên, Mông Nhạc lại bị câu nói vô tâm của Trương Khắc đâm cho nội tâm chảy máu, nhìn Trương Khắc đá mắt cười với hắn, cũng không thể so đo gì. Đỗ Phi cũng vô tâm cười theo. Đàn ông đều có đức tính này thôi. Tôn Tĩnh Mông đương nhiên cũng nghe nói qua chỗ nổi danh của núi hợp hoan Đại học Đông Hải, thấy Trương Khắc cười có vẻ bị ôi, còn muốn nói, không nhìn cũng được, xoay người vừa muốn đi, lại dừng chân nói với Trương Khắc. Anh không muốn tôi xem, tôi càng muốn xem. Tôn Tĩnh Mông cũng không để ý tới vẻ mặt việc lớn không tốt của Trương Khắc, trực tiếp bước lên cầu thang gõ đi lên mái nhà. Trương Khắc bất đắc dĩ cười khổ, không thể gạt cho cô nàng Tôn Tĩnh Mông này đi được, chỉ phải cũng mời Mông Nhạc, Tịch Nhược Lâm đi lên sân thượng nhìn một cái. Sân thượng mới là chỗ tinh hoa của tòa nhà này, hoàn toàn là một vườn cây kiểu lâm viên thơ mộng, xung quanh là cây xanh tươi tốt, mặc dù đã nhập đông, nhưng mà không hiểu được từ đâu tập hợp được kỳ hoa dị thảo đang sinh trưởng tươi tốt. Chưa hề có vẻ tiêu điều sau khi nhập đông. Trên sân thượng có chòi nghỉ mát xây bằng gỗ, có thác nước, có một đầm nước cạn đã chiếm gần nửa diện tích sân thượng, có hồ đá giả sơn, con đường mòn bằng đá cội đã kết rêu xanh ở giữa, bốn phía lan can gỗ theo kiểu khép kín. Kiến trúc xung quanh không vượt quá 12 tầng, rất khó tưởng tượng trên mái khu nhà này lại cất giấu một lâm viên mini rất đủ nguyên sinh thái. Từ đây nhìn về hướng đông nam, không chỉ có thể thấy được cảnh núi hợp hoan bên trong vườn trường Đại học Đông Hải, còn có thể thấy được hồ Yến Quy cùng núi Yến Quy xanh tươi xa xa. Cảnh đường phố lộn xộn giữa hồ Yến Quy cùng núi hợp hoan, vừa lúc bị núi hợp hoan che đi, ở lại trong mắt chỉ là một bức tranh sơn thủy không nhiễm một hạt bụi. Chương 717, Tôn Tĩnh Mông đòi ở chung. Lựa chọn khu nhà này cũng là nghiên cứu qua phương diện này, góc độ tốt nhất của tòa nhà, vừa nằm trong chung cư thanh niên. Lại không tiếp cận với cảnh ầm ĩ ở đường Đông Hoa, lại đem cảnh hồ gió núi thu hết vào đáy mắt. Tịch Nhược Lâm, Mông Nhạc lúc này mới chân chính bị cảnh xa hoa của tòa nhà này làm kinh ngạc, Đỗ Phi nghẹn nửa ngày, nhịn không được nói. Mẹ nó xa xỉ quá đáng, có nơi này, ai cao hứng đi núi hợp hoan đi thì biết. Đem một tòa lâm viên mini kiểu Trung Quốc hoàn chỉnh xây trên mái nhà, phải suy nghĩ đến kết cấu chịu lực của mái nhà, giá cả tổn hao, không chỉ phí tổn của bản thân lâm viên này. Nhìn bầu trời một màu xanh như tắm, Tôn Tĩnh Mông duỗi người, hai tay cố mở về phía sau, hình như muốn ôm bầu trời trong xanh vào lòng, qua một lát cô đột nhiên quay đầu trợn mắt nhìn Trương Khắc. Tôi quyết định rồi, tôi chỉ muốn căn phòng này. Hả? Để Tôn Tĩnh Mông làm hàng xóm đã là cực hạn của Trương Khắc rồi, ở cùng một mái hiên, ai chịu được cô nàng như tinh linh này mê hoặc chứ? Trương Khắc sửng sốt hết hai giây, đang muốn kiên quyết cự tuyệt thì Tôn Tĩnh Mông lại quay đầu nói với Đỗ Phi. Căn phòng này có 4 phòng ngủ, nếu không anh cũng chọn một gian đi. Hoàn toàn không ý kiến. Đỗ Phi còn băn khoăn mở miệng thế nào chứ, hướng Trương Khắc ngả hai tay, nói. Như vậy mày cũng không cần lo không có cách giải thích với Đường Thanh rồi. Đuổi hết các người ra là tao không cần giải thích với ai hết. Trương Khắc tức giận nói. Như vậy cũng không được, căn nhà lớn thế này, không ai trông, ai biết anh có thể dẫn gái về qua đêm hay không. Tôn Tĩnh Mông nhe răng nhếch miệng nói, lại đổi lại vẻ mặt vô tội nhìn Trương Khắc. Nếu không anh cho một người nào đó của học viện quan hệ xã hội ở một phòng đi, có bạn ấy, mọi người càng vui, anh cũng không cần thiết biến mình thành một người cô đơn chứ. Nếu như Vãn Tình, Hứa Tư, Đường Thanh có thể vui vẻ ở cùng một chỗ, Trương Khắc nằm mơ cũng cười, lúc này lại cực lực tránh việc biến nơi ở đã tốn rất nhiều tâm tư này thành nhà trọ hợp thuê, nghĩ nói cái gì làm cho Tôn Tĩnh Mông biết khó mà lui. Không nghĩ tới Tôn Tĩnh Mông lại nói luôn. Tôi cáo lui trước chọn phòng đây, hai người là con trai chắc sẽ không dày mặt mà đi tranh với con gái đấy chứ. Nói xong lại duỗi đầu qua bên tai Trương Khắc, nhẹ giọng nói. Nếu anh không đồng ý, tôi sẽ nói cho ba tôi biết, đêm hôm đó là anh chủ động hôn tôi. Dứt lời đã đi xuống chọn phòng rồi, không để ý tới vẻ mặt quái dị của Trương Khắc nữa. Chính ngày đó không hiểu sao hôn một cái. Lúc này sắp phải, nhục nước mất chủ quyền, sao? Trương Khắc nghĩ thầm tuyệt đối không thể để cho Tôn Thượng Nghĩa dở mặt với mình, chỉ có thể âm thầm quyết định, quyết không thể để cho Tôn Tĩnh Mông biết tồn tại của căn nhà ven hồ, bằng không thì cũng không thể giải thích với Hứa Tư. Đỗ Phi ngả hai tay, nói với Trương Khắc. Mày nhất định muốn đuổi tao đi, ta cũng không có ý kiến,
nếu như Đường Thanh đến kiến nghiệp, tao vẫn có thể dọn qua đây làm khách vài ngày, coi như ở đây thật sự không chỉ có hai người tụi mày ở. Nhanh cút xuống đi, gian phòng kèm thư phòng phía đông không cho phép đứa nào tranh với tao. Trương Khắc cười khổ duỗi chân đá Đỗ Phi, vỗ vỗ mông Nhạc đã bị vẻ xa hoa của căn nhà làm kinh ngạc, cười nói. Không cần thiết phải ra vẻ không kiến thức như thế, tiệm Internet Sáng Vực kinh doanh rất tốt, ở đây nhìn qua xa hoa, cũng chỉ bằng doanh thu 2 tháng của Sáng Vực mà thôi, không có mộng tưởng gì là không thể đạt được. Nghe Trương Khắc nói như vậy, mông Nhạc lúc này rất muốn thuận miệng nói một câu với Tịch Nhược Lâm. Theo mình đi, mình cũng sẽ cho bạn vào ở căn nhà thế này. Đáng tiếc không có dũng khí nói ra miệng, chỉ là chán nản, thất hồn lạc phách theo Trương Khắc đi xuống dưới, cũng không có yêu cầu vô sỉ đòi nhượng lại cho hắn căn phòng cuối cùng. Tôn Tĩnh Mông nói là muốn cáo lui trước chọn phòng, đi rồi cũng không nghe thấy tiếng bước chân của bọn Trương Khắc từ phía sau đuổi theo, trong lòng lại có đôi chút thấp thỏm, mình như vậy chọc cho Trương Khắc ghét thì làm thế nào? Cứ đòi muốn vào ở, không phải muốn cùng y ở cùng một mái nhà sao? Tên ngu ngốc này, nghe tiếng nói bên ngoài, Trương Khắc giống như có phần không cam tâm tình nguyện, lòng Tôn Tĩnh Mông lại thắt chặt một phần, đột nhiên cảm thấy mình có chút không biết phấn đấu, tên ngu ngốc này hoa tâm như thế, hương vị ngày đó trên người y rõ ràng là của Tạ Vãn Tình, vì sao mình lại còn đi yêu mến y? Trong lòng cô lại nghĩ, nếu như thật sự chọc cho y ghét, nếu như y thật sự không thích mình cùng ở dưới một mái hiên, bỏ đi, như vậy cũng tốt, vậy triệt để rời khỏi tên ngu ngốc này, nghĩ cũng không nghĩ nữa. Con gái vì sao không thể sống cho kiêu ngạo? Lúc này là buổi chiều, ánh mặt trời đỏ rực xuyên qua cửa sổ thủy tinh trong suốt chiếu vào, rọi lên sàn nhà, nhiễm một tầng đỏ ửng. Tôn Tĩnh Mông đột nhiên có cảm giác bi thương, vì sao mình phải có loại tâm tình khổ sở này chứ? Nước mắt không hiểu cứ thế rơi xuống. Trương Khắc cùng bọn Đỗ Phi vào phòng, không thấy Tĩnh Mông, chắc đã lên lầu chọn phòng. Bên cạnh phòng khách dưới lầu có một phòng ngủ, Đỗ Phi rất tự giác thì nhận lấy nó, cùng Mông Nhạc, Tịch Nhược Lâm đi xem. Nếu Tịnh Mông muốn ở đây, thì không cần phải chuẩn bị nhà khác cho cô nữa. Trương Khắc bảo Lương Quân để chìa khóa nhà lại rồi vội vàng đi lo chuyện của hắn. Tịnh Mông cùng Đỗ Phi đều là khách trọ, đồ đạc bố trí thế nào thì phải để tự bản thân họ động não thêm. Trương Khắc đi quanh một vòng các phòng trên lầu, không thấy bóng Tịnh Mông, tay đang định đẩy ra cánh cửa cuối cùng trên lầu còn chưa mở ra, trong lòng nghĩ, cô nàng Tịnh Mông này đi đâu rồi. Đẩy cửa ra, thấy Tịnh Mông đang quay lưng lại, đứng ở trước cánh cửa sổ thủy tinh, trong ánh mặt trời chiều, mái tóc dài suôn đẹp, thân thể thon thả đều phủ thêm một vầng sáng, làm cho lúc này cô nhìn qua có vẻ đặc biệt yên tĩnh. Sao thế, đạt được rồi thì một mình trốn ra đây lén ăn mừng hả? Trương Khắc cợt nhả nói, thấy cô không động đậy, y khó hiểu thò đầu qua, thấy trên gương mặt trắng trẻo xinh xắn còn đọng vài giọt nước mắt trong suốt, ánh mắt đó đối với Tôn Tĩnh Mông mà nói là một điểm đáng yêu rất hiếm có. Trương Khắc không hiểu sao hoảng hốt. Sao thế, có ai khi dễ cô hả? Tôn Tĩnh Mông đưa tay gạt đi nước mặt, trợn tròn mắt nhìn Trương Khắc. Có phải anh cảm thấy tôi rất đáng ghét phải không? Trong con người trong suốt ánh lên vẻ dị dạng, có thể khiến người khác ý thức được cô chung quy là một thiếu nữ cất giấu sự yếu đuối trong nội tâm, dưới bề ngoài kiên cường. Chỉ bởi vì cô tranh với tôi một gian phòng, tôi có nhỏ mọn như thế sao? Trương Khắc đưa tay lau đi nước mặt trên mặt cô. Tôn Tĩnh Mông biểu hiện ra ngoài, ngang ngược, chỉ vì muốn bao bọc lấy nội tâm yếu đuối của mình, bản thân cô vẫn là một cô gái rất hiểu được chừng mực. Cô luôn luôn trong phạm vi rất khắc chế biểu hiện ra ngoài sự tùy hứng của mình. Như vậy cô sẽ càng khiến người cảm thấy thương hại. Chương 718, cứ giết không cần lo chôn. Nghĩ như vậy, Trương Khắc thầm thở dài một hơi, không cho cô vào ở, còn không phải là lo lắng tôi ở trước mặt cô lực khống chế quá hữu hạn sao? Ai? Cứ giết không cần lo chôn, nếu thật sự bị cô nàng này câu dẫn khống chế không được, vậy cũng đợi sự tình xảy ra rồi hãy tính đi, một tinh linh cổ quái đáng yêu như thế, ai lại nỡ lòng nào làm cô bị thương tâm. Trong lòng Trương Khắc mặc dù nghĩ như vậy, ngón tay vuốt qua nước mắt bên khóe miệng Tịnh Mông lại đưa tới bên mép liếm một chút, cau mày nói. Cũng mặn à, lại cười nói, ngày hôm nay cô chiếm tiện nghi của tôi rồi, ngày sau cô phải cho phép tôi chiếm tiện nghi lại đấy. Tâm tình bi thương cứ như vậy bị động tác liếm ngón tay của Trương Khắc phá vỡ, trong nháy mắt Tôn Tĩnh Mông từ trong tâm trạng thiếu nữ động tình đáng yêu rơi vào trạng thái hung bạo, như phát điên hét lên. Trương Khắc, anh là đồ biến thái. Cô tức giận đuổi Trương Khắc ra khỏi phòng.
Bề ngoài kiên cường của Tôn Tĩnh Mông sẽ không bởi vì ngẫu nhiên một lần như thiếu nữ bộc lộ tình cảm mà trở nên yếu đuối. Trương Khắc xuống lầu tìm bọn Đỗ Phi thảo luận bố trí của phòng này thế nào. Sau một lúc lâu, Tôn Tĩnh Mông lại vênh váo, tươi tăn đi xuống lầu. Ngoại trừ Trương Khắc, ai cũng không biết được cô vừa mới bộc lộ tình cảm. Cho dù Trương Khắc hiểu được cũng vô dụng, tựa như cái hôn kỳ lạ vào đêm đó, Tôn Tĩnh Mông đã quyết định vứt bỏ những thứ này ra sau đầu rồi. Cứ như vậy, căn hộ này lại có thêm hai khách trọ, thật ra Trương Khắc cũng hy vọng ở đông cho vui vẻ, bằng không thì một mình ở căn nhà to như vậy, khó tránh khỏi sẽ có cảm giác vắng vẻ. Đương nhiên, Trương Khắc sẽ không thừa nhận mình có loại tâm tư này, y luôn khăng khăng cho rằng Tôn Tĩnh Mông đã chiếm tiện nghi của mình, còn để cho tiểu tử Đỗ Phi này nhân cơ hội thừa nước đục thả câu. Trương Khắc liếc mắt thấy Tôn Tĩnh Mông ánh mắt trong suốt, dung nhan tươi tắn, trong lòng nghĩ, nếu thực sự một ngày nào đó kìm lòng không đậu xảy ra một số sự tình gì, phải chăng có thể bớt gánh chịu một số trách nhiệm hay không? Trương Khắc đều cảm thấy mình nghĩ như vậy thực sự là rất vô sỉ. Anh đang suy nghĩ cái gì đấy? Tôn Tĩnh Mông thấy được ánh mắt Trương Khắc rất quỷ dị. Bộ dạng khi thất thần của anh trông xấu xa quá. Ặc, Trương Khắc sững sờ, cái gọi là tướng do tâm sinh, những lời này chẳng lẽ không phải là tùy tiện nói thế thôi sao? Đảo đảo mắt, y thu liễm thần sắc. Hai người vào đây ở, một số kế hoạch của tôi phải làm chút điều chỉnh, thất thần đương nhiên khó tránh khỏi. Mặc dù Tôn Tĩnh Mông nói vì tị hiềm có thể kéo cả Trần Phi Dung vào ở, nhưng bản thân nàng Trần Phi Dung không có ý này. Trương Khắc nếu chủ động đi nói với cô, chẳng phải là để cho người khác hiểu lầm mình có ý đồ khác. Một phòng cuối cùng tạm thời để không, tạm để lại cho người hữu duyên. Trương Khắc cùng Đỗ Phi lười biếng bỏ lại việc bày biện phòng cho Tôn Tĩnh Mông, bỏ lại toàn bộ. Nán lại bên này không lâu, Đỗ Phi cùng Mông Nhạc Trung quy tâm tư đặt bên tiệm nét, nói muốn thảo luận bày biện trong phòng cũng có thể qua bên đó thảo luận, còn có thể lên mạng tìm tòi một số tư liệu. Lợi nhuận ban đầu của tiệm Internet là kinh khủng nhất. Ngày đầu tiên kinh doanh, tiệm Internet sáng vực bắt đầu từ 7 giờ sáng, khu hội viên bình thường từ 7 giờ đến 9 giờ sáng là thời gian miễn phí, khu buôn bán cùng khu khách VIP từ 7 giờ sáng kinh doanh thu phí bình thường, cho đến 7 giờ tối, chi phí lên mạng đã vượt quá 2 vạn đồng. Có thể khẳng định, chỉ cần chung quanh không xuất hiện tiệm Internet cạnh tranh hàng loạt, tính từ thứ 2 đến thứ 6, máy trong tiệm rất ít khi được để không. Trong khoảng thời gian bắt đầu từ cuối năm 97, đích thật là thời kỳ hoàng kim của ngành làm nét. Mặc dù rất nhiều học sinh đến tiệm Internet, cũng không phải rất lưu ý đối với công năng lên mạng, mà là bị các trò chơi, hoặc phim ảnh, âm nhạc trong máy hấp dẫn. Cũng không chỉ đặc sắc quốc nội mới có, một ngành nghề mới phát một khi có lợi nhuận siêu cao, hơn nữa cánh cửa tiến vào cũng không cao, vậy sẽ ở trong thời gian rất ngắn hấp dẫn vô số người noi theo. Ngành đầu đĩa trong nước mới khởi động từ đầu năm 95, năm 96, 97 liền phát triển ồ ạt. Cho dù năm nay hoàn cảnh kinh tế không chuyển biến xấu, lợi nhuận tổng thể của ngành đầu đĩa cũng sẽ giảm mạnh trên diện rộng. Ngành làm nét cũng chạy không thoát quy luật này. Nhiều lắm đến năm 99, lợi nhuận của nghề làm nét sẽ giảm xuống trên diện rộng. Nếu không có bàn tay thêm vào thúc đẩy ngành nghề này phát triển, vậy phải chờ tới sau năm 99. Mới sẽ xảy ra đại quy mô chỉnh hợp trong ngành nghề làm nét. Tiệm Internet sáng vực mở ở khu vực làng đại học, bình thường sẽ không lo lắng vấn đề khách khứa, nhưng đến nghỉ đông và nghỉ hè, bọn Đỗ Phi, Mông Nhạc đương nhiên sẽ không đóng cửa tiệm, lúc này vấn đề họ muốn quan tâm là lượt khách vào kỳ nghỉ. Cách nghỉ đông chỉ còn lại chưa đến nửa tháng, Đỗ Phi và Mông Nhạc đã bắt đầu chuẩn bị việc mở lớp học mạng máy tính, trong kỳ nghỉ lấy tiệm Internet dành cho việc dạy học. Tôn Tĩnh Mông không tiếp tục bám lấy họ nữa, chung quy không thể bỏ 1978 đấy không lo. Cơm tối đều là thức ăn nhanh, Trương Khắc liền cùng Đỗ Phi, Mông Nhạc, Thời Học Bân, Đổng Dược Hoa, Thi Tân Phi cùng nhau ở trong phòng quản lý ăn tối, những người khác tạm thời chưa cần phải ở lại. Khi ăn thảo luận việc mở lớp dạy mạng máy tính, Đỗ Phi nói. Nếu mở lớp này, tôi hy vọng làm cho nó chuyên nghiệp một chút, hoặc là nó trình tự nhiều một chút. Lớp phổ cập máy tính. Chúng ta cũng đã làm, lớp nâng cao kỹ năng máy tính, chúng ta cũng làm rồi. Lớp huấn luyện kỹ sư phần cứng và phần mềm, chúng ta cũng có thể đi làm, có thể lợi dụng đầy đủ tài nguyên của Đại học Đông Hải, cũng có thể lợi dụng tài nguyên của Vườn Sồi, đặc biệt là khóa học cấp tốc của Vườn Sồi, chúng ta có thể làm trọng điểm. Cái này được. Thời Học Bân trong miệng đang nhét đồ ăn, liền vội vã muốn phát biểu ý kiến. Phát quảng cáo, thông qua khóa học của chúng ta,
sẽ có tư cách nhận vào vị trí kỹ sư với mức lương 1 vạn một tháng của vườn sồi. Vườn sồi cũng nhất định bằng lòng cho chúng ta làm như thế. Thời Học Bân phụ trách công tác liên hệ đối ngoại, năng lực của hắn cũng hết sức xuất sắc, mở lớp dạy máy tính cũng là từ góc độ của hắn mà nắm bắt được nội dung chính của sự việc. Vậy cũng phải xem khóa học này thật sự có tiêu chuẩn này mới được. Trương Khắc cười nói. Bằng không thì chính là quảng cáo lừa dối rồi. Chương 719, chung cư tập thể. Đại sự hàng đầu hiện nay của Cẩm Hồ chính là mở rộng kỹ thuật, nhưng mở rộng kỹ thuật, một yêu cầu tài chính, hai yêu cầu nhân tài, ba yêu cầu cơ sở kỹ thuật tương ứng. Lúc này cái thiếu nhất của Trương Khắc chính là nhân viên nghiên cứu chung và cao cấp. Không có đủ nhân viên nghiên cứu, dù y có nhiều tài chính đầu tư vào cũng sẽ không có hiệu quả gì. Không có đủ nhân viên nghiên cứu, nhân viên kỹ thuật công trình, cho dù đưa vào có nhiều, kỹ thuật có tiên tiến, cũng không thể hấp dẫn, tiêu hóa. Then chốt vẫn là người, yêu cầu số lượng lớn nhân viên kỹ thuật công trình cùng nhân viên nghiên cứu phát triển. Mặc dù bọn Đỗ Phi mở lớp đào tạo mạng máy tính, không có khả năng huấn luyện ra nhiều nhân viên nghiên cứu trung cao cấp hợp cách, nhưng thêm chút cố gắng, một số người tư chất cũng được, có cơ sở nhất định trải qua huấn luyện bước vào cánh cửa kia vẫn là có thể. So với tiệm Internet sáng vực mà nói, Trương Khắc càng chú trọng bọn Đỗ Phi mở lớp đào tạo mạng máy tính này. Lớp huấn luyện này thật sự có thể làm được, đối với hệ thống vườn sồi sẽ là một bổ sung rất quan trọng. Đương nhiên rồi, chỉ cần lợi dụng tốt tài nguyên của Đại học Đông Hải, lớp đào tạo mạng máy tính vẫn rất có tương lai. Nhân lúc cùng nhau ăn trong phòng làm việc, mọi người quay lại thảo luận chi tiết về việc mở lớp. Muốn mượn danh nghĩa của Đại học Đông Hải, thì phải thương lượng với trường, tốt nhất có thể từ vườn sồi nhận được tài trợ. Ở trên chương trình học nghiêng về hướng vườn sồi, còn mời các giảng viên có kinh nghiệm, xin giấy phép của các bộ môn có liên quan, còn phải quảng cáo tuyên truyền nửa tháng, sau đó mới chính thức khai giảng. Cách nghỉ đông chỉ còn lại nửa tháng, muốn làm nhiều chuyện như vậy thì quả thật phải ra roi thúc ngựa thì mới bắt kịp được. Hiệp hội sinh viên sáng nghiệp thành lập từ tháng 10 đến nay, thành viên nhận vào rất nhiều, nhưng thành viên nòng cốt cũng chỉ có 6 người: Đỗ Phi, Mông Nhạc, Thời Học Bân, Đổng Dược Hoa, Thi Tân Phi, Tịch Nhược Lâm. Ngay từ đầu Trương Khắc đã tuyên bố là chỉ đến chơi, nửa sức lao động cũng không tính vào. Về phần kế hoạch mở lớp đào tạo mạng máy tính, y cũng coi như một cố vấn. Bọn Đỗ Phi căn bản là không có hy vọng xa vời Trương Khắc có thể giúp được gì. Những người khác thì sẽ không thoải mái như vậy, phân công xong đều tự đi làm việc của mình, còn phải chú ý đến bài vở bài tập. Lấy lời của Tịch Nhược Lâm mà mói thì. Trong khoảng thời gian này phải bù đầu bù cổ rồi. Trương Khắc từ trong túi quần móc ra hai chùm chìa khóa, ném lên bàn công tác. Chỗ tao ở, Mông Nhạc cùng Tịch Học Tỷ đi rồi, hai chùm chìa khóa này là hai căn phòng dưới lầu của tao, mọi người chắc phải thường xuyên thức đêm, nửa đêm về ký túc xá cũng không tiện. Cứ ở lại đây đi, chỉ có một yêu cầu là, không được dẫn gái hoặc trai về. Thời Học Bân hưng phấn hét toáng lên, đoạt lấy một chùm chìa khóa, nói với Tịch Nhược Lâm. Bà lựa chọn cùng Mông Nhạc ở dưới một mái hiên. Hay là suy nghĩ cho tôi một cơ hội gần quan được ban lộc. Không được dẫn trai gái về, chúng ta có thể cùng nhau mà. Không phải là nam sinh một phòng, nữ sinh một phòng sao? Tịch Nhược Lâm nắm lấy một chùm chìa khóa khác, không để ý tới lựa chọn của Thời Học Bân. Quên nói một câu, tiền thuê mặc dù không nhiều, nhưng vẫn phải trả. Trương Khắc lại bổ sung một câu. Không phải chứ, nơi này xa hoa như thế, tiền thuê chắc phải mắc lắm. Bọn Thời Học Bân trong công ty mỗi tháng cũng chỉ lĩnh 600 đồng tiền trợ cấp, trả được tiền thuê sao? Mông Nhạc vừa nói vậy, Đổng Dược Hoa, Thi Tân Phi liền liên hợp lại một trái một phải bóp lấy cổ hắn. Bọn tao làm trâu làm ngựa cho mày, mỗi tháng mượn 600 đồng tiền trợ cấp, mày còn muốn bắt chẹt nữa. Lại quay đầu hỏi Trương Khắc. Tiền thuê bao nhiêu? Cái này quả thật tao không quan tâm lắm, 4 gian 2 phòng, 1 tháng 2.000. Vậy tính 1 tháng 2.000 được rồi. Một gian phòng hết 500, mày có thể đổi tên là Mông Lột Da rồi đấy. Thời Học Bân vẫn chỉ đầu mâu vào Mông Nhạc, quay đầu lại tức giận bất bình bóp cổ hắn. Các huynh đệ vì mày bán mạng, mày lại dự định mỗi tháng phát cho huynh đệ 100 đồng tiền tiêu vặt sao? Được rồi, tiền thuê nhà do công ty phụ cấp. Đỗ Phi cười giải cứu Mông Nhạc, lúc này Trương Khắc đề xuất cũng không phải là vấn đề tiền thuê hai căn nhà này. Sau này công ty hữu hạn sáng vực muốn phát triển lên, ngoại trừ lừa gạt chút sức lao động từ sinh viên, vẫn phải thông báo tuyển dụng một nhóm công nhân chính thức để duy trì công ty hoạt động bình thường. Đỗ Phi có thể minh bạch ý của Trương Khắc,
lúc này trả tiền thuê nhà, Sáng Vực cũng có thể hưởng dụng phân phối ngang như chất lượng sinh hoạt vườn sồi dành cho công nhân, cho dù phải trả tiền thuê nhà, với hoàn cảnh khu dân cư hoàn thiện như vậy cũng khá rẻ rồi. Đây vốn là hạng nhất phúc lợi vườn sồi dành cho công nhân. Lúc này, thời học Bân, Đồng Dược Hoa muốn vội vã đi xem nhà. Ký túc xá 8 người một gian vui thì vui, nhưng chạy đến khu nhà nghiên cứu sinh của Đỗ Phi ở xem qua, liền cảm thấy nhân sinh đại học 2 năm nay của họ đã trôi qua uổng phí. Vào ở khu nhà thế này mới là cuộc sống sinh viên nên hưởng thụ, đáng tiếc tài nguyên của quốc nội còn xa mới có hậu đãi như vậy. Lúc này có thể sở hữu một gian phòng độc lập, mọi người đều còn có thể ở cùng với nhau, tự nhiên rất khiến người khác chờ mong. Huống chi Đỗ Phi và Mông Nhạc vì sắp xếp diện tích kinh doanh càng nhiều hơn, khi chia phòng quản lý, phòng tài vụ cùng với phòng làm việc của câu lạc bộ côn trùng, đều tận khả năng tiết kiệm diện tích. Bọn thời học Bân, Đồng Dược Hoa chỉ có ở trong phòng làm việc của Sáng Hiệp ở trường mới có bàn công tác, đương nhiên không hài lòng chen chúc ở trong phòng quản lý để thảo luận sự tình, thúc giục muốn đến chung cư thanh niên vừa xem vừa thảo luận luôn. Nhanh chóng thu dọn thức ăn còn thừa, sau đó đều chạy đi xem nhà. Đã ở cùng với nhau thời gian dài như vậy, bọn thời học Bân, Đồng Dược Hoa, Thi Tân Phi cũng biết trước khi nhập học có thể cải tạo khu nhà ở nghiên cứu sinh thành, khách sạn thương vụ, gia thế người này sẽ không đơn giản, cũng biết Lương Quân, trợ lý cho Tổng Giám Đốc Thế Kỷ Cầm Hồ, chủ thầu xây dựng của vườn sồi cùng ngõ học phủ là anh họ của Trương Khác. Chú ba của Trương Khác còn là đại cổ đông kiêm chủ tịch của Thế Kỷ Cầm Hồ, cho dù ở trước mặt mọi người dạy bảo ba tên Hàn Quốc, bị đưa vào đồn công an cũng có thể bình yên vô sự thoát thân. Bên trường học không dám hó hé một tiếng, cho nên Trương Khác ở trong khu chung cư thanh niên sở hữu một căn nhà xa hoa, bọn họ không cảm thấy bất ngờ một chút nào. Điểm đơn thuần giữa tình bạn trong trường học là sẽ không quan tâm gia thế của đối phương, sẽ chỉ quan tâm đối phương có vừa mắt hay không thôi. Ngoại trừ những mỹ nữ kinh thế hãi tục đều vây quanh Trương Khác, bọn thời học Bân cũng nhìn không ra Trương Khác có chỗ nào không vừa mắt. Bọn thời học Bân cũng sẽ không truy nguyên hỏi gia thế của Trương Khác. Cũng sẽ không chủ động lấy ra sự của họ ra để nói, mọi người vui vẻ đến với nhau, cam tâm tình nguyện vì Sáng Vực kính dâng ra sức trẻ. Năm 97, tiền thuê phòng 500 đồng một tháng đối với sinh viên mà nói vẫn còn tương đối mắc, nhưng sau khi xem qua, thời học Bân, Đồng Dược Hoa liền hét toáng lên đáng giá, điều kiện còn tốt hơn cả khu nhà của lưu học sinh, mà giá tiền thuê một tháng của khu nhà dành cho lưu học sinh còn phải 800. Mỗi căn nhà trong khu chung cư thanh niên đều được tinh trang sửa chữa qua. Ngoại trừ căn nhà của Trương Khác, các nhà khác thậm chí đồ đạc đơn giản cũng đều đồng nhất. Đồ đạc đơn giản mà không đơn sơ, điều hòa thiết bị nhà bếp đầy đủ mọi thứ. Thuộc về loại nhà trọ kiểu khách sạn xách vali vào là có thể ở. Chỉ cần có thêm hai nhân viên nữ xinh đẹp thì có thể so với các khách sạn xa hoa. Then chốt nhà ở đây đều cung cấp Internet. Năm 97, quốc nội có được mấy nhà nghỉ khách sạn có phục vụ Internet? Có hay không vẫn là một ẩn số. Thi Tân Phi lập tức lớn tiếng quyết định muốn đưa bạn gái của hắn ở trong đội bóng rổ nữ của trường vào Sáng Hiệp, Trương Khác nói không thể đưa gái trai vào đú đởn, nhưng thời học Bân rất nhanh liền, lĩnh hội, một ý khác của Trương Khác, nội bộ có thể đú đởn với nhau. Trương Khác đối với việc này chỉ có thể cười khổ bất đắc dĩ. Tại quốc nội, phiếu tài sản kỹ thuật của xí nghiệp dân doanh rất khó vay được nợ của ngân hàng, đây là chỗ giới hạn của xí nghiệp dân doanh. Hạng mục cho vay với mức độ không lớn thì không phải trắc trở như vậy. Nhưng đầu tư vào hạng mục kỹ thuật liền trên 100 triệu như Cẩm Hồ, hầu như không có một cơ quan tài chính trong nước nào có khả năng. Cẩm Hồ mở rộng hệ thống kỹ thuật, phần lớn chỉ có thể dựa vào tài chính của bản thân. Nhưng chỉ cần đưa ra tài sản cố định đi vay, lấy lực ảnh hưởng của Cẩm Hồ, vẫn rất nhiều ngân hàng nguyện ý mắc câu. Những căn hộ này sau khi xây lên sẽ do vườn sồi mua về. Vì đề cao hiệu suất sử dụng tài chính, vườn sồi đem căn hộ đi thế chấp để vay tiền, tiền thuê nhà thu được, chỉ cần có thể chung hòa lợi tức vay là được. Mặc dù Trương Khác không có ý đầu tư vào bất động sản, nhưng bất động sản trong tương lai 10 năm sẽ tăng giá trị trên diện rộng là điều không thể nghi ngờ. Loại hành vi tăng phúc lợi cho công nhân thế này, Cẩm Hồ không chỉ không cần tăng thêm giá thành, còn có thể kiếm lời khi tương lai giá bất động sản tăng lên. Thời học Bân tương đối thỏa mãn với hoàn cảnh, cảm khái nói. Trước đó có nghe nói đãi ngộ của công nhân vườn sồi tốt kinh khủng, quả thật danh phù kỳ thực, nếu như công ty nào có thể cung cấp điều kiện ở tốt như vậy, tao tốt nghiệp lập tức qua đó làm. Mày nói đúng thừa. Mông Nhạc vỗ tay vào gáy hắn một cái. Hiện tại mày có thể ở rồi, mày nói mày dựa vào cái gì có thể vào ở. Lúc này mày dám hài lòng hả?
Thời Học Bân lặng lẽ cười, nhìn trong phòng thậm chí ngay cả đệm chăn, khăn trải giường đều chuẩn bị đầy đủ hết, nói. Không bằng hôm nay dọn đến ở luôn đi. Trương Khắc ngả hai tay. Ít áp to yêu. Đồ đạc trong phòng y còn chưa mua thêm, y phải đợi đồ đạc mua thêm sau đó mới có thể vào ở. Trương Khắc cùng họ cười đùa một lúc, trước hết về khu nhà nghiên cứu sinh, cho dù có lêu lổng, mỗi ngày y phải check mail, văn kiện bằng giấy cũng cả sấp. Mặc dù rất nhiều mail sau khi y nhìn xong cũng không biết đưa ra ý kiến gì, tối đa reply hai chữ, đã duyệt, nhưng phải tỉ mỉ đọc, để bảo đảm y đối với hệ thống cẩm hồ khổng lồ thủy chung có thể nắm rõ như lòng bàn tay. Trương Khắc cũng phải reply email cho Đường Thanh, nói cho cô chung cư thanh niên có 3 căn hộ bị y lấy ra làm, nhà trọ tập thể, rồi, nhưng sát vách gian phòng của mình, đặc biệt để lại cho cô một phòng, không biết như vậy có thể gạt được Đường Thanh hay không. Hứa Tư cũng gửi qua một email, nói cho y hành trình và thời gian ngày mai đến kiến nghiệp. Trương Khắc nhìn thời gian, mới 9:30 PM, còn kịp gọi hai cuộc điện thoại. Trương Khắc cầm lấy điện thoại di động, đi lên sân thượng, trước tiên gọi cho Hứa Tư. Khi gọi cho Đường Thanh thì Thịnh Hạ bắt máy, Đường Thanh thì đang tắm, bảo y một lát nữa thì gọi lại. Trương Khắc ngồi trên ghế mây, từ hướng đông nam có thể rõ ràng thấy chung cư thanh niên chỉ cách một bức tường. 12 căn hộ của chung cư thanh niên chia làm 3 khu độc lập. Khu thực nghiệm chính thức khởi động, hơn 400 nhân viên liền vào chỗ. Hai ngày này, phía nam, trước con đường Đông Hoa, một khu nhà 4 căn hộ, công nhân của khu thực nghiệm rầm rộ tiến vào. Ban đêm, ánh đèn sáng rực làm cho ngõ học phủ chân chính có cảnh tượng phồn vinh. Ở giữa, cũng là khu nhà mà bọn Trương Khác đang ở, tạm thời còn chưa sắp xếp người vào ở, chỉ có Trương Khác vào ở trước. Thấy lẻ loi chỉ có căn phòng phía đông nam trên tầng 10 có ánh đèn, trên cánh cửa sổ thủy tinh phía bắc còn hiện ra bóng người cao to, không biết là của Thời Học Bân hay là Đồng Dược Hoa. Bọn kia xem ra quả thật muốn ngay đêm hôm nay vào ở rồi. Phía bắc, khu nhà chỉ cách học viện âm nhạc một con đường, trong 4 tòa nhà có 2 xem như bồi thường di rời, giao cho giáo viên thanh niên của Đại học Đông Hải sử dụng. Đại học Đông Hải rất nhiều giáo viên, phải phân phối như thế nào cũng là chuyện đau đầu của các lãnh đạo trường Đại học Đông Hải, Trương Khắc sẽ không đi hỏi đến. 2 tòa nhà còn lại thì cho công nhân của xí nghiệp sáng nghiệp có thể vào ở, cũng đã có rất nhiều người xin thông qua 2 ngày này chính thức vào ở. Tiền thuê sẽ hơi cao chút, nhưng so với chất lượng nhà như vậy cũng đã rất rẻ rồi. Khu sáng nghiệp vườn rồi cùng quỹ đầu tư mạo hiểm đã chính thức đưa vào hoạt động 3 tháng rồi, xí nghiệp nhận được phê chuẩn vào cũng đã có gần 50, trong đó có một nửa xí nghiệp sáng nghiệp hình thức khoa học công nghệ, nhận được đầu tư phiêu lưu của quỹ đầu tư mạo hiểm vườn rồi. Trương Khắc khẽ thở dài một hơi, bận rộn hết một năm, lúc này mới tính có một cơ sở, hơn 400 nhân viên có thể nói là động lực hạch tâm để tương lai cẩm hồ quật khởi. Căn cứ vào kiến nghị của Đàm Vân Tùng, vườn sồi sẽ cùng các trường Đại học Đông Hải, Đại học Khoa học và Công nghệ kiến nghiệp, Đại học Sư phạm kiến nghiệp, Đại học Bưu điện kiến nghiệp, tiến hành hợp tác chế độ, 2 thầy, bồi dưỡng nghiên cứu sinh. Nghiên cứu sinh tham gia hình thức bồi dưỡng chế độ 2 thầy, ngoại trừ 1 thầy ở trường học, khu thực nghiệm vườn sồi còn phái ra 1 nhân viên nghiên cứu trung cao cấp chỉ đạo họ. Lợi ích làm như vậy, có thể tăng tốc bồi dưỡng nhân tài. Cũng có thể bồi dưỡng ra nhân viên kỹ thuật công trình cùng nghiên cứu có tố chất cao chân chính hợp yêu cầu. Vườn sồi cũng sẽ tạm thời thu được một nhóm sức lao động giá rẻ, cũng có thể đủ khẳng định nhóm người này sau khi tốt nghiệp, không có nguyên nhân đặc biệt là sẽ không cự tuyệt đến vườn sồi công tác. Đương nhiên, làm như vậy cũng có chỗ bất lợi đối với vườn sồi, khả năng kỹ thuật thương nghiệp bị lộ bí mật là rất cao, quản lý thành phẩm sẽ phải đề cao trên diện rộng, còn phải trả tiền bồi dưỡng thành phẩm cho những nghiên cứu sinh này. Nói tổng thể thì vẫn là lợi lớn hơn hại, đặc biệt là Cẩm Hồ đang trong thời kỳ mở rộng kỹ thuật nhanh chóng, rất thiếu thốn nhân viên kỹ thuật công trình cùng nghiên cứu hợp cách. Chương 720, căn nhà nhỏ ven hồ. Ngoại trừ hơn 400 nhân viên chính thức, vườn sồi còn đưa 400 đến 600 thạc sĩ, bác sĩ lần đầu đón vào đang học nghiên cứu sinh vào khu thực nghiệm. Ngồi trên sân thượng một lúc, Đường Thanh gọi điện thoại đến. Gần đây Trương Khác không có cơ hội đi Hong Kong. Hai người muốn gặp mặt còn phải chờ tới đêm trước lễ Noel Đại học Hong Kong mới chính thức nghỉ, còn phải hơn 20 ngày nữa không gặp mặt. Trong điện thoại, Trương Khắc nói muốn dẫn Đường Thanh đi Tân Vu nghỉ đông, toàn cảnh Đông Hải, mùa đông rất ẩm ướt khó chịu, chỉ có thời tiết mùa đông ở Tân Vu được Thiên Vân Sơn bao phủ mới dễ chịu nhất, khí trời xuất hiện o độ trở xuống là khác thường. Ngày hôm sau là chủ nhật, Hứa Tư ngồi máy bay, 4 giờ chiều đến sân bay quốc tế kiến nghiệp. Buổi chiều báo có mưa. Bầu trời vẫn còn u ám,
Đợi đã lâu nhưng không có mưa rơi xuống, gió bắc thổi tới, khí trời càng se lạnh, mùa đông ở kiến nghiệp càng đủ diện mạo. Trương Khác đơn độc lái xe đến sân bay đón Hứa Tư, y có vẻ nôn nóng. Khi Trương Khác chạy tới sân bay thì mới hơn 3 giờ, liền dừng xe ở đường lâm ấm ngoài đường băng sân bay. Lúc này, bầu trời hôn ám, như đã vào đêm, đèn hai bên đường lâm ấm cũng đã sáng lên, Trương Khác an vị ở trong xe, nhìn điểm sáng lóe lên trên bầu trời đường băng ở sân bay xa xa. Thấy thời gian đã đến, Trương Khác liền lái xe đến bãi đỗ xe ngoài phòng đón khách ở sân bay, sau đó gọi điện thoại cho Hứa Tư. Cuộc đầu tiên tắt máy, sau một lúc lâu, điện thoại của Hứa Tư rất nhanh kết nối. Trương Khác nối được điện thoại, đồng thời cũng thấy được Hứa Tư mong nhớ ngày đêm xuất hiện trên bậc thang ở phòng đón khách. Hứa Tư mặc áo gió màu tím nhạt, quần jean màu cà phê cùng với đôi giày cao gót màu đen, làm nổi bật vóc người cao gầy cân xứng, dung nhan kiều diễm. Cô đứng ở nơi đó tìm kiếm xe của Trương Khác đậu ở đâu. Diện mạo phong tình như vậy tự nhiên hấp dẫn ánh mắt của mọi người, nếu không có sự tồn tại của Chu Dật cùng một trợ thủ khác, chỉ sợ đã có mấy anh Tây Trang giày da, áo mũ chỉnh tề đi qua đưa danh thiếp rồi. Hứa Tư bước vào xe, nhẹ giọng có phần nôn nóng ôm cô vào lòng, nhìn vào đôi mắt xinh đẹp như muốn ăn mòn tâm hồn người, nhẹ giọng hỏi. Có nhớ em không? Hứa Tư không nói gì. Chỉ dùng hết sức lực toàn thân nắm lấy lòng bàn tay Trương Khác, muốn đem nỗi tưởng niệm đau khổ vì kiềm nén đã lâu, tại giờ khắc này phát tiết ra hết. Qua một hồi lâu cô mới buông tay ra, ngồi vào vị trí phó lái, hỏi. Đợi lâu chưa? Buổi chiều không có tâm sự làm gì hết, nhưng vẫn chịu đến 3 giờ chiều mới đến đây. Sau khi đến sân bay liền cảm giác được như được ở cùng với chị, không cảm thấy như đang đợi. Vừa thấy máy bay, em liền nghĩ, có thể chị đang ở trên máy bay này. Cảm giác rất kỳ lạ. Trương Khác xoay người lại, giúp Hứa Tư thắt dây an toàn, nhịn không được nhẹ nhàng hôn lên trán Hứa Tư một cái. Thật thích nghe lời đường mật của cậu. Hứa Tư ôm chặt lấy thắt lưng Trương Khác, chỉ mấy lời đơn giản, cũng khiến nàng nghe mà động tình không kiềm chế. Thế Kỳ Cẩm Hồ cũng phái ra xe tới đón nhóm Hứa Tư, Chu Dật cùng một trợ lý khác của Hứa Tư thì ngồi xe về nội thành. Trương Khác đơn độc lái xe chở Hứa Tư về nội thành. Khi vừa đến dưới chân núi Yến Quy thì trời tí tách đổ mưa. Hai bên đường kiến nghiệp trồng rất nhiều ngô đồng, mặc dù trời đã vào thu, cành lá vẫn chưa có lác đác rơi. Trên lộ trình lâm ấm, trời càng có vẻ mờ tối. Căn nhà bên hồ em vẫn chưa qua đó, trước tiên chị dẫn em qua đó đi. Trương Khác nắm lấy bàn tay mềm mại của Hứa Tư, đặt lên đùi vuốt ve. Căn nhà ven hồ, từ kiến thiết đến trang hoàng đều là Hứa Tư tự mình thiết kế. Tháng 11. Hứa Tư còn cố ý vì việc trang hoàng chạy về kiến nghiệp hai lần. Đáng tiếc hai lần đó, Trương Khác một lần tại Bắc Kinh, một lần tại Hải Châu, chưa lần nào có thể chạy về kiến nghiệp. Suy nghĩ một chút, từ lần gặp mặt trước, mới hơn thời gian hơn một tháng, thật giống như đã lâu không gặp. Hứa Tư đẩy mặt Trương Khác đang nhìn mình ra đằng trước, để y chuyên tâm lái xe, còn mình thì dán mắt nhìn vào tiểu nam nhân đã làm mình ngày nhớ đêm mong. À, hai ngày trước. Chị đi dạo phố ở Trung Hoàn gặp phải Đường Thanh, Thịnh Hạ. Có né tránh rồi, chỉ không biết cổ có thấy được không. Hứa Tư lo lắng nói đến việc mấy ngày trước gặp được Đường Thanh ở Hong Kong. Ặc, Trương Khắc nghĩ thầm, loại sự tình này nếu không phải nhìn thấy mặt, ai cũng sẽ không nhắc với mình. Đêm hôm qua khi gọi điện thoại cho Đường Thanh, cũng không nghe được trong giọng nói của cô có gì khác thường, cũng không thể khẳng định rằng Đường Thanh không thấy được Hứa Tư. Cô nàng này tâm tư linh xảo. Dè dặt như vậy càng khiến người khác thương tiếc, lúc này lại muốn an ủi nỗi bất an của Hứa Tư trước, Trương Khác vừa cười vừa nói. Không sao, mấy người bọn chị, cùng lắm thì cứ để em nợ thịt trả bằng thịt. Nói bậy cái gì vậy? Hứa Tư ngượng ngùng khẽ véo Trương Khác một cái, lại chợt nghe ra lỗi ngôn ngữ của Trương Khác. Vừa rồi cậu nói mấy người là mấy người, ngoại trừ Đường Thanh, chị Vãn Tình, còn có ai nữa? Trương Khác lộp bộp trong lòng. Lòng của phụ nữ quả thật không phải mẫn cảm bình thường, lần này chỉ sợ không thể dẫn Hứa Tư đến 1978 rồi. Trương Khác còn đang nghĩ ngợi phải giải thích rõ thế nào thì Hứa Tư cười duyên nói. Trong mắt đừng chuyển lung tung, cẩn thận lái xe, chị không quản đứa hoa tâm như cậu đâu, đừng có chọc Đường Thanh đau lòng là được. Vòng qua núi Yến Quy, Trương Khác men theo hồ chạy về hướng căn nhà nhỏ ven hồ. Căn nhà này nằm ở trong bóng cây trước hồ, phía nam khu sáng nghiệp. Trên địa thế dính liền với khu sáng nghiệp, tuy nhiên chỉ có con đường nhựa vắng vẻ nằm giữa hai khu sáng nghiệp đi thông vào, hai bên đường trồng cây sồi cao to.
Bởi vì nơi này không thường có người ở, ga ra ra vào không có thiết bị cảm ứng, Hứa Từ cầm chìa khóa xuống xe mở cửa ga ra rồi lái xe vào. Bên trong gara cũng có cửa đi thông đình viện. Mưa càng rơi càng lớn, cũng tiện cho hai người trốn ở trong phòng nhìn cảnh mưa rơi phất phơ trên mặt hồ. Hứa Từ đi mở cửa gara, Trương Khắc xách theo đồ ăn thức uống đã chuẩn bị trong cốp xe, đi theo Hứa Từ vào đình viện. Căn nhà này chiếm diện tích không lớn, trước đình như một bức tranh miêu tả tỉ mỉ lâm viên, trong cơn mưa bụi tĩnh lặng mà mơ màng, đầm nước xanh thẳm đón lấy hạt mưa làm mặt nước bập bềnh vô số gợn sóng, chiếm hơn phân nửa trước đình. Hứa Từ cũng thích nước cùng thực vật xanh tươi, phía tây trước đình có một gian trà thất bằng trúc, con đường đá hoa màu xám khảm hoa văn, nối liền ban công, phòng trà, cửa đình viện trước phòng cùng với đài ngắm cảnh sát bên đầm nước. Tường viện bằng gỗ sam tròn thẳng tắp đan lại, đầu mùa đông, bò lác đác dây leo xanh, trong phòng trà còn có một giá xích đu bằng inox, mắc bằng dây nho. Đẩy ra cánh cửa thủy tinh điêu khắc ô gỗ, đi vào đại sảnh không nhiễm một hạt bụi, không hề có hơi thở của con người đã từng sống qua. Hứa Từ hít một hơi thật sâu, hình như muốn hít cả mùi của Trương Khắc vào trong phổi. Chương 721, đêm mưa. Ném túi nhựa Trương Khắc cầm trong tay trước phòng bếp, cầm ra CD, Hứa Từ kéo Trương Khắc chạy thẳng lên gác ở tầng 3. Gác được bố trí tại phòng sinh hoạt, ghế sofa đệm trắng, tựa lưng màu đen, tường hai bên sơn màu hoa hồng, treo lên mấy bức ảnh rừng cây xanh ngát. Mái vòm hình cung dính liền với nóc nhà, khảm tấm lập lấy sáng nửa trong suốt. Lúc này có thể nghe được tiếng mưa rơi tí tách trên mặt, cửa sổ sát sàn hướng về hồ nước, nhìn về nơi xa là cảnh núi Yến Quy xanh ngắt và hồ nước trong cơn mưa bụi, lúc này nhìn hồ nước xa xa quả thật trong đến lạ thường. Cơn mưa này rất đúng lúc. Nghe tiếng mưa rơi lên mái vòm cùng lên cửa sổ, Trương Khắc cảm giác được hình như đã hoàn toàn ngăn cách với trần thế ẩm ý bên ngoài. Hứa Từ thản nhiên cười, cô cũng có cảm giác như vậy. Nhìn thành phố sắp chìm vào bóng đêm tĩnh lặng. Bỏ đĩa CD vào đầu đĩa, Boss Nova Baby, giọng hát tang thương của Elvis Presley lại vang vọng trong căn gác. Trương Khắc ôm Hứa Từ vào lòng, nói cho chị từng chuyện xảy ra trong hơn một tháng nay, chỉ thiếu chút nói ra cả việc cùng Vãn Tình yêu đương vụng trộm tại Tân Cẩm Cư cho Hứa Từ nghe. Nghe được việc của Trương Dịch cùng Lưu Đình, Hứa Từ rất có cảm khái, chị cũng từng thiếu chút nữa bị thế tục đè nén đến sụp đổ. Cái loại áp lực như chen chúc trong bốn bức tường khiến người cảm giác cái chết mới là sự lựa chọn thoải mái nhất. Nghe được Trương Khắc nói y vì thế phát giận ném vỡ ly mới làm cho việc này tạm hoãn lại, Hứa Từ ngồi chồm hổm trên ghế sofa, ôm chặt thân thể hơi gầy gò của Trương Khắc vào lòng, nhẹ giọng nói. Quyền thế cũng được, tài sản cũng được, nó không thể làm cho phụ nữ khuất phục, nhưng sự dịu dàng, quan tâm của cậu, mới có thể khiến sự hoa tâm của cậu thực hiện được. Mới có thể ràng buộc lại lòng của phụ nữ, không biết sẽ có bao nhiêu cô gái bị cậu làm hại. Trương Khắc nhìn vào đồng tử trong con ngươi trong trẻo của Hứa Từ, mê ly mà quyến rũ. Em sẽ không buông tay chị ra, cũng không muốn để chị phải chịu tổn thương. Chị đâu phải là một cô bé dễ chịu tổn thương. Hứa Từ khẽ nở nụ cười. Chị sẽ nhớ cậu, cũng nhớ có một căn nhà thế này có thể ngăn cách hoàn toàn với thế giới ồn ào bên ngoài, có thể thỉnh thoảng gặp gỡ cùng tiểu nam nhân âu yếm. Càng nhiều thời gian có thể làm trở về với bản thân. Đối với một phụ nữ 26 tuổi thì còn có gì mà chưa đủ. Chị đâu phải là một oán phụ cả ngày không có việc gì, đi giữ một căn nhà trống không. Hứa Từ lại nghĩ tới một việc. À, đúng rồi, chị đem qua đây bản thiết kế khu quốc tế của Cẩm Hồ, cậu giúp chị nhìn thử xem. Sao lại cảm giác như là em bị thương mới đúng? Trương Khắc vỗ vỗ đầu. Địa vị ở trong lòng chị đã giảm xuống nghiêm trọng rồi. Sai rồi. Hứa Từ hai tay quấn lấy cổ Trương Khắc, bởi vì ở trong phòng mình, lúc này chị rất nhu mì mà nhiệt tình, áp môi đến bên tai Trương Khắc phà một hơi, cũng có dũng khí thấp giọng nói ra tâm sự. Chị đâu chỉ đem cậu trở thành người yêu đâu. Trương Khắc cảm nhận được sự phập phồng khi Hứa Từ dán ngực qua, tay vỗ về hai bờ mông bị chiếc quần jean banh cực kỳ nảy nở, cảm thụ xúc cảm đàn hồi rung động lòng người, nhìn ánh mắt long lanh của chị, nhìn không được vỗ vỗ vào hai bờ mông. Mang bản thiết kế vào trong phòng xem được không? Bàn này nhỏ quá, trải lên giường xem đi. Lời lừa gạt cô bé đã nói ra khỏi miệng, Hứa Từ khẽ, một tiếng, cùng Trương Khắc dắt tay đi xuống phòng dưới lầu, ngã vào trong đệm giường màu lam. Khuôn mặt trắng trẻo như tuyết đầu mùa, ửng đỏ lên như thể hiện khát vọng đối với tình ái, đôi mắt quyến rũ mê ly, quần áo từng chiếc rời khỏi người, thân thể xinh đẹp ngang dọc trên nền đệm xanh, cái lạnh trong phòng phất qua da thịt. Bữa tiệc hoan ái này đến tận đêm khuya mới ngừng nghỉ,
ở giữa còn trộm thời gian đi ăn vài thứ. Cơn mưa đã tạnh, rồi lại có tuyết rơi, hạt tuyết nhẹ nhàng va vào cánh cửa sổ thủy tinh, vang lên âm thanh lào xào, ở giữa còn ôm lấy nhau ngồi trước song cửa sổ nhìn cảnh tuyết đêm một lúc. Đợi Hứa Tự uể oải chìm vào giấc ngủ, Trương Khác mới rảnh lấy bản thiết kế của xã khu quốc tế Cẩm Hồ ra xem, bên người là mái tóc dài đen dày mà lộn xộn che đi dung nhan kiều diễm tuyệt mỹ của Hứa Tư, hơi thở nhẹ nhẹ, từ hình dạng lồi lõm lộ ra trên chăn là có thể tưởng tượng thân thể trần truồng bên dưới nó mê người thế nào, quân vương mấy ngày liền không tảo chiều, đó cũng không phải là việc khó có thể lý giải. Trương Khác nhìn bản thiết kế cũng không thể kiên trì được bao lâu, cũng ôm thân thể Hứa Tư trắng mịn như khối ngọc ấm chìm vào trong giấc ngủ say. Vừa tỉnh lại thì đã là buổi sáng ngày hôm sau, không thấy Hứa Tư bên người, bên gối còn thoang thoảng dư hương của giai nhâm, nghe dưới lầu có tiếng nước sôi, ngay sau đó cảnh cửa dưới lầu được mở ra từ bên ngoài, gió từ ngoài thổi vào, tiếng bước chân nhẹ nhàng, chạy chạm phải tạp chí trên bàn rớt xuống đất, tiếng hô nhẹ, hầu như có thể tưởng tượng ra hình ảnh Hứa Tư chạy chậm vào phòng bếp rút ra ấm nước điện. Một ngày mới thì đã bắt đầu hào hứng như vậy. Trương Khác khoác áo ngủ đi xuống lầu, trước đỉnh có một lớp mỏng tuyết đọng. Xem ra tuyết rơi vào hừng đông không lớn. Cũng không biết thời gian, điện thoại di động đêm hôm qua ném trên căn gác rồi. Hứa Tư xách bình thủy đi tới, thấy Trương Khác chân trần dẫm lên sàn nhà lạnh lẽo, chỉ vội vàng đặt bình thủy xuống, rồi cầm qua cho y đôi dép, nắm lấy đôi chân lạnh lẽo của y, khẽ trách. Không sợ cảm lạnh hả? Nếu cảm lạnh thật, em có thể bắt chị ở lại thêm với em vài ngày. Trương Khác ngồi xổm xuống, chán chạm chán với Hứa Tư. Rất ít khi tỉnh lại không cần suy nghĩ lúc này là lúc nào. Cậu vất vả quá rồi. Hứa Tư nghĩ đến buổi sáng tỉnh lại, nhìn thấy bản thiết kế lộn xộn bị lật xem hết phân nửa, chất đống trên sàn nhà trước giường. Không phải vậy đâu. Bởi vì trở lại năm 94, sẽ thủy chung có một loại cảm giác xa cách với thế giới này. Hầu như buổi sáng mỗi ngày tỉnh lại đều sẽ xác nhận ngày hôm nay là ngày mấy, tháng mấy, năm bao nhiêu. Cho nên rất ít khi được tỉnh tự nhiên, loại trạng thái này là không thể kể ra với người khác. Ngày hôm nay lại cảm giác một ngày mới mẻ rất rõ ràng mà hào hứng ùa vào. À, buổi sáng Tịnh Mông gọi điện thoại đến hai lần, thấy cậu ngủ say như heo, nên không nhẫn tâm đánh thức cậu dậy. Chị cũng giúp cậu đặt điện thoại di động ở chế độ im lặng. Lúc này cậu có thể gọi điện trả lời cổ đi. Điện thoại di động ở trong phòng làm việc trên lầu ấy, cậu đi lấy đi. Chị pha cà phê cho. Trương Khác chạy lên lầu đi lấy điện thoại di động, bản thiết kế đã được Hứa Tư thu dọn đến phòng làm việc, điện thoại của y và của Hứa Tư đặt song song với nhau. Trương Khác tìm các cuộc gọi nhỡ, hai cuộc đều là của Tôn Tĩnh Mông gọi qua. Chương 722, Thế kỷ Cẩm Hồ. Trương Khác liền ở trên lầu gọi điện thoại trả lời cho Tôn Tĩnh Mông. Tôn Tĩnh Mông cả một ngày đã làm ra phương án bố trí đồ đạc đâu ra đấy, gọi điện thoại qua đây chính là muốn hỏi ý kiến của Trương Khác. Ở trong điện thoại Trương Khác nói với cô. Cô quyết định là được rồi, tôi đang hoài nghi phong cách của cô rồi đấy. Ừm, Tôn Tĩnh Mông lên tiếng, sau một lúc lâu còn nói thêm. Ngày hôm qua Hứa Tư đến kiến nghiệp rồi chứ, sao không tới 1978 vậy? Tôi cũng đâu biết chị ấy tới kiến nghiệp đâu. Trương Khác nói bậy trả lời. Anh gạt được ai? Tôn Tĩnh Mông không lưu tình chút nào chọc thủng lời nói dối của Trương Khác. Thiết kế của 1978 vẫn là nhờ vào chị ấy, cho dù không cần cảm ơn, thì cũng phải đến 1978 nhìn một cái, anh làm tặc rồi, còn trột dạ cái gì? Không phải là làm tặc mới trột dạ sao? Trương Khác trong lòng nghĩ, rồi nói thêm vài câu với Tôn Tĩnh Mông liền cúp điện thoại. Đi xuống lầu, cà phê đã pha xong, format bánh mì cùng trứng gà rán cũng đã đặt ở trên bàn, Trương Khác không nhớ kỹ ngày hôm qua mình còn chuẩn bị gà. Buổi chiều phải đi công chuyện, còn có thể ở lại ăn cơm trưa, buổi sáng chị lái xe đi ra ngoài mua chút đồ ăn. Dầu muối tương giấm chua cũng đều chuẩn bị đủ rồi, đột nhiên nghĩ muốn nếm thử thủ nghệ của cậu, Hứa Tư nói. Còn nhớ rõ lần đó sao? Trương Khắc hỏi, vẫn là trong tiểu khu thuê một căn phòng đối diện với Phú Quý Viên, chính là ở trong phòng đó lần đầu tiên xuống bếp làm cơm cho Hứa Tư. Sau đó khi rảnh rỗi vẫn sẽ xuống bếp, nhưng Hứa Tư cũng không có cơ hội ăn, cho dù tại Hong Kong. Lúc thì phải vội vội vàng vàng qua lại, hoặc là ở cùng với người khác. Hứa Tư gật đầu. Có nhà của mình, cảm giác quả thật rất tốt. Hội nghị ban giám đốc của Thế kỷ Cẩm Hồ, Trương Khác vốn không muốn tham gia, buổi trưa lại nhận được điện thoại của chú ba, cũng chỉ phải chán nản đáp ứng qua đó. Hứa Tư kiên trì muốn tách ra không đi chung, Trương Khác cũng chỉ phải theo ý chị.
mượn tiện lợi của kiến thiết vườn sồi, Thế Kỷ Cẩm Hồ lấy một mảnh đất khoảng 10 mẫu ở phía đông vườn sồi xây một tòa cao ốc văn phòng cao 10 tầng, xem như cao ốc tổng bộ của Thế Kỷ Cẩm Hồ tại Kiến Nghiệp, nằm sát bên khu sáng nghiệp. Tập đoàn ăn uống giải trí Thế Kỷ Cẩm Hồ cùng địa ốc Thế Kỷ Cẩm Hồ đều ít nhất trong một tuần mới dọn vào. Hội nghị ban giám đốc lần này, lấy lời của Thiệu Chí Cương mà nói thì, coi như là ăn mừng tổng bộ rời đến chỗ ở tốt. Từ căn nhà ven hồ đi bộ đến cao ốc tổng bộ của Thế Kỷ Cẩm Hồ cũng chỉ hơn 10 phút, Hứa Tư đi bộ, Trương Khác để chị đi trước, mới rất xa đi theo phía sau, cùng đi về hướng đông. Qua đó mới phát hiện Diệp Kiến Bân đã sớm ngồi trên bậc thang trước phòng khách hút thuốc, Hứa Tư đi qua chào hắn, không dám ở lại lâu liền đi vào trước. Trương Khác cũng ra giày, ngồi chồm hổm ở đó cùng Diệp Kiến Bân hút thuốc. Tôn Thượng Nghĩa, Cát Minh Đức ngồi máy bay buổi sáng bay tới Kiến Nghiệp, 1 giờ buổi chiều mới đến sân bay, Thiệu Chí Cương cùng chú ba Trương Chi Phi tự mình ra sân bay đón. Trương Khác cùng Diệp Kiến Bân ở dưới lầu vừa hút thuốc vừa chờ họ từ bên sân bay chạy tới. Ngô Thiên Bảo ở trên lầu đi loanh quanh hồi lâu, còn tưởng rằng Trương Khác còn chưa tới. Hắn đi xuống đại sảnh dưới lầu, mới nhìn thấy Trương Khác cùng Diệp Kiến Bân đang ngồi cùng nhau, bèn đi qua ngồi hút thuốc cùng. Quen biết Trương Khác đã có 3 năm, lần đầu tiên là Đường Học Khiêm cùng Trương Chi Hành mời Hứa Hồng Bá trong khách sạn của hắn ăn cơm. Trương Khác ở đây, sau đó trò chuyện mới hiểu được y là cháu của Trương Chi Phi. Lúc gặp mặt lần đầu tuyệt đối không thể tưởng tượng ra y có thành tựu như ngày hôm nay. Nhớ tới những chuyện cũ, Ngô Thiên Bảo cũng phải khoa trương hút một hơi thuốc dài. Quy mô của hai công ty ăn uống giải trí cùng địa ốc của Thế Kỷ Cẩm Hồ càng lúc càng lớn, thân phận nhà đầu tư càng lúc càng tôn quý. Cổ phần của Ngô Thiên Bảo ở hai công ty tự nhiên bị pha loãng đến tỷ lệ cực nhỏ, hắn không có một câu oán hận, có thể cùng Diệp gia căn cơ sâu, có thể cùng mấy người Tôn Thượng Nghĩa đều là nhà đầu tư của Thế Kỷ Cẩm Hồ. Vậy thì còn oán hận gì nữa? So với 3 năm trước đây, một ông chủ của một khách sạn bất nhập lưu, địa vị đã có biến hóa cách biệt một trời. Ngô Thiên Bảo lúc này xem như đồng sự chấp hành, phó tổng giám đốc của Thế Kỷ Cẩm Hồ, phụ trách nghiệp vụ ăn uống giải trí của Thế Kỷ Cẩm Hồ tại Hải Châu, lại là đồng sự của địa ốc Thế Kỷ Cẩm Hồ. Nói chung nhìn thấy hai vị này Đỗ Tiểu Sơn, Tống Bồi Minh này thì không cần phải dè dặt nữa rồi, với hai người Thiệu Chí Cương, Thịnh Thanh tự nhiên càng như cá gặp nước. Hội nghị ban giám đốc của Thế Kỷ Cẩm Hồ, không quản là cổ phần ăn uống giải trí hay là tập đoàn địa ốc, Trương Khác đều không có lý do gì tham gia, cổ phần của quảng trường ăn uống Tứ Phượng Kiều Y chuyển nhượng cho chú ba Trương Chi Phi rồi, sản nghiệp ở con hẻm hắn đều dưới danh nghĩa của Hứa Tư, nhưng chú ba Trương Chi Phi muốn y qua đây, y chỉ phải đáp ứng qua, ngồi vào trước bàn hội nghị, còn nhịn không được nhỏ giọng nói thầm. Buổi chiều trường mình còn có tiết. Được rồi, cũng không trễ nửa ngày đâu. Thịnh Thanh không lưu tình bóc trần Trương Khác. Cậu ở Kiến Nghiệp chưa đến một tháng, mà cậu không phải cùng khoa với Đỗ Phi sao? Buổi chiều Đỗ Phi cũng bị kéo qua đây, Đỗ Phi cười nói. Buổi chiều đúng là có tiết, chủ nhiệm khóa họ Ngụy muốn bắt Trương Khác mấy lần rồi, cũng chưa bắt được hắn. Đỗ Phi thỉnh thoảng cúp vài tiết cũng không quan trọng, tôi à, đã là kẻ nghiệp chướng nặng nề, tội ác tày trời, tội không thể tha rồi. Trương Khác hai tay ôm gáy, nói với Thịnh Thanh. Anh cứ muốn tôi lấy cái bằng tốt nghiệp cái đã, nếu không đi học, chỉ sợ tôi sẽ bị Đại học Đông Hải đuổi học mất. Vậy bị đuổi rồi thì còn lấy bằng thế nào? Cả ngày không có việc gì, học mấy anh Tây Trang giày ra ngồi trong phòng làm việc nhìn cẳng chân đi tất chân của nữ thư ký sao? Lúc này vừa vặn có một thư ký công ty mặc váy đi tất chân đứng ở bên cạnh bàn hội nghị điều chỉnh máy chiếu, nghe Trương Khác nói vậy, cô đỏ mặt, lách người ra bên cạnh, để cho bàn hội nghị che đi đôi cẳng chân được bọc trong đôi vớ da của cô. Nghe Trương Khác nói như vậy, Đỗ Phi cũng đưa ánh mắt qua. Thịnh Thanh khẽ ho khan một tiếng, quay đầu nói chuyện khác với Ngô Thiên Bảo, sợ bị tiểu tử Trương Khác quấn lấy. Nghe Trương Khác ở đó nói nhăng nói cuội, Hứa Tư vẫn đang cúi đầu xem tư liệu, mím môi cố nhịn cười, làm bộ không quen cái người này. Thiệu Chí Cương nghĩ không thể để cho hội nghị ban giám đốc chuẩn bị đã lâu bị con chuột Trương Khác này làm thất bại, mọi người bớt thời giờ họp lại với nhau cũng không dễ dàng, hắn lập tức bảo mọi người dừng nói chuyện. Trực tiếp tiến vào chương trình hội nghị. Chương 723, hội nghị ban giám đốc. Thế Kỷ Cẩm Hồ vừa mới mượn kế hoạch vườn sồi từ Hải Châu nhảy đến Kiến Nghiệp, quy mô còn xa mới có thể so sánh với các công ty như Ái Đạt, Việt Tú, Tân Quang, Thịnh Hâm, Hương Tuyết Hải. Trong thời gian 2 năm trong quá khứ, bọn Thịnh Thanh từ làm bản lậu kiếm được 200 triệu tài chính đầu tư hết vào Thế Kỷ Cẩm Hồ. Mấy năm nay bản thân Thế Kỷ Cẩm Hồ cũng có tích lũy tư bản rất lớn.
Hứa Tư lấy sản nghiệp ở con hẻm Đan Tỉnh nhập vào cổ phần, Diệp Kiến Bân đại biểu cổ phần của Diệp gia, Trương Chi Phi rút ra tài chính từ thực nghiệp Hồng Viễn để đổ vốn vào, Tôn Thượng Nghĩa, Cát Minh Đức nhìn chuẩn ngành ăn uống giải trí cùng địa ốc của nội địa gần Hưng Khởi mà đổ tiền vào. Tuy nhiên lúc này quy mô tổng tài sản của Thế Kỷ Cẩm Hồ còn chưa đến 500 triệu. 500 triệu này lại chia làm hai mảng ăn uống giải trí cùng địa ốc. Quốc nội vào năm 97, đây cũng coi như tập đoàn khá mạnh rồi. Nhưng kiến thức qua sự huy hoàng của Cẩm Hồ, nó lại có vẻ âm u không ánh sáng. Thế Kỷ Cẩm Hồ hiện nay vẫn là ba người Trương Chi Phi, Thiệu Chí Cương, Thịnh Thanh chiếm hơn phân nửa cổ phần, Diệp gia đầu tư coi như nhiều. Nhưng đầu tư của hai bên Tôn Thượng Nghĩa, Cát Minh Đức cũng chỉ có thể tính thử nước thôi. Dù sao trước đó Thế Kỷ Cẩm Hồ chỉ giới hạn trong một góc Hải Châu, nhân khẩu nội thành còn chưa đến 500 ngàn, tại thị trường ăn uống giải trí cùng bất động sản tuy dễ, vẫn còn chưa lọt vào mắt Tôn Thượng Nghĩa, Cát Minh Đức. Từ Hải Châu nhảy đến Kiến Nghiệp thì đã khác hoàn toàn, hơn nữa Kiến Nghiệp lại đối mặt với kỳ ngộ phát triển trọng đại như vậy, chỉ cần đứng vững tại Kiến Nghiệp, vậy quốc nội không có thành phố nào không thể đi rồi. Lần này tổ chức hội nghị ban giám đốc, chính là muốn thảo luận chuyện đứng vững gót chân tại Kiến Nghiệp. Máy chiếu cho thấy lịch trình phát triển trong thời gian 3 năm tại quá khứ của Thế Kỷ Cẩm Hồ. Quảng trường ăn uống Tứ Phượng Kiều sớm nhất vẫn là hạng mục mà Trương Khác vì đem xưởng cũ của xưởng giấy Tân Quang quay vòng làm ra, đầu nguồn của Thế Kỷ Cẩm Hồ cũng có thể bắt đầu từ đó. Đây xem như là đang hồi tưởng lại quá khứ đắng cay ngọt ngào đó hả? Trương Khác ngồi ở giữa Đỗ Phi và Thịnh Thanh. Thế này là chính thức biểu diễn công tích vĩ đại của cậu, có cái gì mà bực mình? Thịnh Thanh cười hỏi. Trương Khác cười cười, hiện tại y đều rất ít tham dự hội nghị chính thức gì, quả thật có phần khó ngồi lâu. Hội nghị ban giám đốc do Thiệu Chí Cương chủ trì, hiện tại là giới thiệu tình huống phát triển của tập đoàn ăn uống giải trí, dưới sự lãnh đạo của Thịnh Thanh, ngành giải trí đã hoàn toàn chuyển hình về phương hướng giải trí của đại chúng. Chuẩn bị rất lâu, đầu tư 30 triệu tài chính vào siêu thị KTV Thịnh Thế Niên Hoa tại đường Tân Thị, đoạn đường Phồn Hoa ở phía đông Bắc Kinh, hơn một tháng trước chính thức kinh doanh, đây là một địa điểm ăn chơi cao cấp, với hình thức kinh doanh chủ yếu theo kiểu siêu thị, bất đồng với hộp đêm thông thường. Thịnh Thanh xem như đã triệt để rửa sạch rồi. Trước khi đưa vào hoạt động, hắn cũng không nghĩ đến đầu tư cho siêu thị KTV lại cao hơn cả hộp đêm cùng quy mô. Có thể kiếm tiền sạch sẽ, ai lại đi đường ngang ngõ tắt chứ? Đương nhiên, phương thức kinh doanh của siêu thị KTV và tiệm Internet là như nhau, phương thức tính toán lợi nhuận không thể lấy một tiệm một ngày kiếm được bao nhiêu, mà là phải tính toán đầu tư chu kỳ. Siêu thị KTV và tiệm Internet như nhau, tại quốc nội đều là ngành địa ốc mới phát. Đang đứng ở giai đoạn trước của vòng vận động, yêu cầu tốc độ đầu tư thu về phải nhanh, mới có thể mau chóng mở tiệm mới, chiếm trước khu vực tốt. Sau khi Thịnh Thế Niên Hoa của Kiến Nghiệp khai trương, cậu cũng không có thời gian đi nhìn một cái. Thịnh Thanh nói, đừng nói tủi thân như thế, sau khi Thịnh Thế Niên Hoa của Kiến Nghiệp khai trương, tôi có bao nhiêu thời gian là ở Kiến Nghiệp đâu. Tôi muốn đi chơi, cũng phải có thời gian mới đi được chứ. Kiến Nghiệp ngoại trừ phố chủ thương nghiệp Tân Thị, còn có Phủ Thanh, sau khi Thịnh Thế Niên Hoa thành công đưa vào hoạt động, phải tránh hình thức thành công của nó để người ta làm theo, liền muốn đến đường Phủ Thanh trước tiên cơ, chiếm trước địa hình có lợi. Tiệm ở đường Tân Thị đầu tư 30 triệu, mặc dù buôn bán rất thịnh vượng, nhưng ít nhất cũng phải 10 tháng mới có thể thu hồi đầu tư. Trên hội nghị ban giám đốc đề xuất, chính là muốn huy động vốn cho hạng mục siêu thị KTV ở đường Phủ Thanh. Diệp Gia Hận không thể dốc toàn lực đi khai thác điện gia dụng của Điện Thịnh Hâm Hoàn Cầu, không có tài chính dư thừa để đóng góp. Hai nhà Tôn Thượng Nghĩa, Cát Minh Đức lại mới đắc thủ từ đầu cơ đồng won, ngoại trừ bảo lưu một bộ phận tiền vốn để tiếp tục hoạt động tại thị trường tiền tệ, phần lớn lợi nhuận đều sẽ thông qua các loại con đường từ từ rửa ra. Bởi tài chính mà Trương Khác đầu tư quỹ hết phân hải ngoại là mượn của Tôn Thượng Nghĩa, cho nên tiền rửa ra, phải trả cho Tôn Thượng Nghĩa trước. Tháng trước rửa ra gần 300 triệu, trong đó 60% đều thuộc về danh nghĩa của Tôn Thượng Nghĩa. Lượng tiền mặt nắm trong tay Tôn Thượng Nghĩa thật khiến người tâm động. Thịnh Thanh, Thiệu Chí Cương còn có Trương Chi Phi vì sao muốn chết sống cũng phải kéo Trương Khác tới tham gia hội nghị ban giám đốc vốn không liên quan gì tới y, cũng là tin tưởng lực ảnh hưởng của Trương Khác đối với bọn Tôn Thượng Nghĩa, Cát Minh Đức. Đương nhiên, hy vọng Tôn Thượng Nghĩa, Cát Minh Đức bỏ tiền ra cũng không chỉ hạng mục KTV đường Phủ Thanh, chính yếu vẫn là hạng mục tập đoàn địa ốc nhìn chúng. Hội nghị ban giám đốc do Thiệu Chí Cương chủ trì. Hắn lại là người phụ trách tập đoàn địa ốc, khi nói đến hạng mục địa ốc thì rất hùng hồn. TP, Kiến Nghiệp năm 88 khi thành lập khu Cao Tân,
trực tiếp nhập trấn Tân Phổ vào phạm vi của khu Cao Tân, địa chỉ làm việc của hội quản ủy khu Cao Tân cũng tạm dùng trấn Tân Phổ, nguyên là đại viện của chính phủ. TP, kiến nghiệp khởi động kế hoạch tư tưởng hành lang số, phạm vi của khu Cao Tân mới gấp 7-8 lần khu cũ, mà trọng điểm quy hoạch của kế hoạch tư tưởng hành lang số là ở bờ Nam, tại địa khu núi Yến Quy, Hồ Yến Quy. Hiện tại, Hồ Yến Quy, núi Yến Quy là điểm giới hạn thành thôn của TP, kiến nghiệp. Nhưng tôi nghĩ không cần mấy năm, Hồ Yến Quy, núi Yến Quy sẽ trở thành hồ trong thành, núi trong thành. Kế hoạch tư tưởng hành lang số, hai trọng điểm kiến thiết giai đoạn trước trong TP, kiến nghiệp, một là cầu số 2 Tiểu Giang cùng đường Tân Phổ, sẽ tiếp nối chặt chẽ hai bờ Nam Bắc của khu Cao Tân. Một cái khác là tại bờ Đông Hồ Yến Quy, cũng chính là trung tâm hành chính của khu Cao Tân mới đang trong quy hoạch nằm ở giữa đường Tân Phổ đang xây, cùng Hồ Yến Quy. Hiện tại TP, kiến nghiệp cùng khu Cao Tân đang nắm chặt thời gian để làm quy hoạch tương quan. Chúng ta có lý do tin tưởng, một khi trung tâm hành chính của khu Cao Tân mới xây lên tại bờ Đông Yến Quy, theo sự thúc đẩy của kế hoạch tư tưởng hành lang số, vòng thương mậu thứ hai của TP, kiến nghiệp cũng sẽ hình thành tại bờ Đông Hồ Yến Quy. Đương nhiên, vòng thương mậu này thành hình, yêu cầu thương nhân địa ốc tích cực tham gia. TP, kiến nghiệp lúc này thúc đẩy kế hoạch hành lang số, chỉ sợ tốc độ không đủ nhanh, cùng với kiến thiết từng tòa nhà hơn 10 mẫu, vì sao chúng ta không thể trực tiếp đưa vào hoạt động một khu căn hộ thương nghiệp lớn. Chương 724, dã tâm của Thiệu Chí Cương. Trương Khác biết Thiệu Chí Cương là một người dã tâm bừng bừng, biết hắn sẽ không cam tâm từ từ đi xây từng tòa nhà một, muốn xây thì xây cả khu. Ngẫm lại năm đó địa ốc Cẩm Thành của Triệu Cẩm Vinh khai phát địa ốc thương nghiệp phía Tây Sa Điền, cũng lấy từng lô đất một, chỉ là tay người khác không nhanh bằng hắn, cánh tay không dài bằng hắn, mới để hắn đều gắn bó lại phần lớn các hạng mục. Lúc này Thiệu Chí Cương là nghĩ trực tiếp vơ lấy một khu đất rộng. Máy chiếu phát ra sơ đồ khu vực Hồ Yến Quy trên màn hình, đây là quy hoạch sơ bộ của trong thành phố về khu vực Hồ Yến Quy, đường Tân Phổ đang xây cũng có đánh dấu, cũng có sơ đồ của trung tâm hành chính mới của khu Cao Tân. Thiệu Chí Cương lấy bút quang hồng ngoại vòng một khu vực ở phía bắc trung tâm hành chính rồi nói. Khu vực này nằm ở phía đông nam tòa nhà này, có 2 km vuông, ở đây hoàn toàn có thể kiến thiết thành vòng thương mậu thứ hai, dung hợp nơi ở, thương nghiệp, du lịch, mậu dịch, làm việc, giải trí thành một thể. Tiềm lực của kế hoạch tư tưởng hành lang số lớn thế nào, tiềm lực của vòng thương mậu này cũng lớn như vậy. Toàn bộ diện tích khai phát của ngõ học phủ, vườn sồi cộng lại cũng chưa đến 400 mẫu. Trong đó hai viên khu của khu sáng nghiệp vườn sồi còn lấy hai khu xưởng cũ để cải tạo, diện tích thực tế hoàn toàn mới khai phát cũng chỉ 240,250 mẫu. Cho dù như vậy, hai hạng mục ngõ học phủ, vườn sồi hợp lại, tại kiến nghiệp cũng có thể coi là hạng mục khai phát lớn. Thiệu Chí Cương tung ra tới hạng mục chiếm 2 km vuông, nói cách khác chiếm 3.000 mẫu, đây có lẽ có thể coi là hạng mục khai phát địa ốc lớn siêu cấp. Tôn Thượng Nghĩa, Cát Minh Đức hai mặt nhìn nhau. Lời nói của Thiệu Chí Cương quả thật đã làm họ kinh ngạc. Hồng Kông chật hẹp nhỏ bé, tấc đất tấc vàng, giá đất cao, là điều người nội địa không thể tưởng tượng. Tại Hồng Kông, khu đất mấy trăm mẫu cũng được tính là khu căn hộ siêu cấp rồi. Mấy năm gần đây, Hồng Kông căn bản chưa xuất hiện căn hộ trên 1.000 mẫu. Thế kỷ Cẩm Hồ quả thật là nghé mới sinh không sợ hổ, một bước nhảy đến kiến nghiệp, lại một bước muốn triển khai hạng mục địa ốc siêu cấp rộng 3.000 mẫu. Không chỉ nói Tôn Thượng Nghĩa, Cát Minh Đức, Trương Khác cũng giật mình không nhỏ vì dã tâm của Thiệu Chí Cương. Năm đó Triệu Cẩm Vinh gần như đã nắm một nửa hạng mục của khu phía Tây Sa Điền, tổng cộng cũng chưa đến 500,600 mẫu. Chính là cái mâm như vậy, đã khiến tập đoàn Cẩm Thành được xưng có tài sản 1 tỷ không thể duy trì qua mùa thu trước cơn bão khủng hoảng tài chính Đông Nam, khiến quyền khống chế thực tế của địa ốc Cẩm Thành rơi vào trong tay Tạ Gia, nữ nhân rắn rết Lâm Tuyết, cha con Cát Minh Tín. Cuối những năm 90, địa ốc thương nghiệp quốc nội đã thành quy mô, thế nhưng thị trường nhà thương phẩm vẫn vừa mới khởi động, chỉ có Bắc Kinh, Thượng Hải cùng với một số thành phố tỉnh lỵ mới thành lập được quy mô. Đối với hạng mục địa ốc trong những năm này, Trương Khác không có ấn tượng sâu nhất chính là Thẩm Dương được xưng hạng mục thôn Hà Lan của Thẩm Dương được xưng quốc nội đệ nhất Lạn Vĩ Lâu, hạng mục này tới năm 98 mới khởi động. Lạn Vĩ Lâu hạng mục bất động sản đình công trên một năm do nhiều nguyên nhân. Hạng mục địa ốc thương nghiệp tổng hợp 3.000 mẫu, bởi nằm xung quanh khu Hồ Yến Quy, độ cao kiến trúc có hạn, cho dù mật độ đầu tư mỗi mẫu đất 150 vạn, quy mô đầu tư toàn bộ hạng mục ít nhất cũng phải đạt đến 4,5 tỷ. Quy mô tài sản lúc này của tập đoàn địa ốc Thế Kỷ Cẩm Hồ cũng được 3 tỷ,
còn đa số sản nghiệp ở ngõ Học Phủ, tiền mặt của công ty cũng chỉ hơn 1 tỷ, nếu muốn bẩy lên hạng mục lớn như vậy, điểm tựa này đúng thật không dễ tìm. Trương Khắc vuốt cằm suy nghĩ, bọn Tôn Thượng Nghĩa, Cát Minh Đức, Diệp Kiến Bân đều đưa ánh mắt về phía y, mà không phải nhìn sang Thiệu Chí Cương đứng ở trước bàn hội nghị chủ trì hội nghị ban giám đốc. Thiệu Chí Cương bất đắc dĩ hướng về Trương Chi Phi ngả hai tay, Trương Chi Phi cũng cười khổ, Thịnh Thanh ngả hai tay, bọn họ đều đặt tín nhiệm cuối cùng vào sự phán đoán của Trương Khắc. Dã tâm bừng bừng, tôi cũng bị giật mình. Trương Khắc dựa người ra sau, khoanh hai tay trước ngực. Quy mô đầu tư của toàn bộ hạng mục lớn thế nào, dự định trong thời gian mấy năm hoàn thành toàn bộ hạng mục. Lúc này vẫn chỉ là một thiết tưởng, ấn tượng gì cũng chưa có, đầu tiên phải thuyết phục TP, kiến nghiệp gom toàn bộ khu đất thành một hạng mục. Thiệu Chí Cương nói, tâm tính trong TP, kiến nghiệp, có lẽ là sợ mọi người quá cẩn thận. Nhưng chúng ta nhất định phải cẩn thận. Trương Khắc nói, mắt nhìn Thiệu Chí Cương, vẫn để hắn trả lời hai vấn đề vừa rồi. Toàn bộ hạng mục yêu cầu thời gian 4 đến 5 năm để hoàn thành, ước lượng qua thì, tổng quy mô đầu tư đạt 5 tỷ. Thời gian 4 đến 5 năm. Trương Khắc lập lại đoạn thời gian, trong miệng nghiền ngẫm một chút. Đương nhiên, y còn có thể suy nghĩ đến một nhân tố có lợi, chính là sau năm 98, Quốc vụ viện hỗ trợ ngành bất động sản trở thành ngành kinh tế quốc dân để phát triển, gần như là tên đã cài lên dây cung, sẽ không bởi vì một nhân tố ngẫu nhiên mà thay đổi. Chế định của chính sách ngành này cùng cải cách nhà ở cho công nhân viên chức là hai bút cùng vẽ. Đối với bất động sản của Bắc Kinh, Thượng Hải cùng với các tỉnh lỵ thành phố vùng Duyên Hải Đông Nam, gần như có tác dụng xúc tiến dựng xào thấy bóng. Giá của bất động sản ở những thành phố lớn bắt đầu từ năm 2000 tăng lên trên diện rộng, đến năm 2002, 2003 thì hình thành cục diện bất động sản toàn quốc bạo tăng. Hạng mục này cho dù muốn đưa vào, nhanh nhất cũng phải kéo dài tới cuối mùa xuân năm tới. Chu kỳ mở rộng từ 4 đến 6 năm. Nói như vậy, kỳ muốn thành chủ yếu của hạng mục sẽ kéo dài tới sau năm 2000, trên thời gian thì vẫn kịp. Trương Khắc lại nhẹ nhàng gõ bàn, nói. Tổng quy mô đầu tư 5 tỷ, nếu gánh vác, hàng năm cũng cần phải 800 triệu đến tỷ, cho dù giai đoạn trước khống chế đầu tư, hàng năm ít nhất cũng phải đầu tư 400,500 triệu. Không làm lâu hoa, khoảng chừng phải đến cuối năm thứ hai mới có tài chính chảy trở về. Nói cách khác, khi hạng mục khởi công, phải đến nửa cuối năm thứ hai, mọi người phải lần lượt đưa vào 700,800 triệu tài chính, cho dù đến cuối năm thứ hai có tài chính chảy trở về, nhưng tình huống chưa hẳn lý tưởng. Lâu Hoa, nhà thương phẩm trong giai đoạn thi công, hoàn thành dấu lớn 25% thì đưa ra thị trường tiêu thụ. Mặt khác, vốn đầu tư sẽ từng năm tăng trưởng, nói chung trong khoảng thời gian này mọi người phải có lượng tiền mặt 1 tỷ mới có thể duy trì được. Trương Khắc tính toán như thế. Đột nhiên linh quang hiện lên, vỗ gáy nói. Tôi hiểu mọi người đang có chủ ý gì rồi. Hả? Bị câu cuối cùng của Trương Khắc làm giật mình, Thiệu Chí Cương khó hiểu hỏi. Mọi người chúng ta còn có cái gì mà chưa nói, cậu hiểu cái gì? Hiểu mọi người đang có chủ ý với Cẩm Hồ. Trương Khắc nói. Quá rõ ràng rồi, nếu mọi người không đi đường ngang ngõ tắt, thì đi đâu kiếm 1 tỷ này? Anh chiếu bản đồ địa hình của Hồ Yến Quy cho tôi xem. Chương 725, lực ảnh hưởng. Thiệu Chí Cương đã không còn ngạc nhiên đối với thiên phú thương nghiệp hơn người của Trương Khắc, hắn đem máy chiếu phát lại hình ảnh địa hình chung quanh Hồ Yến Quy. Trương Khắc vỗ vỗ vai Thịnh Thanh, chỉ vào phía đông của tòa nhà, vị trí của họ. Một vùng ở phía đông bắc Hồ Yến Quy cùng con đường phía đông quanh hồ, đường đông hoa hình thành khu vực hình tam giác, Trương Khắc nói. Mục tiêu trong giai đoạn đầu tiên của mọi người cần phải là khu vực này. Khác thiếu gia có thể đi làm trinh thám rồi, tôi chưa nói với cậu ấy cái gì hết. Thiệu Chí Cương cười, giải thích cho Tôn Thượng Nghĩa, Cát Minh Đức. Toàn bộ hạng mục có thể phân giải thành 3 giai đoạn, mất thời gian 4 đến 6 năm đi hoàn chỉnh. Bất kể là vườn sồi hay là trung tinh vi tâm, suy nghĩ cho công nhân từ hải ngoại trở về, đều yêu cầu rất nhiều chỗ ở cao cấp, nơi ở chân chính phẩm chất cao không nên ở trung tâm thành phố ồn ào. Mọi người căn bản là không suy nghĩ đến vấn đề tiêu thụ cho nhà thương phẩm trong giai đoạn đầu tiên, chỉ nghĩ Cẩm Hồ đóng gói mua về. Trương Khắc nói, để tôi đoán dụng tâm hiểm ác của mọi người, thực thi tư tưởng hành lang số sẽ thúc đẩy hàng loạt trao đổi thương vụ cao cấp, mà bên ngoài Đông Hoa Môn, toàn bộ trong khu Cao Tân không có một khách sạn cao cấp nào, trong khu vực hình tam giác kia, có thể xây một khách sạn 4 sao hoặc 5 sao. Sau khi khách sạn xây lên, giao cho tập đoàn ăn uống giải trí kinh doanh. Tập đoàn địa ốc không cần suy nghĩ đến việc sau đó.
Mặt khác, khu vực này sẽ tăng mạnh yêu cầu với cao ốc văn phòng, phía nam đường Đông Hoa có thể xây mấy cao ốc văn phòng cấp A, hoặc cấp B, tại khu vực hình tam giác hình thành một khu dân cư cao cấp, khu tổng hợp của khách sạn cùng cao ốc văn phòng cấp A, tôi nói như vậy có đúng không? Thiệu Chí Cương nghiêng đầu hỏi Trương Chi Phi. Anh xác nhận không có đem bản dự thảo cho Trương Khác xem chứ? Trương Chi Phi cũng bất lực buông tay. Tiểu tử này, anh cũng không phải ngày đầu tiên mới biết, có cái gì mà kinh ngạc. Tôi còn chờ mong nó có thể nhìn thấu toàn bộ kế hoạch đây. Lại cười nói với Tôn Thượng Nghĩa. Tôn tiên sinh sẽ không hoài nghi trước đó chúng tôi có liên hệ chứ? Tôn Thượng Nghĩa cười ha ha. Hiện tại mọi người không phải là đang có chủ ý với Cẩm Hồ cùng tập đoàn ăn uống sao? Thỏa mãn nhu cầu cấp bách hiện thời, tổng ngạch đầu tư lên đến khoảng 1.2 tỷ. Trương Khác nói. Nhưng, mọi người dự định phân giải đến Cẩm Hồ, thậm chí muốn có trung tinh vi tâm giúp mọi người chia sẻ một bộ phận áp lực trên kiến thiết nhà ở, sản nghiệp của khách sạn sẽ do tập đoàn ăn uống giải trí mua về. Nói đến cùng, giai đoạn đầu tiên của thế kỷ Cẩm Hồ chủ yếu gánh chịu áp lực tài chính từ khai phát mấy tòa cao ốc văn phòng, 300,500 triệu thì giải quyết được rồi. Mọi người quả nhiên có chủ ý hay. Chủ ý cho dù tốt, cũng không theo kịp ý nghĩ của cậu, Linh Quang vừa hiện đã đoán ra hết toàn bộ kế hoạch của chúng tôi rồi. Thiệu Chí Cương cười nói. Giai đoạn thứ hai, khi mọi người thực thi, cầu Tiểu Giang cùng cầu Tân Phổ, trung tâm hành chính mới cùng với trung tinh vi tâm, hành lang chữ số, các hạng mục trọng đại đều đã làm xong, quần sản nghiệp điện thoại di động của khu cao tân cũng có đủ quy mô ban đầu. Tư tưởng hành lang số sẽ tiến vào giai đoạn phát triển tốt. Nhu cầu cao ốc văn phòng cùng nhà thương phẩm ở giai đoạn này sẽ tăng cao, cũng có nhu cầu thể thao, giải trí, mua sắm phương diện. Ngoại trừ khu nhà có thang máy cùng cao ốc văn phòng, còn có thể xây một tòa kiến trúc cỡ lớn tổng hợp giải trí, ăn uống, khách sạn. Đợi đến giai đoạn cuối cùng, mới có thể đi xây thêm kiến trúc thương trường. Nói đến đây, Trương Khác nhếch mày lên. Tôi nói chúng mấy phần? 8-9 phần. Thiệu Chí Cương cười nói. Lúc này mới hiểu được cậu nghiên cứu về tư tưởng hành lang số rất thấu triệt. Thì ra cậu tại Đại học Đông Hải cũng không phải hoàn toàn không có lý tưởng. Đương nhiên không phải uổng thời gian. Trương Khác lặng lẽ cười, sau khi lên đại học, bình thường thời gian tự học của y nhiều hơn học sinh bình thường rất nhiều, chỉ là không thích đi nghe giảng mà thôi, y còn nói. Cẩm Hồ chỉ biết làm ra lựa chọn có lợi đối với bản thân, mọi người xây ra nhà ở xa hoa, phù hợp với lợi ích của Cẩm Hồ. Tự nhiên sẽ bỏ vốn mua về, chỉ là triển khai toàn bộ hạng mục thì Cẩm Hồ sẽ không tham dự, bởi vì không có gút mắt trên lợi ích, họ cũng sẽ không cổ động giúp mình. Một buổi chiều, hội nghị ban giám đốc trôi qua trong chớp mắt, chủ yếu vẫn là Thiệu Chí Cương tung ra kế hoạch có phần kinh thế hãi tục, thoáng cái đã thu hút được sự chú ý của mọi người, tự nhiên sẽ không chú ý tới thời gian trôi qua. Sắc trời dần tối, bụng mọi người đều đã đói, nếu không phải Tôn Tĩnh Mông ở bên ngoài phòng họp đợi lâu nên không nhịn được. Bên này còn chưa biết tạm dừng hội nghị. Vẫn là Trương Khác trước tiên kiềm chế không được đề xuất tìm nơi ăn cơm, dù sao thì cũng không có người ngoài ở đây, ở trên bàn cơm vẫn có thể thảo luận. Tâm tình của những người khác vẫn còn chìm trong hội nghị buổi chiều, đều kiến nghị đến căn tin công nhân vườn sồi bên cạnh dùng cơm, từ bên này đi đến khu sáng nghiệp vườn sồi có một lối mòn trong bóng cây tĩnh lặng, vừa đi vừa trò chuyện, cũng không có người ngoài quấy rối họ. Trương Khác đi cùng với bọn Thịnh Thanh, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nhập ma rồi. Kế hoạch của lão Thiệu cậu không phải cũng rất khẳng định sao? Nhưng thực sự cậu không đơn giản chút nào, những thứ lão Thiệu vắt hết óc suy nghĩ hết 2-3 tháng, bị dăm ba câu của cậu liền đoán ra 8-9 phần, thật không rõ đầu óc của cậu làm bằng cái gì. Thịnh Thanh cảm khái nói. Không có một chút lòng tin, sao dám nhảy ra khoe khoang? Trương Khác cười nói. Khu vực quy hoạch khu cao tân mới, mọi người chưa hẳn quen thuộc bằng tôi. Khu vực nào thích hợp công dụng gì, tôi cũng không chỉ bắt đầu suy nghĩ từ 3 tháng trước. Anh sống có mệt mỏi hay không? Tôn Tĩnh Mông thân thiết ôm cánh tay Hứa Từ đi ở phía trước, nghe được Trương Khác đang khoe khoang, cô quay đầu lại hỏi hắn một câu. Trương Khác còn muốn trả lời, Tôn Tĩnh Mông lại quay đầu đi nói với Hứa Từ, cô chỉ đột nhiên cảm khái một chút, không có ý muốn Trương Khác trả lời. Trương Khác chỉ phải hướng về bọn Thịnh Thanh ngả hai tay, tự giễu nói. Mọi người đều sống như thế, cũng không có cái gì là mệt hay không. Mọi người đều đã quen rồi, hơn nữa tuổi tác của Trương Khác còn nhỏ, mọi người nói năng đều rất tùy tiện, nhưng nói đi cũng phải nói lại, Trương Khác ở trên đại cục, cái loại nhìn xa trông rộng mạnh như thác đổ, mới là chỗ khiến bọn Thịnh Thanh thán phục nhất, kính nể nhất.
Cẩm Hồ phát triển cho tới bước hôm nay, hầu như có thể nói một bước cũng không đi lệch. Những nhân vật trước kia được coi là thiên tài thương nghiệp, ở trước mặt Trương Khác có lẽ không đáng để nhắc tới. TP, Kiến Nghiệp đề xuất tư tưởng hành lang số, cũng là nhận kế hoạch vườn sồi của Cẩm Hồ kích thích cùng dẫn dắt. Có thể nói, Trương Khác quả thật có thể coi là một trong những nhân vật linh hồn của tư tưởng hành lang số. Chương 726, trong 1978. Nguyên nhân chính là vì sau đó Thiệu Chí Cương tường tận giải thích chi tiết của kế hoạch, cùng suy đoán trước đó của Trương Khác có mức độ phù hợp rất cao, mới hoàn toàn hấp dẫn sự hứng thú của ba người Tôn Thượng Nghĩa, Cát Minh Đức, Diệp Kiến Bân. Thịnh Thanh lúc này đã hiểu vì sao Thiệu Chí Cương kiên trì muốn Trương Khác tham gia. Chính diện đi hình dung kế hoạch của Thiệu Chí Cương, nó rất to lớn, rất khổng lồ, rất có lực mê hoặc, nhưng cực độ mạo hiểm. Công ty địa ốc quy mô tổng tài sản chưa đến 300 triệu, chính thức thành lập cũng không đủ một năm, đột nhiên đề xuất muốn đưa vào kế hoạch thương nghiệp khổng lồ như thế, ít nhiều làm cho người ta có cảm giác quá xa vời. Ba người Tôn Thượng Nghĩa, Cát Minh Đức, Diệp Kiến Bân đều là tay già đời trong thương trường, mỗi người đều là nhà đầu tư thành thục, đã hình thành lý niệm đầu tư riêng biệt của mình, đều sẽ xác định cho bản thân một con đường, bảo thủ cũng không thể nói là phẩm chất không tốt. Bất kể Thiệu Chí Cương có nói ba hoa thiên địa đến đâu, Tôn Thượng Nghĩa, Cát Minh Đức, Diệp Kiến Bân đối với kế hoạch khổng lồ như vậy đều sẽ tự nhiên có sự cẩn trọng cùng mâu thuẫn. Đừng đánh giá thấp lực ảnh hưởng của Trương Khác đối với ba người họ, có suy đoán trước đó của Trương Khác, Tôn Thượng Nghĩa, Cát Minh Đức, Diệp Kiến Bân đều rất có hứng thú đối với việc phân tích tường tận kế hoạch kế tiếp của Thiệu Chí Cương. Cẩn thận là hiển nhiên, nhưng không có một chút mâu thuẫn, cũng không có hoài nghi thế kỷ Cẩm Hồ có năng lực thao tác kế hoạch khổng lồ này. Một buổi chiều chỉ là thảo luận chi tiết của toàn bộ kế hoạch. Trương Khác không chỉ có thể ảnh hưởng đến bọn Tôn Thượng Nghĩa, Cát Minh Đức, Diệp Kiến Bân, lực ảnh hưởng đối với La Quân, Vương Duy Quân trong TP, Kiến Nghiệp cũng không phải chuyện đùa. Không cần Cẩm Hồ trực tiếp tham dự, chỉ cần y có thể khẳng định hạng mục kế hoạch này có thể tại trình độ nhất định ảnh hưởng đến các nhân vật thực quyền như La Quân, Vương Duy Quân. Cẩm Hồ phát triển cho tới hôm nay, trong thời gian 3 năm ngắn ngủi, cũng đã xuất hiện vài nhân tài, như trên quản lý có Triệu Bằng, Diêu Kiên, trên kỹ thuật có Đinh Xuân Kiệt, Vu Bắc Dương, bọn họ cùng như Lương Quân, đều còn rất trẻ, đi ra xã hội công tác chưa được mấy năm, nhưng lại có được ngộ tính cùng tài hoa cực kỳ xuất sắc. Đương nhiên, họ có thể xuất đầu, cũng có quan hệ với chế độ dùng người cực kỳ bao dung của Cẩm Hồ, rất khó tưởng tượng trong xí nghiệp truyền thống, họ có thể nhanh chóng như vậy đi lên cương vị như bây giờ hay không. Có quái thai như Trương Khác ở đây, bọn Triệu Bằng, Diêu Kiên, Đinh Xuân Kiệt, Vu Bắc Dương xuất đầu, trong nội bộ Cẩm Hồ cũng trở nên rất dễ lý giải. Trương Chi Phi, Thiệu Chí Cương, Thịnh Thanh đối với điểm này cũng không có chỗ nào khó hiểu, không chỉ nói Lương Quân, cho dù Đỗ Phi hiện tại xuất thủ cũng cầm cả 10 triệu đi mở công ty đầu tư, khoản hạng mục đầu tư đầu tiên chính là 6 triệu mở tiệm Internet, họ cũng không có đi nghi vấn Đỗ Phi có năng lực này hay không. Tác dụng kiểu mẫu thực sự rất quan trọng, mặc dù Triệu Bằng, Diêu Kiên, những thanh niên này đã đi lên chức vụ quan trọng, có đôi khi bởi vì kinh nghiệm không đủ khó tránh khỏi sẽ phạm một số khuyết điểm nhỏ. Nhưng bọn họ mang cho toàn bộ hệ thống Cẩm Hồ sức sống cùng tinh thần phấn đấu vượt xa rất nhiều các xí nghiệp cùng ngành. Khi đến phòng bao, bọn Thiệu Chí Cương lại bắt đầu vội vã thảo luận. Đả động Tôn Thượng Nghĩa, Cát Minh Đức, Diệp Kiến Bân, bọn họ có thể bỏ ra 300 triệu tài chính, hơn nữa vốn lưu động của bản thân thế kỷ Cẩm Hồ có thể có hơn 400 triệu tài chính đi khởi động hạng mục này. Cũng coi như gần đủ dùng, then chốt họ muốn du thuyết TP, Kiến Nghiệp cùng khu Cao Tân đều ủng hộ kế hoạch của họ. Còn muốn bài xích người cạnh tranh có khả năng ra ngoài, độ khó cũng không phải lớn thông thường. Trương Khác, cậu nói thời cơ nào thì tìm Vương Duy Quân, La Quân nói chuyện việc này thích hợp. Vừa mới ngồi xuống, Thiệu Chí Cương ra chiều khiêm tốn thỉnh giáo hỏi Trương Khác. Lúc này 1978 có phong cách cá nhân rõ rệt của Tôn Tĩnh Mông, quán ba đậm chất kiểu Anh, loại quán ba phong cách này càng như một khu dân cư thân thiện, mà không phải là nơi chè chén một ly tiếp một ly, thích hợp cho những người thích trò chuyện. Không soi mói, một ly bia có thể uống cả đêm, cũng có cung cấp cà phê, âm nhạc cũng đều là những bài hát cổ. Nói chung phong cách của loại quán bar này có chút không hợp với xu thế lưu hành đương thời, cũng rất khó liên hệ nó với dung nhan và trang phục tươi đẹp quyến rũ của Tôn Tĩnh Mông. Nhưng loại phong cách này Trương Khác lại rất thích, cũng thấy được Tôn Tĩnh Mông có một mặt không thường thấy này. Ăn xong cơm tối, mọi người đều tập trung tại 1978 là đề nghị của Trương Khác. Y cũng không muốn ăn cơm xong còn phải ngồi vào phòng hội nghị ngột ngạt thảo luận kế hoạch của Thiệu Chí Cương.
Trương Khác cũng không nói hoàn toàn không quan tâm, nhưng cũng không muốn tham gia ăn không nói có như thế, lại nói đến 1978, có thể gọi cả Diêu Văn Thịnh cùng đến. Kế hoạch này của Thiệu Chí Cương đầu tiên là cho TP, kiến nghiệp tiếp thu, mới có khả năng cho Thế Kỷ Cẩm Hồ đi thực thi, giai đoạn thảo luận suy nghĩ một chút ý kiến của Diêu Văn Thịnh cũng rất cần thiết. 1978 giữ lại một phòng pizza duy nhất, điều này có quan hệ với kỹ thuật pizza rất tốt của chị em Tôn Tịnh Hương, Tôn Tĩnh Mông, bằng không thì loại quán bar này chỉ cần đặt một bàn ở góc phòng khách bên ngoài cũng được rồi. Đối với phòng pizza của 1978, Trương Khác có một hồi ức thê thảm, là vào năm ngoái, ở chỗ này bị Tôn Tĩnh Mông hạ đo ván. Hiện giờ người khác đang tụ ở một góc quầy bar ở phòng pizza trò chuyện, Trương Khác lại rất nghiêm túc chơi pizza, y đã bị Tôn Tĩnh Mông gác hơn phân nửa, thua là phải uống rượu. Diêu Văn Thịnh vừa qua đây, hiển nhiên bị kế hoạch của Thiệu Chí Cương hấp dẫn. Hắn còn tưởng rằng Trương Khác gọi điện thoại chỉ là muốn uống rượu, không nghĩ tới là có việc này. Lúc này, chỉ cần việc của khu Cao Tân, hắn đều cảm thấy hứng thú, huống chi còn là kế hoạch lớn như vậy. Tuy nhiên hắn cũng không vội vã phát biểu ý kiến, trước tiên nghiêm túc lắng nghe đám người Thiệu Chí Cương thảo luận, nghe họ nói chuyện hồi lâu, Diêu Văn Thịnh mới phát biểu ý kiến. Hồ Yến Quy là một nơi rất tốt, đặc biệt là trong thành phố mỗi năm đều thanh lý ô nhiễm phụ cận Hồ Yến Quy. Chung quanh Hồ Yến Quy liền trở nên trong sạch. Phía tây bắc Hồ Yến Quy là khu nội thành cũ, đông nam là núi Yến Quy. Cũng chỉ góc tây nam cùng đông bắc mới thích hợp xây dựng khu nhà ở cao cấp. Để ý đến khu vực này, không chỉ một hai công ty địa ốc. Cũng không thể nói như vậy, nơi chân chính tốt đẹp, đã bị vườn sồi móc đi rồi. Thiệu Chí Cương lại cố ý thở dài một hơi, tiếc hận nói. Thứ tốt đều bị người nào đó chà đạp rồi. Diêu Văn Thịnh cười ha ha, quay đầu lại nhìn Trương Khác một cái. Khu vực giữa bờ bắc Hồ Yến Quy cùng Đại học Đông Hải, Đại học Sư Phạm đều thuộc về vườn sồi rồi. Ngoại trừ ngõ học phủ, công trình kỳ y của vườn sồi bao gồm hai viên khu sáng nghiệp, đã chiếm hơn 240 mẫu, công trình kỳ 2 diện tích còn lớn hơn nữa, có khoảng 400 mẫu. Chương 727, Tài sản công cộng. Ở trong mắt các nhà địa ốc, đất đai chất lượng tốt như thế, không lấy để khai phát khu nhà cao cấp, thì ít nhiều có đôi chút đáng tiếc. Trương Khác đang nằm sấp trên bàn pizza chuyện tâm chơi, nghe được bên kia nói đến mình, y ngẩng đầu vừa cười vừa nói. Nửa năm trước, Hồ Yến Quy vẫn là một cái ao thối, khi đó, sao các ông không oán giận đi? Muốn tôi nói hả, Hồ Yến Quy hẳn là tài sản công cộng của 6 triệu thị dân kiến nghiệp, không nên để cho xã khu cá nhân vây quanh Hồ Yến Quy. Hồ Yến Quy không phải thuộc về một bộ phận nhỏ người giàu có. Khu ven bờ, đều nên mở mang thành công viên hoặc khu xanh hóa quanh hồ cho thị dân. Thịnh Thanh nghe xong cười. Chúng tôi đâu thể so với cậu được. Cho tới nay, có vẻ như Thiệu Chí Cương mới là nhân vật hạch tâm của tập đoàn địa ốc, nếu như hiểu được sự phát triển sâu xa của Thế Kỷ Cẩm Hồ, thì hiểu được Trương Khác cho dù đối với Thế Kỷ Cẩm Hồ khoanh tay đứng nhìn, y vẫn đang là linh hồn của toàn bộ hệ thống Cẩm Hồ. Thiệu Chí Cương hơi thở dài một hơi, lắc đầu. Thiệu Chí Cương đã sớm hiểu được ánh mắt của Trương Khác đối với địa ốc thương nghiệp có tiêu chuẩn thế nào, đáng tiếc Trương Khác chí không ở cái này, bắt đầu từ quảng trường ăn uống tứ phượng kiều, cho đến giá trị của địa ốc thương nghiệp, Trương Khác đều nhìn thấu triệt hơn so với ai khác, nhưng y phải đi trên một con đường càng rộng hơn. Bằng không thì, từ lúc Hồ Yến Quy vẫn là một ao nước thối, y đã nắm lấy khu vực này với một cái giá hời. Sự hưng thịnh của khu vực Hồ Yến Quy có thể nói hoàn toàn là bởi vì kế hoạch vườn sồi. Không quản lúc đó Cẩm Hồ kèm thêm điều kiện khắt khe cho TP, kiến nghiệp thế nào, khả năng bị cự tuyệt đều không lớn. Ngay lúc đó yêu cầu của Trương Khác rất đơn giản, chỉ là đem buộc chặt công trình cải tạo ngõ học phủ cùng vườn sồi. Thắt chặt công trình cải tạo ngõ học phủ cùng vườn sồi lại với nhau, Thế Kỷ Cẩm Hồ xem như là được thúc đẩy một phát, nhưng giờ ngẫm lại, chỉ sợ chủ yếu vẫn là Trương Khác nhìn thấu ngõ học phủ lụp sụp không vừa mắt ư. Cho dù hiện tại, giữa vườn sồi cùng Hồ Yến Quy còn lại khu đất hẹp dài dùng để kiến thiết đai xanh hóa công cộng quanh hồ. Trên công trình kỳ 2, diện tích dự lưu cho đai xanh hóa công cộng còn lớn hơn nữa. Trong tương lai, vườn sồi còn kế hoạch đem khu vực phi hạch tâm mở rộng ra phía ngoài. Toàn bộ đầu tư của vườn sồi vào trên cảnh quan viên khu, thậm chí còn cao hơn cả kiến tạo lâm viên thông thường, thật đúng là không làm thất vọng cái tên, vườn sồi. Trong mắt các thương nhân khác, một số cách làm của Trương Khác vô cùng lý tưởng hóa rồi, có chứa rất nhiều khí chất lãng mạn, khiến người bất đắc dĩ hơn là, y lại có tư cách làm như vậy. Trên mặt này bọn Thiệu Chí Cương không thể học theo Trương Khác, có điều muốn cho các xí nghiệp ra lương tâm phân xét,
hắn có lòng tin xếp hàng đầu, nếu như không đề cập tới thủ đoạn làm bản lậu của họ trước đó. Tôn Tĩnh Mông rất thưởng thức loại hành vi lý tưởng hóa, lãng mạn hóa này, nghe những lời của Trương Khác, cô nói. Nên như vậy mà, Hồ Yến Quy là thuộc về 6 triệu thị dân TP, kiến nghiệp, đây là tài sản công cộng, không nên cho xã khu cá nhân vây quanh, hoàn toàn có thể xây đai xanh hóa. Hai con buôn. Diệp Kiến Bân lắc đầu thở dài, thấy được Hứa Tư ngồi ở đối diện ánh mắt lấp lánh, hắn lại vỗ đầu, bổ sung. Sai rồi, là ba. Lai lịch của vườn rồi, hắn cùng với Diêu Văn Thịnh trong lòng rất rõ ràng. Hứa Tư đỏ mặt, ngoảnh đầu nhìn nơi khác. Trương Khác ngả hai tay, thở dài một hơi. Đợi thêm 4,5 năm, TP, kiến nghiệp có tài lực này, chắc cũng có thể. Đáng tiếc, TP, kiến nghiệp không có khả năng đợi thêm 4,5 năm, những khu đất này luôn luôn rơi vào trong tay bọn thương nhân vô lương. Nếu không thể tránh được, rơi vào trong tay chúng ta, chung quy kiên định hơn so với rơi vào trong tay người khác. Cậu nói có đúng không? Thiệu Chí Cương cười nói. Trương Khác bất đắc dĩ lắc đầu. Thiệu Chí Cương cùng chú ba vẫn là muốn mình minh xác tỏ thái độ ủng hộ bọn họ, còn hy vọng Diêu Văn Thịnh nhắn nhủ ý tứ này cho Vương Duy Quân, La Quân. Trương Khác trầm ngâm chốc lát mới nói. Lý do này của anh coi như là lý do rồi chứ. Kế hoạch trăm người của vườn sồi trên toàn cầu lấy lương cao mời chào nhân tài cao cấp, sẽ tiến hành trợ cấp một lần 20 vạn, 50 vạn, 100 vạn đối với những phần tử trí thức này. Khoản trợ cấp này chủ yếu dùng để giúp họ an cư lạc nghiệp tại kiến nghiệp. Không chỉ có vườn sồi, trung tinh vi tâm cũng có trên trăm nhân viên kỹ thuật công trình trung cao cấp tham gia kiến thiết hạng mục xưởng tinh viên. Chúng ta phải giải quyết nỗi lo về sau cho họ. Khu vực quanh hồ, ngoại trừ kế hoạch xây một khách sạn cao cấp, còn lại đều có thể xây dựng một xã hội cao cấp cho vườn sồi, trung tinh vi tâm. Trương Khác nghĩ tới rồi, chuyện khác y sẽ không đi can thiệp, nhưng xã khu cao cấp này quy hoạch, thiết kế thế nào, y vẫn có thể nhúng tay vào. Vậy có thể giữ lại một vành đai xanh hóa công cộng. Nếu rơi vào trong tay chủ thầu xây dựng khác, chỉ sợ ngay cả một cái khe cũng không để lại cho thị dân. Nghe Trương Khác nói những lời này, Thiệu Chí Cương, Trương Chi Phi thở dài một hơi. Vườn sồi không có lấy, kế hoạch trăm người, trắng trợn tuyên truyền, nhưng trong thành phố biết ý nghĩa quan trọng của kế hoạch này, mời chào đều là nhân tài nghiên cứu trung cao cấp mà trong nước rất thiếu thốn, hoặc căn bản là không có. Theo Liễu Chí Thành đến kiến nghiệp tham gia vào hàng ngũ nhân viên kỹ thuật công trình trung cao cấp kiến thiết xưởng tinh viên, phân lượng của hắn nặng không cần phải nói. Cho dù Trương Khác đưa tay đòi không trong thành phố khu đất đó vì xây nơi ở cho nhân viên kỹ thuật công trình hải ngoại của trung tinh vi tâm cùng nhân viên nghiên cứu trung cao cấp của kế hoạch trăm người trong thành phố khả năng không lớn sẽ không cự tuyệt. Nhưng mà, Cát Kiến Minh không quá quen thuộc đối với quan trường trong nước, còn có một tầng lo lắng. Khu vực quanh hồ xây dựng nơi ở cao cấp, tính đủ thì cũng 200-300 mẫu, nhưng phải làm gì mới có thể khiến trong thành phố đồng ý, đem khu vực quanh hồ cùng khu vực bên ngoài có diện tích gấp 10 lần đều đóng gói thành một hạng mục siêu cấp. Khu cao tân trước đó, mới có 7 km vuông, lần này tư tưởng hành lang số muốn thông qua quốc vụ viện phê duyệt, diện tích khu cao tân thoáng cái mở rộng gấp hơn 8 lần, gần tới 140 km vuông. Thế nhưng gần 140 km vuông này, phần lớn là công trường công nghiệp, bao gồm khu thương mậu bên trong trung tâm hành chính mới, cùng khu sinh hoạt, diện tích quy hoạch nằm trên tuyến kéo dài của đường Đông Hoa, cũng chỉ hơn 10 km vuông. Tuy nói sau đó còn có khả năng mở rộng, nhưng lúc này chỉ có chút như thế, chúng ta thoáng cái đã nghĩ là một khu 2 km vuông, hơn nữa 2 km vuông này ở góc Đông Bắc Hồ Yến Quy, tôi thấy có thể nói là hạch tâm trong khu hạch tâm. Cục trưởng Diêu thấy thế nào? Thiệu Chí Cương cười hỏi Diêu Văn Thịnh. Nếu như có khả năng, trong thành phố vẫn hy vọng khai phát cả khu, dù sao ở trên quy hoạch chỉnh thể, kiến thiết có ưu thế lớn hơn nữa. Tôi là nghĩ như vậy. Chương 728, yêu cầu của La Quân. Diêu Văn Thịnh rất rõ ràng tâm tính của La Quân, Vương Duy Quân. Hai người này hận không thể trong 2-3 năm liền thấy được tư tưởng hành lang số xây nên hình thức ban đầu. Kế hoạch này của Thế Kỷ Cẩm Hồ có thể được La Quân, Vương Duy Quân thích hay không? Trong lòng Diêu Văn Thịnh quá rõ ràng. Đương nhiên, miếng thịt béo bở như vậy, khẳng định sẽ có những người khác tới tranh, những lời vừa rồi của Trương Khác mới là then chốt để quyết định thắng bại. Có xe đưa Hứa Tư về căn nhà ven hồ trước, Trương Khác còn đang ở 1978 uống rượu, sau đó mới thong thả đi qua. Đêm nay xem như là tỏ thái độ rồi, hội nghị ban giám đốc của Thế Kỷ Cẩm Hồ ngày mai còn phải tiếp tục, Trương Khác có thể lười biếng không tham gia.
Đêm hôm qua có mưa và tuyết rơi, ngày hôm nay lại trăng sáng sao thưa, Trương Khắc cùng Hứa Tư làm một chai rượu đỏ. Hai người ngồi trên căn gác, nhìn hồ nước lấp lánh ngoài cửa sổ, cùng với bóng dáng đen ngòm của núi Yến Quy xa xa. Thật sự không thể, để chị rút khỏi thế kỷ cầm hồ cho xong. Chị sợ em sẽ cảm thấy phiền phức sao? Trương Khắc cười hỏi, lại lắc đầu nói. Em không cảm thấy như thế, Thiệu Chí Cương có câu vẫn rất hợp tâm ý của em, rơi vào trong tay người khác, còn không bằng rơi vào trong tay thế kỷ cầm hồ. Bọn họ cũng rõ ràng, kế hoạch này không có sự ủng hộ của cậu, căn bản không thể được, nhưng cậu đứng ra ủng hộ, sẽ khiến người khác hướng đầu mâu vào cầm hồ. Không sao, em cũng không phải là người sợ trêu chọc phiền phức. Trương Khắc cười cười. Lo trước lo sau cũng làm không được sự tình gì, có chút hung hiểm không phải muốn tránh thì tránh được đâu. Mặc kệ như thế nào, La Quân, Vương Duy Quân vẫn là đứng cùng trận doanh với chúng ta. Cho dù La Quân thăng chức đến nơi khác, em cũng sẽ không để cho Tiêu Minh Kiến, Hồ Tôn Khánh có cơ hội nhằm vào cầm hồ. Thấy trên mặt Hứa Tư còn lo lắng, Trương Khắc đưa tay vuốt ve gương mặt trắng mịn hơi lạnh của chị, cười nói. Cho dù chị rời khỏi, nếu có thể hỗ trợ thúc đẩy một phát, em cũng không thể khoanh tay đứng nhìn thế kỷ cầm hồ mà. Mặc dù em ở thế kỷ cầm hồ không có cổ phần gì, nhưng cho tới bây giờ em cũng không xem thế kỷ cầm hồ là xí nghiệp nằm ngoài hệ thống của cầm hồ. Và lại, em cũng có một số ý nghĩ có thể sẽ vô cùng lý tưởng hóa, hy vọng có thể thông qua thế kỷ cầm hồ để thực hiện, còn có mộng tưởng của chị. Hứa Tư đưa tay nắm bàn tay Trương Khắc đang sờ mặt mình, mười ngón giao nhau, con người trong suốt nhìn Trương Khắc, chị vui thích nghe lời y nói. Diệp gia, Tôn Thượng Nghĩa, Cát Minh Đức còn có chú ba, họ đều hy vọng thế kỷ cầm hồ có thể đứng lên một cái sân khấu càng cao hơn. Thiệu Chí Cương có trình độ, cũng phải cho hắn một sân khấu để hắn phát huy. Cuối những năm 90, thị trường bất động sản có tính khu vực rất mạnh. Trong cùng một khu vực, những xí nghiệp quốc hữu lại chiếm cường thế. Thế kỷ cầm hồ không phải là xí nghiệp bản địa của Kiến Nghiệp, càng không phải là xí nghiệp quốc hữu, hơn nữa mượn vườn sồi kế hoạch tiến nhập Kiến Nghiệp mới hơn nửa năm. Nếu như để cho một xí nghiệp như thế nuốt vào khối thịt màu mỡ nhất trong tư tưởng hành lang số, cho dù Thiệu Chí Cương kéo lấy Diệp gia, kéo lấy Tôn Thượng Nghĩa, Cát Minh Đức, trở lực cùng nghi vấn cũng sẽ ùn ùn kéo đến. Dù sao địa đầu xà không phải dễ ức hiếp. Kế hoạch của thế kỷ cầm hồ cho dù có hoàn mỹ đi nữa, nếu như không có thư xác nhận của Trương Khắc, La Quân và Vương Duy Quân sẽ không bỏ qua cái kế hoạch phía sau còn chất chứa phiêu lưu này. Có thư xác nhận của Trương Khắc rồi thì hoàn toàn bất đồng. Chỉ ít không cần đi nghi vấn thế kỷ cầm hồ có năng lực đi thực thi kế hoạch khai phát khổng lồ này hay không. Hội nghị ban giám đốc của thế kỷ cầm hồ thứ ba kết thúc. Tuy nhiên Thượng Nghĩa, Cát Minh Đức đều không vội mà rời khỏi Kiến Nghiệp, Tôn Thượng Nghĩa còn đảm nhiệm chủ tịch của Trung Tinh Vi Tâm, Trung Tinh Vi Tâm thì đang khẩn trương lên kế hoạch. Tôn Thượng Nghĩa phải tại Kiến Nghiệp bận rộn cũng rất nhiều việc. Mặc dù Thiệu Chí Cương lấy ra kế hoạch khai phát làm cho Tôn Thượng Nghĩa rất tâm động, thế nhưng then chốt còn phải xem trong thành phố có ủng hộ hay không. Hứa Tư mang theo trợ thủ trở về Hải Châu trước, bản thiết kế của xã khu quốc tế Cẩm Hồ, Trương Khắc xem thì đã xem qua, còn phải cầm lại Hải Châu cho những người khác xem. Chuyện kế hoạch khai phát, cũng không phải Trương Khắc tỏ thái độ là có thể rảnh rỗi được. Thứ năm Thiệu Chí Cương tìm Vương Duy Quân nói chuyện kế hoạch khai phát của thế kỷ Cẩm Hồ, Vương Duy Quân nghe xong tìm La Quân báo cáo việc này. Khi La Quân gọi điện thoại mời Trương Khắc qua, vẫn là Vương Duy Quân nhắc nhở, mới cả Thiệu Chí Cương, Trương Chi Phi đến thành ủy, Trương Chi Phi là chủ tịch của tập đoàn địa ốc thế kỷ Cẩm Hồ, Thiệu Chí Cương là tổng giám đốc của tập đoàn địa ốc thế kỷ Cẩm Hồ. Anh thấy kế hoạch khai phát của thế kỷ Cẩm Hồ thế nào? Vừa mới được gọi điện thoại mời qua, Trương Khắc cùng Thiệu Chí Cương, Trương Chi Phi tới đây còn một đoạn thời gian, La Quân trầm ngâm chốc lát, quyết định trước khi họ chạy tới, cùng Vương Duy Quân thảo luận trước một chút. Thế kỷ Cẩm Hồ đề xuất loại diện tích lớn thế này, quy mô và hình thức quy hoạch vẫn tương đối sang tân, mà khu cao tân muốn tại bờ đông Hồ Yến Quy hình thành trung tâm thành thị phụ, cũng yêu cầu hai xí nghiệp mới đến kéo theo toàn bộ tốc độ cùng quy mô kiến thiết. Vương Duy Quân nói không nhiều lắm, La Quân vẫn có thể nghe ra khuynh hướng trong ý kiến của hắn. La Quân ngồi ở sau bàn công tác, gõ ngón tay lên bàn, híp mắt, khiến người nhìn không ra hắn đang suy nghĩ cái gì. Vương Duy Quân ít nhiều có thể đoán được. Hình thức khai phát mà thế kỷ Cẩm Hồ đề xuất, nói sang tân cũng được, nói cực độ mạo hiểm cũng được. Cái đó phải xem ai nói. Bọn Trương Khắc tới đây, cũng là giải đáp một số nghi hoặc của La Quân đối với kế hoạch khai phát. Trương Khắc cũng minh xác biểu thị, Cẩm Hồ sẽ mua về toàn bộ nhà ở cao cấp trong kế hoạch khai phát này,
làm nơi an cư lạc nghiệp cho nhân viên hải ngoại trở về. Khu chung cư thanh niên hiện tại chỉ là nơi ở tạm thời của họ. Những nhân viên chung cao cấp này từ hải ngoại trở về, đại đa số đều dẫn theo người thân, gia nhân tại hải ngoại cũng sẽ rất nhanh đến kiến nghiệp đoàn tụ, giải quyết vấn đề nhà ở cho họ là lời hứa hẹn của Cẩm Hồ cùng phủ thị chính thành ủy kiến nghiệp. Tựa như lần này khu cao tân chuẩn bị liên hợp Cẩm Hồ cùng các xí nghiệp khác thành lập một quỹ khuyến khích nhân viên lưu học hải ngoại về nước sáng nghiệp, giải quyết vấn đề sinh hoạt cho họ là điều kiện cơ bản nhất. Trương Khắc cùng Thiệu Chí Cương tường tận giải thích điểm đáng ngờ của La Quân, Vương Duy Quân. La Quân trầm ngâm chốc lát mới nói. Kế hoạch này còn phải đem thảo luận trên hội nghị thường ủy. Hạng mục quá lớn, hơn nữa khai phát bất động sản là sản nghiệp tương đối mẫn cảm, có thể sẽ đưa tới nhiều chê trách cùng nghi vấn. La Quân cũng không thể một lời quyết định, La Quân cũng không minh xác biểu thị hắn là ủng hộ hay là phản đối, then chốt vẫn là muốn nhìn mức độ phản ứng của các thường ủy khác đối với kế hoạch khai phát này. Chương 729, suy nghĩ của Vương Duy Quân. Nếu như Tiêu Minh Kiến trở mặt làm trái với La Quân cũng không thể kiên trì ủng hộ cho kế hoạch khai phát này. Phỏng chừng tiếng nói phản đối sẽ không nhỏ. Trương Khác thì không sao cả. Thiệu Chí Cương cùng Trương Chi Phi cũng không hy vọng xa vời La Quân sẽ dễ dàng nhảy ra ủng hộ bọn họ. Buổi tối La Quân, Vương Duy Quân đều có xã giao, nên bọn họ cáo từ trước. Ở trong xe, Trương Chi Phi ít nhiều có chút thấp thỏm vì tương lai chưa biết. Mấy người trong thành phố, có nên tranh thủ tới bái phỏng một chút không? Sau khi quyết định quy mô chuyển đến kiến nghiệp, đặc biệt là sau khi kế hoạch vườn sồi chính thức khởi động, Trương Khắc tuyệt sẽ không ngu muội đến mức cho rằng đem toàn bộ hy vọng ký thác ở trên hai người La Quân, Vương Duy Quân là ngon lành. Quy tắc quan trường rất đơn giản, không ở trong vòng tròn thì chính là ở ngoài vòng tròn. Cẩm Hồ cùng Thế Kỳ Cẩm Hồ đều là hộ ngoại lai, thế nhưng muốn cắm rễ đặt chân lên kiến nghiệp, thì phải thành lập vòng tròn nhân mạch rộng khắp. Vườn sồi chịu giới hạn bởi bản thân, sẽ không trắng trợn đi tổ chức nhân mạch. Chỉ bản thân vườn sồi thì nhìn qua cũng không có đặc biệt cần thiết. Từ từng hạng mục cụ thể thì không cần phải đi tổ chức nhân mạch, nhưng từ trên bố cục chỉnh thể của Cẩm Hồ tại kiến nghiệp, lại phải có tổ chức. Thế Kỷ Cẩm Hồ thì đơn giản hơn nhiều, bất kể là ăn uống giải trí hay là khai phát địa ốc, khả năng dựa vào tài nguyên hành chính của địa phương rất lớn, không có quan hệ nhân mạch rộng khắp, Thế Kỷ Cẩm Hồ sẽ rất khó đặt chân tại kiến nghiệp. Như Diệp Gia, Tôn Thượng Nghĩa tại kiến nghiệp đều có nhân mạch rất tốt, nhưng những nhân mạch này phân tán, không thể hình thành một vòng tròn hữu hiệu. Lực ảnh hưởng đã bị suy yếu rất lớn. Công tác tại phương diện này, chú ba Trương Chi Phi vẫn đang làm, cũng không phải nói ngoại trừ La Quân, Vương Duy Quân thì không có tiếng nói ủng hộ nào nữa. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Trương Khác sẽ không khoanh tay đứng nhìn với Thế Kỷ Cẩm Hồ. Tại kiến nghiệp, vòng tròn nhân mạch quay chung quanh Thế Kỷ Cẩm Hồ thành lập rộng khắp tương đối dễ hơn nhiều. Thế Kỷ Cẩm Hồ là bổ sung quan trọng của hệ thống Cẩm Hồ, mặc dù Trương Khác kiên trì không giữ cổ phần của Thế Kỷ Cẩm Hồ. Bởi nguyên do chú ba và hứa tư, Trương Khác cũng không cần phải trực tiếp đi nắm giữ cổ phần của Thế Kỷ Cẩm Hồ. Tài sản không phải là trò chơi đơn giản, chỉ có thể bảo đảm lực ảnh hưởng nhất định, còn cần kiên trì tăng thêm 100, 200 triệu cho tài khoản của Cẩm Hồ sao? La Quân muốn cái gì, ngoại trừ Vương Duy Quân, trong thường ủy thành ủy khẳng định sẽ có người biết. Trương Khác không trực tiếp phủ định kiến nghị của chú ba, còn nói thêm. Đã cuối năm rồi. Thống kê kinh tế một năm các nơi sẽ rất nhanh công khai, chú ba có thể tìm một tòa soạn báo, trước tiên viết một số bài dự đoán phương diện này hay không? Không sai, phương diện này phải khen ngợi một chút cách lãnh đạo của La Quân. Thiệu Chí Cương hiểu Trương Khác muốn làm cái gì, chịu ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính Đông Nam Á, các xí nghiệp xuất khẩu chịu áp chế nghiêm trọng, hàng loại thương phẩm từ thị trường quốc tế chuyển đến quốc nội tiêu thụ, đã có xu thế tiền tệ co rút nhanh. Đối với quan viên chính phủ địa phương mà nói, số liệu kinh tế chính là then chốt nhất. Tăng trưởng vốn đầu tư của rất nhiều khu vực năm nay rất có thể là số âm. Đối với các thành phố tăng trưởng đầu tư không, thậm chí âm, thành tựu kiến thiết kinh tế của TP, kiến nghiệp phải nói rạng rỡ, những điều này đương nhiên phải quy đến dưới danh nghĩa lãnh đạo chính xác của La Quân. Thiệu Chí Cương lại hỏi, có cần dự đoán tình huống kinh tế sang năm càng nghiêm trọng hơn? Giới truyền thông cũng có thể tạo thế. Ủng hộ Thế Kỷ Cẩm Hồ thực thi kế hoạch này. Sang năm có thể tăng thêm đầu tư cho ngành bất động sản của kiến nghiệp 600 đến 800 triệu, tại tăng trưởng đầu tư rất khả năng tùy thời bởi tình huống tình thế kinh tế của châu Á chuyển biến xấu mà đình chỉ, mỗi một nhà đầu tư quy mô lớn như Thế Kỷ Cẩm Hồ thì hiển nhiên rất quý trọng. La Quân có thể sẽ đem kiến nghiệp trở thành một ván cờ trên sĩ đồ,
nhưng Vương Duy Quân lại không thoải mái như La Quân. Vương Duy Quân hầu như là lấy tốc độ nhanh nhất đi lên chức vị phó thị trưởng thường ủy TP, kiến nghiệp, trong đó còn có hai lần đề bạt vượt xa bình thường. Hắn đương nhiên sẽ không cam tâm đình trệ vào lúc này. Nếu Vương Duy Quân muốn ở trên sĩ đồ có đột phá, điều đến địa cấp thì tương đối quan trọng làm người đứng đầu, tích lũy chiến tích cũng là một lựa chọn không tệ, nhưng có chút kỳ ngộ là khả ngộ bất khả cầu. Một con đường khác chính là tại TP, kiến nghiệp gầy dựng căn cơ, tại kiến nghiệp là một bước cực kỳ quan trọng trên sĩ đồ. Những điều này cũng quyết định thái độ ủng hộ của Vương Duy Quân cùng La Quân có sự bất đồng vi diệu. La Quân ủng hộ Cẩm Hồ, cũng sợ Cẩm Hồ với tay quá dài, cuối cùng khó có thể khống chế, nhưng khi hắn chân chính muốn ủng hộ một hạng mục nào đó của Cẩm Hồ, lại sẽ không có gì cố kỵ. Loại cách làm này rất nhanh nhẹn dứt khoát. Nhưng đối với sự phát triển của Cẩm Hồ tại kiến nghiệp chưa hẳn là thích hợp nhất, thậm chí sẽ làm đối thủ cạnh tranh trên sĩ đồ của La Quân giận chó đánh mèo chút giận lên Cẩm Hồ. Loại ảnh hưởng bất lợi đối với Cẩm Hồ thế này, trong lòng La Quân cũng rất rõ ràng, nhưng hắn không quan tâm đến vấn đề này. Vương Duy Quân ủng hộ Cẩm Hồ, thì hy vọng Cẩm Hồ có thể chân chính cắm rễ tại kiến nghiệp, ngày sau dễ giúp đỡ, dệt hoa trên gấm cho nhau. Rời khỏi Đại Lâu Thành ủy, Vương Duy Quân ngồi xe về Tân Phổ. Cơ cấu hành chính của khu cao tân đều ở Tân Phổ, ngồi xe đi xuyên qua trung tâm thành phố cùng cầu lớn Tiểu Giang, ít nhất cũng phải hơn 30 phút mới có thể chạy tới Tân Phổ, cơ cấu hành chính mới phải nhanh một chút rời đến bờ Đông Hồ Yến Quy. Ngồi ở trên xe, Vương Duy Quân tại tỉ mỉ suy nghĩ vấn đề kiến thiết trung tâm thành phố phụ tại bờ Đông Hồ Yến Quy. Mặc dù Cục Quy hoạch thành phố đã làm ra quy hoạch đại thể cho trung tâm thành phố phụ kiến thiết mới bên bờ Đông Hồ Yến Quy, nhưng hiện nay tình huống khai phát bất động sản trong TP, kiến nghiệp, trong lòng Vương Duy Quân cũng có nắm chắc, mọi người đều nhìn chằm chằm vào đoạn đường phồn hoa của trung tâm thành phố, hoặc là hạng mục thành cũ. Nhiều là hơn 10 mẫu, trên 100 mẫu, hơn nữa đều là sản phẩm đơn nhất, hoặc là kiến trúc thương nghiệp, hoặc là ký túc xá, nơi ở. Trung tâm thành phố phụ bên bờ Đông Hồ Yến Quy theo quy hoạch mới, nếu như dựa theo hình thức cũ đi triển khai, có lẽ phải phân thành 100,200 hạng mục đơn nhất. Đợi sau khi 100,200 hạng mục hoàn thành không đồng đều, trung tâm thành phố phụ bên bờ Đông Hồ Yến Quy cũng được xây lên. Chỉ là không biết phải kéo dài bao lâu. Thế kỷ Cẩm Hồ đề xuất hình thức khai phát tổng hợp nhiều trình tự đại diện tích, đại quy mô, lại phối hợp với một số hạng mục khai phát quy mô trung đẳng khác, trung tâm thành phố phụ bên bờ Đông Hồ Yến Quy nhanh nhất chỉ cần 4,5 năm là có thể thành quy mô ban đầu. Chương 730, chủ động đứng ra sông pha. Thời kỳ hoàng kim chính trị của mỗi người đều cực kỳ hữu hạn, thời gian là thứ mà mỗi một quan viên có dã tâm trên sĩ đồ đều sẽ dám tùy ý lãng phí. Vương Duy Quân có thể rõ ràng biết La Quân đã động tâm đối với kế hoạch này của thế kỷ Cẩm Hồ rồi, không có minh xác tỏ thái độ, chỉ là cố kỵ thành viên thường ủy có thể sẽ có tiếng nói phản đối tương đối kịch liệt, nhưng La Quân sẽ nhất nhất bóp diệt những tiếng nói phản đối này. Vương Duy Quân lại suy nghĩ đến cách làm không kiêng nể gì cả của La Quân sẽ lần thứ hai làm cho người phản đối chuyển hướng đầu mâu từ thế kỷ Cẩm Hồ sang Cẩm Hồ phía sau màn. Từ góc độ của thế kỷ Cẩm Hồ mà nói, chỉ cần thành công thực thi kế hoạch khai phát này, thì có thể một bước xâm nhập vào hàng ngũ tập đoàn địa ốc nhất lưu của quốc nội, cho dù có nhiều trở lực cùng nghi vấn đi nữa, họ cũng sẽ nghĩa vô phản cố đi làm. Vương Duy Quân luôn luôn nhìn thế kỷ Cẩm Hồ thành vật thể có lợi ích liên quan với Cẩm Hồ, cũng sẽ không đi suy nghĩ thêm lợi ích của Cẩm Hồ. Có thể đổi lại một loại hình thức tương đối hòa hoãn hay không? Vương Duy Quân ngồi ở trong xe đang suy nghĩ vấn đề này. Trên cầu lớn Tiểu Giang có chiếc xe pickup chắc cùng Santana xảy ra va quệt, làm che kín mặt cầu, sinh ra loại tình huống này, không đến nửa giờ là giao thông khó mà khai thông được. Vương Duy Quân đương nhiên có thể bảo khu cao tân phái xe đến đối diện cầu lớn đón hắn. Nhưng lúc này hắn lại không vội. Ngồi ở trong xe, có thể tĩnh tâm suy nghĩ một số vấn đề. Sau một lúc lâu, hắn bảo tài xế quay đầu xe lại, rồi gọi điện thoại cho Trương Khác. Mọi người đến đâu rồi? Lúc này cầu lớn đang bị kẹt, tôi không về Tân Phổ được, bữa tiệc tối nay tôi cũng chỉ có thể từ chối thôi. Nếu mọi người không có chuyện gì khác, tôi sẽ mời mọi người ăn cơm rồi, tôi sẽ gọi cả Diêu Văn Thịnh. Tôi đã suy nghĩ rồi. Vương Duy Quân trở về trong thành phố. Tại khách sạn Trung Nam phụ cận Đông Hoa Môn gặp nhóm Trương Khác, Trương Chi Phi, Thiệu Chí Cương. Vương Duy Quân liền nói ra một số ý nghĩ khi hắn ngồi trong xe. Kế hoạch khai phát này có thể hay không nên do khu cao tân đề xuất, rồi để trong khu mời thế kỷ Cẩm Hồ cùng các xí nghiệp bất động sản trong tỉnh khác làm ra phương án cụ thể để cạnh tranh.
Làm như vậy không thể tốt hơn rồi. Trương Khắc gật đầu, cho dù do Thế Kỳ Cẩm Hồ đề xuất kế hoạch, không quản có phải yêu cầu trên hình thức hay không, cuối cùng cũng phải đi trình tự cạnh tranh. Vương Duy Quân nguyện ý đứng ra do khu Cao Tân đề xuất kế hoạch khai phát chỉnh thể, sẽ tránh đầu mâu tập trung đến đầu Cẩm Hồ. Phương án bên Thiệu Chí Cương làm ra, nếu như tại các loại ưu thế không thể thắng được, hạng mục này cũng không làm được. Lúc đầu Thiệu Chí Cương còn có chút do dự, tuy nhiên Trương Khắc đã mở miệng đáp ứng Vương Duy Quân, hắn cũng không nói gì thêm. Vậy được rồi, tôi sẽ nhanh chóng liên hệ với Bí Thư La, lúc này mọi người coi như cái gì cũng không biết. Vương Duy Quân móc ra điện thoại, cũng không tránh đi nhóm Trương Khắc, liền trực tiếp gọi điện cho La Quân. Đầu bên kia điện thoại La Quân suy nghĩ một hồi, cũng cảm thấy như vậy trở lực sẽ nhỏ hơn. Cái gọi là trở lực nhỏ, là trở lực Cẩm Hồ nhận được sẽ nhỏ hơn, nhưng Vương Duy Quân đứng ra để khu Cao Tân đề xuất kế hoạch khai phát chỉnh thể, sẽ gánh chịu rất nhiều áp lực thêm vào, sẽ nhận được nghi vấn, những áp lực này vốn nên do Cẩm Hồ cùng Thế Kỳ Cẩm Hồ phải gánh chịu. Lúc này Thiệu Chí Cương nghĩ hiểu được rồi, Vương Duy Quân làm quyết định này, chủ động đứng ra xông pha cho họ, có lẽ là muốn liên hệ càng chặt chẽ sĩ đồ của hắn cùng tương lai của Cẩm Hồ. Hắn nhìn Trương Khắc một cái, không xác định Trương Khắc có biết tâm ý của Vương Duy Quân hay không. Trên mặt Trương Khắc không có gì đặc biệt, chẳng qua đợi Vương Duy Quân cùng La Quân nói điện thoại xong, bánh ít đi, bánh quy lại mà nói với Vương Duy Quân. Nếu như phương án của Thế Kỳ Cẩm Hồ có thể giành được thắng lợi cuối cùng, quyết sẽ không làm cho anh thất vọng. Vương Duy Quân cười ha ha. Với cậu, sao có thể không có lòng tin được? Hắn cũng không nói có lòng tin với Thế Kỳ Cẩm Hồ hay không. Trương Khắc cũng cười. Lòng tin phải dành cho nhau mới được. Diêu Văn Thịnh rất nhanh liền chạy qua đây, còn cố ý kéo theo cả Chu Tiểu Quân. Trương Khắc thì gọi thêm Diệp Kiến Bân qua cùng nhau ăn cơm. Chu Tiểu Quân cũng là sau khi cùng Diêu Văn Thịnh mới từng bước biết diện mạo chân thực của Cẩm Hồ ẩn sau màn sương mù dày đặc, còn có thể nhớ tới tình cảnh 3 năm trước đây, lần đầu thấy Trương Khắc cùng Hứa Tư tại Đại học Đông Hải. Cho dù hiện tại, những người không biết ngọn nguồn còn sẽ coi Trương Khắc là kẻ hoàn khố xuất thân phú quý. Chu Tiểu Quân đi đến, Trương Khắc ngồi trên ghế, quay đầu lại kéo tay hắn, bảo hắn tự tìm chỗ ngồi. Tôi nhớ Tiểu Chu cũng là sinh viên xuất sắc của Đại học Đông Hải phải không? Vương Duy Quân không xác định hỏi, lại kéo lấy tay hắn, bảo hắn ngồi vào bên cạnh mình. Khi Chu Tiểu Quân cùng Trương Khắc ở chung, còn có thể làm được hờ hững, dù sao Trương Khắc khi ở cùng với họ, lời nói và việc làm đều tương đối tùy tiện, cũng không có ngăn cách trên tuổi tác. Vương Duy Quân vừa kéo tay, khiến hắn có phần mở cờ trong bụng. Vương Duy Quân là thường ủy thành ủy, chủ nhiệm, bí thư công ủy đảng của khu Cao Tân, đối với Chu Tiểu Quân mà nói, Vương Duy Quân chính là đại boss. Tuy nhiên hắn cũng thông minh, cũng sẽ không ở trước mặt Diêu Văn Thịnh biểu hiện quá mức, dù sao Diêu Văn Thịnh là lãnh đạo trực tiếp của hắn. Hắn rõ ràng biết vì sao Vương Duy Quân, Diêu Văn Thịnh sẽ có cái nhìn khác với hắn. Sau khi thống ẩm thỏa thích rồi, mọi người đều mang theo 7-8 phần say ra về. Trương Khắc vẫn cùng chú ba, Thiệu Chí Cương ngồi một chiếc xe rời đi. Diệp Kiến Bân không có việc gì cũng ngồi cùng xe với họ, bảo tài xế lái chiếc hoàng quan theo phía sau. Mặc dù đều có vài phần say, nhưng ý nghĩ đều rõ ràng. Thiệu Chí Cương nói ra cái nhìn của mình. Lần này Vương Duy Quân nguyện ý xông phá giúp chúng ta, có lẽ là muốn thắt chặt sĩ đồ của hắn cùng tương lai của Cẩm Hồ đúng không? Ừm. Trương Khắc chà chà gương mặt, nói. Cẩm Hồ và hắn cùng đối mặt với một khốn cảnh, nếu như La Quân thăng chức đến địa phương khác thì làm thế nào? Đặc biệt là dưới tình huống mâu thuẫn cùng Tiêu Minh Kiến, Hồ Tôn Khánh tương đối sâu, căn cơ của Vương Duy Quân tại kiến nghiệp cũng không sâu, chung quy không thể La Quân vừa đi hắn di chuyển theo. Như vậy sẽ có hại rất nhiều đối với cuộc đời chính trị của hắn. La Quân đối với Cẩm Hồ luôn có thành phần lợi dụng nhiều hơn. Diệp Kiến Bân ngồi ở vị trí phó lái đằng trước, quay đầu nói. Cùng Vương Duy Quân mới có thể tính là giúp đỡ lẫn nhau. Trương Khắc bất đắc dĩ cười cười, hiện tại y cũng không rõ lắm Tiêu Minh Kiến đối với Cẩm Hồ có thành kiến sâu đậm, La Quân lấy kế hoạch vườn sồi, tư tưởng hành lang số chèn ép Tiêu Minh Kiến, chắc hẳn Tiêu Minh Kiến có rộng rãi mấy cũng không có khả năng có nhiều hảo cảm đối với Cẩm Hồ được. Chương 731, lửa cháy thêm dầu. Còn có quan hệ mật thiết giữa Hồ Tôn Khánh cùng Lâm Tuyết của Địa ốc Tinh Điển, Thế Kỷ Cẩm Hồ tiếp nhận công trình cải tạo ngõ học phủ, là từ trong miệng Địa ốc Tinh Điển hổ khẩu đoạt thực, liều mình. Những điều này đều là thứ yếu, then chốt là một số cách làm của Cẩm Hồ cùng Thế Kỷ Cẩm Hồ, tỉ như đãi ngộ phúc lợi đối với nhân viên,
trên phương diện bảo vệ môi trường nghiêm ngặt ràng buộc bản thân, đối với bồi thường di rời nhà, v.v., những thứ này đều sẽ nhận được người cùng ngành bài xích. Đây cũng không phải một thế giới thanh giả tự thanh. Trương Khắc xuống xe ở trước ngõ học phủ, ở trong xe vẫn còn hơi say, sau khi xuống xe bị gió lạnh ban đêm thổi qua, làm tỉnh rượu hơn phân nửa. Sau khi xuống xe, Trương Khắc đi về hướng tiệm Internet Sáng Vực. Tiệm Internet Sáng Vực chính thức kinh doanh đã một tuần rồi, cửa chính đã thay 5 tấm kính. Khu hội viên bình thường thời gian miễn phí 2 giờ bắt đầu từ 7 giờ, 7 giờ, luôn làm cho bọn Đỗ Phi sợ đến hãi hùng. Lúc này đã là 11 giờ đêm, thời gian bao đêm của tiệm Internet bắt đầu từ 10 giờ tối, khu hội viên bình thường, phí bao đêm là 20 đồng. Trương Khắc đi vào tiệm Internet đèn đuốc sáng trưng, khu hội viên bình thường ở tầng trệt đã không còn chỗ ngồi. Khu nghỉ ngơi theo kiểu quán cà phê còn có một đôi nam dáng dấp tình lữ đang uống nước, trễ như vậy cũng không về ký túc xá, cũng không có bao đêm. Trương Khắc cũng không cảm thấy lạ lùng về việc này. Lúc này mà đến núi Hợp Hoan một chuyến, nói không chừng còn có tình lữ đang ngủ ngoài trời nữa đấy, trời băng đất rét nhưng đối với nam nữ sinh áp lực đã lâu, xuất phát từ các loại nguyên nhân không có đi nhà nghỉ hoặc khách sạn mà nói, cũng không phải là trắc trở không thể khắc phục. Đỗ Phi đang nói chuyện với hai nhân viên trực đêm ở trong quầy bar, Trương Khắc đi vào quầy bar ngồi, nghe được một lúc, Đỗ Phi đang phân phó một số sự tình về quản lý tiệm Internet. Đỗ Phi thấy Trương Khắc đi vào, nói dăm ba câu cho phân phó xong, liền cùng Trương Khắc đi lên lầu. Bọn Mông Nhạc vào phòng làm việc câu lạc bộ côn trùng để lên mạng, Trương Khắc thì trực tiếp trong khu khách VIP ngăn cách bởi kính mở mở 22 máy, rủ bọn Đỗ Phi chơi Empire cùng. Đỗ Phi không chơi. Mày chơi với máy computer, đi, tao không rảnh mà ăn hành đâu. Chấp mày với một máy, cho mày chọn mép. Trương Khắc rõ ràng, trước khi những trò chơi này vừa mới lưu hành thì vẫn hành bọn họ, đợi sau khi bọn Đỗ Phi Pro rồi, không biết ai hành ai đâu. Nhanh chóng dùng một đội cung tiễn binh tướng diệt sạch nông dân của Đỗ Phi, Trương Khắc mới chậm rãi cùng máy nâng cấp lên nhà cấp 4 chơi trường kỳ kháng khiến, để Đỗ Phi buồn bực ngồi xem ở bên. Vương Hải Túc rất biết luồn cúi. Đã để hắn và Hồ Kim Tinh móc nối quan hệ thật rồi. Buổi chiều Đồng Dược Hoa đến phòng thể dục, nghe được người của hội sinh viên bên cạnh đang khoác lác, nói là khoa học công nghệ Hải Túc muốn tài trợ cho hoạt động của hội sinh viên. Đỗ Phi ngồi bên cạnh cũng không nhàn rỗi, nói chuyện với Trương Khắc để phân tán lực chú ý vào trò chơi của y. Trương Khắc không cảm thấy bất ngờ, bầu không khí thương nghiệp của quốc nội như vậy, hoàn cảnh ngành phần mềm càng như vậy. Công ty phần mềm quy mô như khoa học công nghệ Hải Túc đều sẽ vót nhọn đầu để luồn cúi quan hệ, cũng không thể trách cứ một cá nhân phải vẫy vùng trong trào lưu thương nghiệp như vậy. Trương Khắc sai một đội cung kỵ đi quấy rối căn cứ của máy, miệng cũng không nán lại nói chuyện với Đỗ Phi. Vương Hải Túc không đi tìm Hồ Kim Tinh mới là lạ đấy, trứng gà có khe, con ruồi không chích thì cũng sẽ biến chất. Con ruồi tìm khe trên trứng gà cũng được rồi. Vương Hải Túc còn chưa có hoàn toàn buông tha chúng ta đâu. Ngày hôm qua thời học Bân gặp hắn ở trên đường, bị hắn kéo đến hộp đêm. Đỗ Phi nói, còn hẹn tao cùng Mông Nhạc ngày hôm nay đi chơi, nếu không phải việc trong tay không dứt ra được, tao đã đi theo mở mang kiến thức rồi. Nghe tiểu tử thời học Bân kia nói, gái của hộp đêm đó đều rất đẹp. Rất hoài nghi ánh mắt của tiểu tử đó. Trương Khắc nghỉ tay, binh trong nhà tướng đều phái đi đánh thành trì của máy, mới quay đầu lại nhìn thoáng qua phòng làm việc của câu lạc bộ côn trùng. Ngày hôm nay thời học Bân cũng không ở chỗ này, sao trở lại nghỉ ngơi sớm thế? Không thể nào, khoảng 9 giờ còn thấy hắn lòng vòng ở chỗ này mà. Lúc này còn chưa tới 12 giờ, hắn không thể về sớm thế được. Đỗ Phi vừa rồi không chú ý xem thời học Bân có ở nhà hay không, lúc này đi qua phòng làm việc xác nhận một chút. Mông Nhạc đi theo Đỗ Phi qua đó. Tiểu tử này cùng Đồng Dược Hoa 9 giờ đã đi rồi, nói là ngày hôm qua mới quen được gái ở hộp đêm. Hẹn họ đến đường hầm thời gian nhảy. Còn muốn kéo tao đi, trên đầu tao cả đống chuyện, đi thế nào được. Đỗ Phi cầm lấy điện thoại di động gọi cho thời học Bân, một lát sau thời học Bân trả lời là bên tiệm Internet rất an tĩnh, Trương Khắc cùng Mông Nhạc ngồi ở một bên chợt nghe thấy tiếng âm nhạc truyền đến từ trong điện thoại di động. Đỗ Phi treo điện thoại, bất đắc dĩ hướng về Trương Khắc ngả hai tay. Họ còn đang ở đường hầm thời gian, Vương Hải Thúc cùng Hồ Kim Tinh đang ở đó. Là Vương Hải Thúc bảo em ở hộp đêm hẹn thời học Bân. Bọn thời học Bân tới đó mới biết, ông này có vẻ sốt ruột quá, lúc này còn muốn hẹn chúng ta qua đó nữa đấy. Trương Khắc cười ha ha, còn không quên dẫn kỵ binh chém chết hết nông dân trong thành của quân máy, sau đó mới thoát khỏi trò chơi.
Trương Khác mở hòm thư ra, nói với Đỗ Phi, Mông Nhạc. Tao có một phần tư liệu cho tụi mày xem, nếu như Hải Thúc còn chủ động tiếp xúc với tụi mày, không ngại lấy thứ trong tư liệu bốc phét với hắn. Một cái phòng bao trong khu khách VIP có hai máy, Đỗ Phi mở tư liệu Trương Khác xen qua cho hắn, cùng Mông Nhạc xem trước vài trang, lại rất nhanh giản lược xem lướt qua một lần. Đây là một phương án hoàn chỉnh của khu sản nghiệp phần mềm, Đỗ Phi kinh ngạc nói. Phần tư liệu này rất hoàn thiện, muốn tiết lộ cho Vương Hải Thúc biết hả? Phương án có hoàn mỹ cũng không có tác dụng, còn phải lực chấp hành xứng đôi mới được, bằng không thì chỉ là đứa trẻ 3 tuổi vung đại chùy, sẽ làm bị thương bản thân, cũng sẽ làm bị thương người bên cạnh. Trương Khác bĩu môi cười, cũng không che giấu dụng ý xấu trong nụ cười. Đỗ Phi hiểu ý nở nụ cười. Trước đó hắn lo lắng dã tâm cùng năng lực của Vương Hải Thúc không đủ, sợ hắn không tạo ra được cục diện lớn, thì ra là Trương Khác muốn giúp hắn một tay. Tao sẽ nghiêm túc xem nó. Mông Nhạc không rõ lắm bối cảnh phức tạp liên quan phía sau Cẩm Hồ, cùng với ân oán phức tạp trong TP, Kiến Nghiệp, cũng sẽ không ý thức được trước đó khi ăn cơm cùng nhau, Trương Khác chỉ điểm Vương Hải Thúc đi làm quen Hồ Kim Tinh cũng không phải xuất phát từ hảo tâm. Như bọn thời học Bân, Đổng Dược Hoa mặc dù ngứa mắt với một số người trong hội sinh viên trường bao gồm cả Hồ Kim Tinh ở bên trong, nhưng cũng không phải đặc biệt bài xích, đã có Vương Hải Thúc làm cầu nối, đi chơi chung với nhau cũng không phải là việc khó lường gì. Chương 732, tuổi thanh xuân gây rối. Lúc này Mông Nhạc vẫn còn chưa rõ là xảy ra chuyện gì, hỏi. Chuyện là sao, tụi mày đang giở trò quỷ gì vậy, sao tao chưa thấy rõ? Nhìn không rõ thì thôi, sau này sẽ hiểu. Trương Khác mỉm cười, cũng không nghĩ lúc này giải thích nhiều cho Mông Nhạc, chỉ là nói với hắn. Tụi mày nhắc nhở thời học Bân một chút, gái ở hộp đêm mặc kệ đẹp thế nào, thỉnh thoảng tiếp xúc một chút cũng được, nhưng đừng nghiêm túc quá. Đàn ông chung quy dễ bị vẻ đẹp bề ngoài của phụ nữ mê hoặc, tiểu tử thời học Bân giỏi nói lời đường mật, nhưng còn chưa chính thức yêu đương qua một lần. Trương Khác rất lo lắng cho hắn. Không quản Vương Hải Túc xuất phát từ dụng tâm thế nào, hắn làm như vậy, ít nhiều có chút không thích hợp, hắn tốt xấu cũng là bác sĩ tốt nghiệp Đại học Đông Hải, tại Đại học Đông Hải làm qua 2 năm giảng viên, không nghĩ tới hắn có quan hệ rất thân thiết với gái ở hộp đêm. Trước đó Trương Khác chỉ điểm Vương Hải Túc đi quen Hồ Kim Tinh. Vẫn là thuận lợi đẩy một phát, là phúc hay họa, đều nằm trong lòng bàn tay Vương Hải Túc. Nếu lúc này Vương Hải Túc thiêu thân lao đầu vào lửa, bỏ mình lao qua đây, Trương Khác cũng không ngại lửa cháy thêm dầu. Trương Khác thoát email, đứng lên nói với Mông Nhạc, Đỗ Phi. Mời tụi mày đi uống một ly, việc ở đây không cần tự bản thân làm, phải học cách buông tay cho người khác làm. Đỗ Phi gật đầu. Mới một tuần, tụi tao còn chịu đựng được. Nhưng rất muốn mời người quản lý chính thức đến quản lý tiệm Internet, City sáng vực cùng phòng làm việc câu lạc bộ công trùng cũng phải tách ra với quản lý của tiệm Internet. Đỗ Phi cùng Mông Nhạc về phòng quản lý, mặc vào áo khoác, rồi theo Trương Khác đến 1978 uống rượu. Tôn Tĩnh Mông nhíu mày, cô đang tỉ mỉ lau chùi một ly thủy tinh trong suốt. Khi cô nghiêm túc làm chuyện gì thì thường hay nhăn mũi, Trương Khác đi tới trước quầy ba cô mới chú ý tới, khẽ thở dài một tiếng. Sao lại là anh, làm tôi giật mình. Tôi tới lấy dây giày. Trương Khác chỉ vào dây giày Tôn Tĩnh Mông đang dùng để cột tóc, cười nói. À, buổi chiều vội vàng ra ngoài, không tìm thấy dây buộc tóc, nên mượn dây giày của anh dùng một chút. Mời các anh uống rượu. Tôn Tĩnh Mông lấy 3 ly thủy tinh đặt lên quầy ba. Này, nếu cô vĩnh viễn đều dịu dàng dễ thân như thế, con trai thích cô sẽ rất nhiều. Mông Nhạc cười nói. Tôi mà thèm. Tôn Tĩnh Mông hơi nhăn mũi, nghiêng đầu hỏi Trương Khác. Lát nữa mọi người khi nào thì về, đi cùng đi. Qua 11 giờ, 1978 sẽ đóng cửa chính, chỉ trừ một cửa nhỏ cho khách quen ra vào, cơ bản sẽ trước 12 giờ kết thúc một ngày kinh doanh, bọn Trương Khác là nhóm khách cuối cùng rồi. Uống hết ly rượu này thì về. Trương Khác nói. Chờ cô về cùng luôn. Uống rượu rồi, Đỗ Phi cùng Mông Nhạc còn muốn về tiệm Internet trước một chuyến. Trương Khác cùng Tôn Tĩnh Mông về chung cư trước. Buổi sáng hôm qua chung cư thanh niên mới bố trí đồ đạc các thứ xong, cũng buổi chiều hôm qua mới dọn vào ở. Lúc này trăng sáng sao thưa, đèn đường sáng rực, bóng người dưới ánh đèn chợt dài chợt ngắn, chợt trước chợt sau. Tôn Tĩnh Mông dẫm lên bóng của Trương Khác, lúc cách Trương Khác thật xa, lúc dán lại gần, lúc theo ở phía sau, lúc đi tới đằng trước, trông cô có vẻ rất thích thú. Âm thanh điếc tai len lỏi mỗi ngóc ngách, thời học Bân. Đổng Dược Hoa đứng trên lan can lầu 2,
nhìn các đôi nam nữ kích tình giãy giụa tại sân nhảy dưới lầu. Cô gái dựa vào thời học bân mặc bộ đồ bó màu đen, vóc người yểu điệu mà thon dài, tóc dài đến dưới vai khoảng 10 cm, áo khoác đỏ khoát lên lan can, tiếng nhạc trong đại sảnh rất hỗn tạp, cô gái và thời học bân nói chuyện cũng phải áp sát miệng vào tai đối phương, làm cho quan hệ giữa hai người nhìn qua rất thân mật. Vương Hải Thúc ngồi ở phía sau hút thuốc, nhìn cô gái thỉnh thoảng nghiêng qua gương mặt thanh tú, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười. Một cô gái như thế, nếu không phải gặp được ở trong hộp đêm, ai cũng sẽ không tin cô là một cô gái thường xuyên lui tới những nơi đó. Hồ Kim Tinh cũng đang nhìn cô gái bên cạnh thời học bân, thỉnh thoảng lấy cô gái bên cạnh ra so sánh, thoáng có chút thất vọng. Đồng Dược Hoa rất ít đi ra ngoài chơi, cũng khá ngại ngùng, Vương Hải Túc nói muốn giới thiệu gái cho hắn làm quen, hắn liền khước từ. Đồng Dược Hoa cảm thấy khó hiểu, Vương Hải Túc tại Đại học Đông Hải học xong bác sĩ, sau đó ở lại trường dạy 2 năm, rồi ra ngoài mở công ty riêng, sao lại quen thuộc với những hạng gái ở hộp đêm này như thế? Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng trong lòng hắn vẫn rất ước ao có một cô gái như thế để thân mật. Cô gái kia kéo thời học bân đi sàn nhảy dưới lầu khiêu vũ, Đồng Dược Hoa liền rời khỏi lan can ngồi vào giữa Vương Hải Thúc cùng Hồ Kim Tinh. Vương Hải Thúc khó hiểu hỏi Hồ Kim Tinh. Sao cậu lại không quen với bọn Trương Khác, Đỗ Phi? Lần trước Trương Khác ở trong nhà hàng Hàn Quốc động thủ đánh hai người Hàn Quốc, nghe nói còn là thị trưởng Hồ, chú của cậu đích thân đến đồn công an ở phố Mã Nguyên giải quyết chuyện này. Thân phận bên ngoài như Trương Khác, Đỗ Phi, Vương Hải Thúc hắn muốn đi hỏi thăm tự nhiên không khó, một người là con trai của Trương Chi Hành, phó thị trưởng thường vụ Tân Vu, một người là con trai của Đỗ Tiểu Sơn, trưởng phòng tổ chức TP. Hải Châu. Nghe được tên của Trương Khác, Hồ Kim Tinh nhịn không được muốn cau mày. Hắn vẫn là từ chỗ cán bộ học sinh của hội sinh viên biết được gia thế của Trương Khác. Nhà ai có ai đang làm quan hoặc mở công ty ở trong chính phủ, tin tức của hội sinh viên tương đối linh thông. Nói đến cùng hắn cũng chỉ ngứa mắt khi thấy thằng đó và Trần Phi Dung cả ngày cứ dính vào nhau mà thôi, thật đúng là không hiểu được chú lại ra mặt giúp chùi đít cho thằng đó, cũng chưa cùng chú nhắc tới trong trường học có hai người này, lại không ở cùng một viện, cũng không phải cùng một khóa, cũng hầu như không có sự cùng xuất hiện gì. Cũng chỉ là phó thị trưởng của Tân Vu, một địa phương tồi tàn mà thôi. Ai cũng biết chênh lệch giữa Tân Vu cùng Kiến Nghiệp lớn thế nào. Ánh đèn nê ông xoay tròn quét qua khuôn mặt u ám, Hồ Kim Tinh cầm chai bia, không đáp lại câu hỏi của Vương Hải Túc. Vương Hải Túc hiểu được nhắc tới Trương Khác làm cho Hồ Kim Tinh không quá cao hứng. Hắn không rõ lắm giữa hai người này có ân oán gì, liền dục cô gái bên cạnh kéo Hồ Kim Tinh đi khiêu vũ, còn hắn thì kéo Đồng Dược Hoa không có gái đi ra sân thượng bên ngoài lầu 2 hút thuốc. Trương Khác, Đỗ Phi bình thường không nói chuyện trong nhà với các cậu sao? Vương Hải Túc đưa một điếu thuốc cho Đồng Dược Hoa, đổi lại bình thường, hắn sẽ không để ý tới đám thanh niên trai trai này. Có thời gian rảnh thế này, còn không phải là đến cổng trường tán gái sao? Họ bình thường đều rất khép mình. Đồng Dược Hoa cũng không có lòng cảnh giác gì với Vương Hải Túc, ba Trương Khác là phó thị trưởng Tân Vu, ba Đỗ Phi là trưởng phòng tổ chức thành ủy Hải Châu, hắn vẫn mới vừa nghe Vương Hải Túc nói mới biết được. Cũng không có nghĩ đến điểm gì khác. Cũng không có ai sẽ cố ý đi hỏi, nhưng có một số việc cũng nhìn ra được, người thân của Trương Khác giữ chức vụ cao tại thế kỷ Cẩm Hồ, nói chung không đơn giản là được. Trong TP, Kiến Nghiệp hơn phân nửa đem thế kỷ Cẩm Hồ cùng Cẩm Hồ nhìn thành một thể, chủ tịch tập đoàn địa ốc thế kỷ Cẩm Hồ Trương Chi Phi cùng Trương Chi Hành là anh em họ, cũng chính là chú họ của Trương Khác, mấy tin tức này, chỉ cần có ý đi đào móc thì cũng không phải nghe không được. Chính bởi vì nghe được mấy tin tức này, mới cảm thấy hai người này càng có chỗ hữu dụng hơn. Mấy sinh viên không ngờ có thể nhận được 10 triệu vốn huy động từ vườn sồi. Vương Hải Thúc nghiêng đầu nhìn đèn đường ngoài đường phố xa xa, hướng ra xa phun ra một ngụm khói thuốc, hắn cười nhạt, nghĩ thầm, nghiệp quan cấu kết mà thôi, chẳng qua cách làm càng bí mật hơn, có tiền kiếm, họ còn có thể không làm sao. Nhìn dưới ánh đèn phía trước căn nhà có một người ăn xin đang bước đi trên vỉa hè. Vương Hải Thúc bắn nửa đoạn tàn thuốc trong tay hướng về ăn mày, cũng không nhìn bắn chúng hay không, hắn liền kéo Đồng Dược Hoa đi xuống sàn nhảy. Chơi cho đến hừng đông thì sàn nhảy mới tan cuộc, bọn thời học bân mới ra về. Lúc gần đi, thời học bân thật có chút cảm giác lưu luyến với cô gái hẹn họ đi ra. Thời học bân cùng Đồng Dược Hoa còn muốn về trường học, không cùng đường với Vương Hải Thúc. Nói đến thì một chiếc xe của Vương Hải Thúc cũng không chở được nhiều người như vậy. Vương Hải Túc cười đấm vào vai thời học bân, nói. Tôi phụ trách đưa Tiểu Y về nhà, cậu còn lo lắng cái gì? Vương Hải Túc đưa thời học bân cùng Đồng Dược Hoa lên xe taxi,
còn nhét vào tay Thời Học Bân 50 đồng tiền taxi. Vương Hải Thúc kéo Hồ Kim Tinh cùng hai cô gái lên xe mình, cả buổi tối Hồ Kim Tinh đều lén nhìn cô gái tên là Tiểu Y này. Vương Hải Thúc sao có thể không chú ý tới, nghĩ thầm con gái đúng là được người thích, ném vào trong trường giả làm hot girl thanh thuần một chút vấn đề cũng không có. Đi một đoạn đường, nhìn phía trước có một khách sạn, Vương Hải Thúc đậu xe ở ven đường, rồi quay đầu lại nói với Hồ Kim Tinh. Tiểu lão đệ, hay là cậu giúp tôi đưa Tiểu Y về nhà ha? Hắn lại rút ra từ trong ví một xấp tiền nhét vào trong tay Hồ Kim Tinh, chỉ vào khách sạn đang sáng đèn. Không thì cậu giúp tôi mời Tiểu Y ăn khuya, rồi đưa cổ trở về. Hồ Kim Tinh dù sao cùng Vương Hải Thúc mới thấy qua có hai lần, vẫn chưa buông ra được, không nói gì thêm, nhìn Vương Hải Thúc lái xe đi khỏi. Hắn cũng không lập tức kéo theo cô gái lần đầu gặp mặt, vừa mới còn thân mật với Thời Học Bân vào khách sạn, nhưng cô gái kia thì lại chủ động kéo tay hắn đi đến khách sạn. Hai ngày cuối tuần, Trương Khắc vẫn ở phòng đọc thư viện xem phương án nghiên cứu phát triển vi xử lý loại hình chuyên dụng hàn cách giao cho y, cho dù ban đêm cũng nhốt mình trong phòng tra tư liệu, cũng sẽ không quan tâm đến việc bên kia của bọn Đỗ Phi. Đợi đến buổi chiều thứ hai khi thấy được Thời Học Bân như con gà trống được bơm kích thích tố, kéo Mông Nhạc vào trong phòng quản lý thảo luận cô gái tên Tiểu Y trong hộp đêm thanh thuần cỡ nào. Nói là nhà cô ở kiến nghiệp, bởi vì trong nhà có người bệnh, cuộc sống khó khăn, nên vừa mới tốt nghiệp sơ chung phải đến hộp đêm làm. Thấy Trương Khác đi vào, Thời Học Bân hưng phấn nói. Mày không tưởng tượng được đâu, hộp đêm không ngờ có gái thanh thuần như thế. Trương Khác nhớ tới khi mình 20 tuổi, cũng luôn luôn thích đem, vẻ đẹp bên ngoài, cùng, thiện lương trong nội tâm, hai cái không liên quan gì đánh đồng nhau, cho rằng con gái đẹp nhất định là nội tâm thiện lương. Thấy bộ dạng hưng phấn của Thời Học Bân, Trương Khác vỗ vai hắn. Mày kiềm chế một chút. Có thể cô gái đó ban đầu làm như vậy là có các loại nguyên nhân bất đắc dĩ, nhưng sau khi quen với loại sinh hoạt đó, không phải là việc mày có thể tùy tiện là có thể cứu vớt được đâu. Anh Vương nói vốn cổ rất thuần khiết, bằng không cũng sẽ không giới thiệu cho tụi tao quen. Thời Học Bân lại nói đùa. Gần đây tao phải cách xa mày một chút, phát hiện gái đẹp bị mày hấp dẫn hết rồi, đi theo sát mày quá, chắc chả còn đường sống. Trương Khác vẫn còn lo lắng với Vương Hải Túc. Nghe thái độ của Thời Học Bân có vẻ không cho là đúng. Trương Khác cũng lý giải loại tâm tính này của Thời Học Bân, nếu như hắn ôm thái độ chơi chơi thì cũng tùy hắn, thấy hắn như vậy, lại không thể không quản không hỏi. Hộp đêm nào, cô gái đó tên gì? Thời Học Bân thấy vẻ mặt của Trương Khác rất nghiêm túc, không giống như đang nói giỡn với hắn, Thời Học Bân có chút xấu hổ, lại khó chịu vì không nhận được tín nhiệm. Trương Khác thấy bộ dạng của Thời Học Bân như vậy, thật không có cách nào. Trương Khác giơ tay làm thế muốn đánh hắn, nói. Thằng nhóc này, cũng không phải tao tranh gái với mày, mày khẩn trương cái gì? Tao giúp mày điều tra cô gái này thật sự có thuần khiết hay không? Hộp đêm Tâm Hải ở cổng chào số 3, tên là Tiểu Y, đại danh còn chưa có cơ hội hỏi, chỉ biết nhà cổ ở Tân Phổ, ba mẹ cổ đều là công nhân viên chức đã nghỉ hưu. Cổ nghỉ học rồi, mới đến hộp đêm làm được một tuần. Thời Học Bân nói. Được. Mấy thứ này chắc cô gái đó chủ động nói cho mày chứ gì, không có người khách nào không thích gái mới bắt đầu làm đâu. Trương Khác gọi điện thoại cho Hà Kỳ Vân, Hà Kỳ Vân thì ra là khoa trưởng của khoa trị an của Cục Công an khu sở thuộc cổng chào số 3, bảo hắn giúp đỡ điều tra nội tình của một cô gái trong hộp đêm, tự nhiên rất dễ dàng. Còn chưa đợi Hà Kỳ Vân trả lời cho Trương Khác, buổi sáng hôm sau chợt nghe được sự việc Thời Học Bân gây gổ với Hồ Kim Tinh tại phòng làm việc của hội sinh viên trường. Khi Trương Khác nhận được Mông Nhạc điện thoại, y đang ở thư viện xem tài liệu mà Hàn Cách giao. Phòng làm việc của các tổ chức học sinh thuộc đoàn ủy trường như hội sinh viên trường cùng với hội sáng hiệp đều nằm trong tiểu hồng lâu ở trước thư viện, Trương Khác mang theo tài liệu liền chạy tới đó. Đang là buổi sáng, trong tiểu hồng lâu hầu như không có người. Đi tới lầu 2, cửa phòng làm việc hội sinh viên trường đã bị khóa, Trương Khác đi thẳng vào phòng hoạt động của sáng hiệp sát phách, thấy Mông Nhạc đang bộ dạng nghiêm khắc dạy dỗ Thời Học Bân. Mày điên hả, lúc đó chúng nó có 3 người, một mình mày xông vào không phải muốn ăn đập hả? Mày không biết tập hợp các huynh đệ, đổi nơi khác rồi mới động thủ sao? Tới cùng là xảy ra chuyện gì? Thấy Thời Học Bân mắt bầm tím, miệng sưng ngồi một chỗ không rên một tiếng, Trương Khác gõ gõ cửa, hỏi. Xảy ra chuyện gì, có đánh lộn không gọi tôi tao hả? Thời Học Bân ngồi một chỗ không nói tiếng nào, Trương Khác thấy hắn mắt ứ xanh, miệng sưng đỏ. Thời Học Bân đau đớn ho khụ một tiếng, còn phun ra một cái răng hàm. Cho dù như vậy hắn cũng không chịu nói vì sao động thủ,
bên hông còn mấy vết chân rõ ràng, lúc này Thời Học Bân còn ôm bụng, cau mày sắc mặt tái nhợt, trông vẫn còn chưa hết đau. Trương Khắc oán hận với Thời Học Bân. Mày chỉ được thế thôi hả? Chương 733, nam nhân gây rối vì đâu? Trương Khắc ném tài liệu lên bàn công tác, rồi đi tới ngoài cửa phòng làm việc của hội sinh viên trường, đẩy đẩy cửa, cửa đã khóa từ bên trong. Nghe bên trong có người hỏi, Trương Khắc hai lời chưa nói, một đạp đá văng cửa. Nửa cánh cửa phòng làm việc đổ ập xuống. Hồ Kim Tinh, Thiệu Bân kinh ngạc đứng bên trong nhìn qua, còn có một người là Trần Dũng, chủ tịch hội sinh viên trường. Trần Dũng ngồi quay đầu lại nhìn qua. Trong phòng làm việc không có những người khác, chắc hẳn Thời Học Bân cùng ba người này động thủ. Trương Khắc đứng ở cửa, mắt lạnh nhìn ba thằng. Mẹ tụi mày, ba thằng đánh một. Mày muốn đòi công đạo, thì cũng phải phân rõ thị phi trước có được không? Trần Dũng đứng lên che ở phía trước Trương Khắc. Bọn tao đang nói chuyện, thì tiểu tử kia không biết sống chết lao tới túm lấy cổ áo Hồ Kim Tinh. Trương Khắc tóm lấy cổ áo của Trần Dũng, trừng mắt nhìn hắn. Tao tóm mày đấy, sao hả? Có phải muốn đánh tao luôn không? Trương Khắc một tay đẩy Trần Dũng ra, nhìn Thiệu Bân còn muốn xông lên, trừng mắt với hắn và mắng. Ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, bình thường gặp mặt chừa cho bản thân con đường sống đi. Trương Khắc giơ chân đá một cái ghế bay về phía hắn. Người này trước đó cùng với Thời Học Bân đều là thành viên của câu lạc bộ côn trùng, không khuyên can thì thôi, còn liên hợp lại ra tay độc ác với Thời Học Bân, thật là thú không phải người. Buổi sáng bên Tiểu Hồng Lâu rất ít sinh viên, lầu hai hầu như nhìn không thấy người, nếu không phải Mông Nhạc vội vàng có việc đã chạy tới thấy được, tiểu tử Thời Học Bân cố chịu đựng không nói, chỉ sợ đến trưa cũng chưa hẳn có người biết việc này. Trương Khắc quay đầu lại thấy Mông Nhạc đỡ Thời Học Bân đi tới, trán Thời Học Bân đã thấm mồ hôi. Trương Khắc có chút lo lắng, móc ra chìa khóa xe đưa cho Mông Nhạc. Mày tìm Đỗ Phi cùng nhau lái xe đưa Thời Học Bân đến bệnh viện kiểm tra xem sao, không có chuyện gì thì sửa răng cho nó đi. Trương Khắc đậu một chiếc xe ở trong gara xe của chung cư thanh niên, không thường dùng, cũng để đó chuẩn bị có khi cần đến. Trương Khắc quay đầu lại nhìn lướt qua phòng làm việc của hội sinh viên trường, Hồ Kim Tinh, Thiệu Bân, Trần Dũng có lẽ cũng hoảng hốt, lơ mơ đứng ở bên trong không dám đứng ra. Trương Khắc cũng không thể chạy vào đánh người ta, thấy bộ dáng Thời Học Bân thê thảm như vậy cũng lo lắng, gọi Mông Nhạc. Ta đi cùng tụi mày, chờ tao một lát. Trương Khắc gọi điện thoại bảo Phó Tuấn lái xe qua đây đón họ, lại chạy về cầm theo tài liệu. Không có việc gì. Đi ra khỏi Tiểu Hồng Lâu đợi Phó Tuấn lái xe qua. Thời Học Bân buông ra tay ôm bụng trái, còn ra vẻ vô sự duỗi người. Đừng có khoa trương như vậy, để tao về ký túc xá được rồi. Thoa chút dầu là ok thôi. Trương Khắc thấy trán Thời Học Bân thấm mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, nói. Đừng cố chịu nữa, tụi tao đâu có tới tiệm nét, không ai thấy cái bộ dạng hùng hổ này của mày đâu. Xin mày được chưa, lần sau muốn đánh lộn với ai thì phải nói với tụi tao một tiếng trước. Phó Tuấn đảo mắt liền lái xe qua đây, hắn xuống xe ấn tay vào bụng trái của Thời Học Bân, thấy hắn đau đến hít hà. Phó Tuấn liền đỡ hắn lên xe. Rồi quay đầu lại nói với Trương Khắc, Mông Nhạc. Không phải là xương sườn đau, có thể là tỳ tạng có tổn thương, chúng ta lập tức phải đi bệnh viện. Tác động ngoại lực rất dễ tạo thành tỳ tạng vỡ rồi xuất huyết bên trong. Phó Tuấn có kinh nghiệm, thấy hắn phán đoán như thế, Trương Khắc không dám nán lại, liền kéo Mông Nhạc vội vàng vào trong xe, trực tiếp chạy thẳng đến bệnh viện quân y kiến nghiệp gần nhất. Lúc này Thời Học Bân mới có chút chột dạ, hắn nằm thẳng ở trong lòng Trương Khắc cùng Mông Nhạc. Nhưng vẫn hùng hổ nói. Tao sẽ không chết chứ. Tao vẫn còn trinh mà. Trương Khắc tức đến bật cười, Mông Nhạc thì bịt miệng Thời Học Bân lại. Khi chạy tới bệnh viện quân y kiến nghiệp, kiểm tra thực sự là tỳ tạng bị vỡ dẫn đến màng bụng bị sưng, không dây dưa lâu, liền đưa vào phòng giải phẫu làm phẫu thuật. Một bác sĩ đi qua nói với Trương Khắc. Các anh là bạn của bệnh nhân hả? Việc thế này tốt nhất thông báo cho người nhà bệnh nhân, các anh có điện thoại người nhà của bệnh nhân không? Quê nhà Thời Học Bân cách nơi này đến vài trăm cây em, muốn gọi điện thoại cho người nhà hắn cũng phải đợi giải phẫu kết thúc rồi mới tính được. Mông Nhạc kéo Trương Khắc đến một bên, thấp giọng nói. Có cần gọi điện thoại cho trường học, báo cho chủ nhiệm lớp của Thời Học Bân hay không? Trường học sẽ xử lý như thế nào? Trương Khắc hỏi Mông Nhạc. Mông Nhạc lo lắng hỏi Trương Khắc. Sẽ không có việc gì chứ? Chẳng qua là ẩu đả giữa học sinh mà thôi, cho dù để cho nhà trường biết. Cũng chỉ để Hồ Kim Tinh vốn có bối cảnh thâm hậu bồi thường chút tiền thuốc men mà thôi. Cái gọi là xử phạt,
đối với những người như họ không hề có ý nghĩa, không chừng ngay cả thời học bân cũng phải chịu xử phạt, then chốt là thời học bân cắn chặt răng cái gì cũng không chịu nói. Mông Nhạc không có kinh nghiệm gì, không biết tình huống của thời học bân có nghiêm trọng không. Nếu như nghiêm trọng, khẳng định không thể gạt được nhà trường một mình xử lý, nếu như không nghiêm trọng, vậy đợi phẫu thuật xong hãy tính tiếp. Trương Khắc hiểu được kịp thời đưa vào bệnh viện, cái mạng nhỏ của thời học bân khẳng định không có vấn đề. Y nhếch mày lên, hỏi Phó Tuấn. Cái này có thể coi là thương nặng hay là thương nhẹ? Bầm tím dẫn đến màng tỳ xương tấy, rất khó quy là trọng thương được. Phó Tuấn nói. Bỏ đi. Không thể định tính thành trọng thương, dây dưa cũng không có ý nghĩa, Trương Khắc vỗ vỗ vai Mông Nhạc và nói. Phẫu thuật nhỏ mà thôi, đợi làm xong giải phẫu thì để bản thân thời học bân quyết định. Cùng Mông Nhạc đi trở về, Trương Khắc lại nói với bác sĩ. Các bác sĩ cứ chuyên tâm làm phẫu thuật trước đi, người nhà của cậu ấy chúng tôi sẽ thông báo. Người bị thương là xe Mercedes-Benz đỉnh cấp đưa vào, lại nói màng tỳ bị xương tấy chỉ cần đưa vào chữa trị kịp thời, giải phẫu không có độ khó gì, bác sĩ thấy Trương Khắc nói như vậy thì cũng không nói thêm gì. Qua một hồi, bọn Đỗ Phi, Tịch Nhược Lâm, Đồng Dược Hoa, Thi Tân Hoa nhận được điện thoại của Trương Khắc đều chạy qua đây. Giải phẫu nội soi khoang bụng chỉ dùng nửa tiếng đồng hồ là thành công hoàn thành. Thời học bân được tiêm thuốc tê chỗ vị trí phẫu thuật, người vẫn thanh tỉnh. Hắn nhìn mọi người đi vào, nói. Khi làm phẫu thuật không cảm thấy đau chút nào, tao vẫn không biết phấn đấu chảy nước mắt, tụi mày đừng cười tao. Lúc này không ai dám chọc hắn, cứ kệ đấy không để ý đến lời hắn nói. Thời học bân lại lẩm bẩm. Khác đại thiếu gia đã chút giật giúp tao đạp bung một cánh cửa của phòng làm việc hội sinh viên, tụi mày nhất định phải qua đó chiêm ngưỡng một chút, tốt nhất chụp hình lưu trữ giúp tao luôn. Mày cứ nói làm sao không biết lượng sức đi một đấu ba đi. Trương Khắc thấy thời học bân không có trở ngại gì, cũng không có lo lắng gì nữa. Thời học bân cắn môi do dự một hồi, mới nói. Cũng là bản thân tao ngu, buổi sáng đến Tiểu Hồng Lâu, có đi qua hội sinh viên trường, nghe được tiểu tử kia ở bên trong khoác lác với Thiệu Bân, Trần Dũng việc làm với Tiểu Y. Chương 734, 300 đồng nguyên đêm. Tiểu Y gì? Việc ở hộp đêm mọi người chưa nói với Tịch Nhược Lâm, Tịch Nhược Lâm đột nhiên nghe thời học bân nói ra tên một cô gái xa lại, liền hỏi. Là ai, gái của trường nào, anh bởi vì cô gái này mới đánh nhau với người của hội sinh viên. Mọi người đều quay mặt đi, không ai giải thích cho Tịch Nhược Lâm Tiểu Y là ai, cũng không ai nói cho Tịch Nhược Lâm này là Vương Hải Túc giới thiệu cho thời học bân làm quen. Đây cũng không phải là giúp Vương Hải Túc che giấu cái gì, chỉ là loại chuyện này sao lại để cho con gái biết được. Phó Tuấn mua cơm hộp đem tới, mọi người đều ở trong phòng bệnh vây quanh giường của thời học bân ăn cơm. Sáng Vực đang chuẩn bị mở lớp mạng máy tính, thời học bân phụ trách công tác liên hệ đối ngoại, là một nòng cốt, chủ lực hoàn toàn xứng đáng, lúc này phải nằm trên giường bệnh một tuần, Đỗ Phi, Mông Nhạc liền đau đầu, then chốt còn phải giúp hắn tìm cái cớ để xin nghỉ một tuần. Chuyện này cũng chỉ phải cho qua như thế, thời học bân cũng hy vọng như thế, Đồng Dược Hoa tức giận bất bình, nói. Chuyện này không thể bỏ qua như thế được, tụi nó hạ thủ cũng quá độc ác. Mẹ thằng chó Thiệu Bân kia, bình thường còn xưng huynh gọi đệ nữa chứ. Thấy một cánh cửa của hội sinh viên bị đạp bung, tao cũng nguôi giận rồi, chỉ là có chút tiếc nuối, cánh cửa kia không phải là tao đạp. Thời học bân lại quay đầu hỏi Trương Khắc. Tao nhớ hình như mày đưa tao qua đây là xe Mercedes-Benz S600. Anh còn có tâm tình quan tâm đến xe nữa à? Tịch Nhược Lâm dở khóc dở cười. Mọi người cũng vẻ mặt bất đắc dĩ. Xe đó là mộng tưởng cuối cùng của bao nhiêu đàn ông, sao tôi lại không quan tâm được? Thời học bân nửa dựa vào gối, nói đùa với Trương Khắc. Mày thì luôn khiến người khác ngạc nhiên, hiện tại cho dù mày lái trực thăng tới đây thì tao cũng không kinh ngạc nữa. Tao có thể đề xuất một yêu cầu nho nhỏ được không, khi xuất viện mày cho tao ngồi xe này một lần nữa đi. Được, chỉ cần mày ngậm cái miệng lại luôn và ngay cho tao. Trương Khắc cũng phiền thời học bân lải nhải, đâu có giống như người mới làm phẫu thuật xong. Đồng Dược Hoa, Tịch Nhược Lâm, Thi Tân Phi tự mình bắt xe bus về trường học, Mercedes-Benz xe cũng không nhét nổi nhiều người như vậy. Trương Khắc cùng Mông Nhạc, Đỗ Phi ngồi lại một lúc, rồi mới ngồi xe rời khỏi. Việc này cứ quên đi như thế sao? Mông Nhạc ở trong xe hỏi Trương Khắc, Đỗ Phi. Việc này bây giờ cũng rõ ràng rồi, Vương Hải Túc giới thiệu gái của hộp đêm cho thời học bân làm quen. Cô gái này rất nhanh liền có quan hệ với Hồ Kim Tinh,
trước đó thời học Bân chỉ theo ý mình cho rằng cô gái Vương Hải Thúc giới thiệu cho hắn là gia thế thanh bạch. Trương Khác ngồi ở trong xe cười nói với Đỗ Phi. Buổi trưa Hà Kỳ Vân gọi điện thoại cho tao, đã tra được tin tức của cô gái kia rồi. Lúc nãy ở trong phòng bệnh cũng không dám kích thích thời học Bân. Y lại nói với Mông Nhạc. 300 đồng nguyên đêm, giá cũng không mắc, có cần tao giới thiệu cho mày làm quen không? Vương Hải Thúc từ chỗ Tịch Nhược Lâm biết được việc ẩu đả giữa thời học Bân và Hồ Kim Tinh, mơ hồ đoán được có thể là việc do cô gái của hộp đêm gây ra. Hắn không có nghĩ đến Hồ Kim Tinh lấy việc này để khoác lác, còn để cho thời học Bân nghe được. Vương Hải Thúc kêu một tiếng xui xẻo, liền vội vàng đi tìm Hồ Kim Tinh. Hồ Kim Tinh hoàn toàn không có việc gì, lúc đó thời học Bân chạy ào tới nắm lấy cổ áo hắn, Thiệu Bân cùng Trần Dũng rất nhanh kịp phản ứng, một trái một phải giữ thời học Bân lại, ba người liền đập cho thời học Bân một trận. Sau đó thì Trương Khác hùng hổ đến đá văng một cánh cửa, lại đưa thời học Bân đến bệnh viện kiểm tra, mới khiến họ có phần lo lắng. Tổn hại tỳ tạng còn làm phẫu thuật. Nghe Vương Hải Thúc thuật lại tình hình thương tích của thời học Bân nghe được từ chỗ Tịch Nhược Lâm, Hồ Kim Tinh cũng có chút lúng túng. Hắn không biết màng tỳ bị sưng là vết thương nặng hay nhẹ, nếu động đến phẫu thuật thì sự tình tổng sẽ không quá nhỏ. Hồ Kim Tinh tự nhiên không để thời học Bân vào mắt, thế nhưng chỉ sợ Trương Khác giúp thời học Bân ra mặt, việc này ít nhiều sẽ có chút khó giải quyết. Một tháng trước chuyện Trương Khác tại ngõ học phủ dạy bảo người Hàn Quốc đã sớm truyền khắp Đại học Đông Hải. Sinh viên kiêu ngạo trong các trường gần đây không ít, nhưng có mấy người dám trước công chúng bạt tai người Hàn Quốc, hắt nước trà nóng lên mặt họ. Thấy Hồ Kim Tinh cũng không có nói hắn cùng với cô gái kia đi vào khách sạn là mình rượt dây, Vương Hải Thúc cũng yên tâm, nếu như để thời học Bân biết sự tình là mình đứng đằng sau, chắc sẽ đắc tội chết với hắn. Theo Vương Hải Thúc thấy, phiền phức chưa hẳn sẽ có, thế nhưng sợi dây cẩm Hồ bị chặt đứt như thế, ít nhiều có chút đáng tiếc. Thấy được vẻ mặt Hồ Kim Tinh có chút thấp thỏm bất an, Vương Hải Thúc cười vỗ vai hắn. Bên bệnh viện, lát nữa chúng ta phải đi xem một chút. Tiểu tử thời học Bân kia cũng không phải đứa không biết điều, cùng lắm thì bồi thường chút tiền thuốc men. Việc này cũng trách tôi, cứ giao cho tôi xử lý đi. Hắn ôm hết mọi việc, lại ái muội nháy mắt với Hồ Kim Tinh, nói. Tiểu y kia thế nào, trêu chọc chút phiền toái cũng đáng chứ. Nếu chú thích, anh sẽ đưa nó đến công ty anh, miễn cho tiểu tử đuôi mù nào lại nhảy ra trêu chọc. Vương Hải Thúc sảng khoái ôm mọi việc như thế, lúc này Hồ Kim Tinh mới yên tâm hơn. Nhớ tới bộ dáng kiều mị của cô gái kia trên giường, mặc dù biết loại gái này sẽ không nghiêm chỉnh, nhưng chỉ bằng khuôn mặt đó chính là vưu vật của rất nhiều nam nhân ước mơ. Do dự một hồi, Hồ Kim Tinh mới nói với Vương Hải Thúc. Làm phiền anh Vương rồi. Không phiền, không phiền. Vương Hải Thúc hận không thể ôm hết phiền phức của chú Hồ Kim Tinh là Hồ Tôn Khánh lên người mình. Đối với Vương Hải Thúc mà nói, có thể lấy lòng hai bên, tự nhiên nghĩ thuận lợi mọi bề hai bên đều lấy lòng được. Hắn ngẫm nghĩ một chút, cũng cảm thấy được bọn thời học Bân không có đạo lý muốn di hận bản thân. Thời học Bân cũng chỉ có thể oán mình không ra gì. Vương Hải Thúc từ chỗ Tịch Nhược Lâm sớm biết được thời học Bân cũng không muốn làm lớn chuyện, vì vậy sau khi tách ra với Hồ Kim Tinh, hắn liền gọi điện thoại hẹn Tịch Nhược Lâm đi ra, nói là muốn đến bệnh viện hỏi thăm thời học Bân. Đồng Dược Hoa ở trong phòng quản lý tiệm Internet nghe Mông Nhạc nói cô gái tên Tiểu Y kia chỉ 300 đồng một đêm. Hắn liền thò tay vào túi móc bóp ra xem, thầm mắng. Chó thật, lão tử ngay cả 300 đồng cũng không có. Trương Khác giơ chân muốn đá Đồng Dược Hoa. Có cần tao cho mày mượn 300 đồng không, sau đó lại cho mày số điện thoại của em đó. Nói thật, nếu như không bị người khác biết, mà trong túi tao có 300 đồng, nói không chừng đã tâm động rồi. Đồng Dược Hoa vẫn còn không quá tin lại rẻ như thế, hắn ưỡn mặt hỏi. Em đó quả thực rất khiến người khác đi tù, mà thật chỉ cần 300 đồng. Hiện tại tao mới biết, tiểu tử Đỗ Phi này ăn chặn thì ăn chặn, một tháng 600 đồng tiền phụ cấp, tốt xấu cũng đủ hai đêm. Giá này không phải là mức độ xinh đẹp của gái quyết định, mà là nhìn đẳng cấp của hộp đêm. Chương 735, cạm bẫy. Trong tay Trương Khác đang giữ một phần ảnh chụp tư liệu. Buổi trưa Hà Kỳ Vân gọi điện thoại tới còn không tính. Buổi chiều còn cố ý bảo người cầm một phần tư liệu kèm theo ảnh chụp cho Trương Khác, Trương Khác đặt điếu thuốc vào gạt tàn rồi mở ảnh ra xem, khóe miệng khẽ nhếch lên cười. Em này thật ra cũng có tư cách đến những nơi càng cao hơn. Lúc này mọi người đều tụ tập trong tiệm Internet, cũng mặc kệ thời học Bân tại bệnh viện chết sống thế nào, vô tâm thảo luận giá của mấy chỗ ăn chơi tại kiến nghiệp. Nói đến việc này,
Trương Khác lại nhớ tới một việc còn chưa xảy ra tại Đại học Đông Hải, nam sinh của một ký túc xá tốt nghiệp khóa 99 bỏ 1.000 đồng dẫn gái về ký túc xá, khiến cho em này rời khỏi vào sáng sớm hôm sau, thể lực bị hao tổn nghiêm trọng mà ngất tại trước cổng trường. Không biết qua 2 năm nữa còn có thể theo quỹ tích lịch sử mà xảy ra chuyện hoang đường như vậy hay không? Tuổi trẻ luôn phóng túng vô độ như thế, hỗn loạn mà hoang đường có thể mới là nét đặc biệt chân thực của tuổi trẻ. Thi Tân Phi còn nói buổi trưa tại bệnh viện quân y thấy được vài tiểu hộ sĩ đẹp đến động lòng người, nói là nếu không có việc gì thường đến bệnh viện thăm thời học bân, Mông Nhạc thở dài một hơi, nói. Tiểu tử thời học bân không đáng phải vậy. Có gì mà đáng hay không? Trương Khác nhàn nhã gác chân lên bàn làm việc, vừa cười vừa nói. Có cần tao kể cho tụi mày nghe chuyện xấu của tiểu tử Đỗ Phi hồi học cao trung hay không? Nhìn phản ứng khoa trương của Đỗ Phi làm bộ muốn xông qua, Trương Khác cười ha ha. Tịch Nhược Lâm đẩy cửa đi vào, bị khói thuốc lượn lờ trong phòng quản lý chật hẹp làm ho sặc sụa, lúc này bọn Trương Khác mới nghiêm trang không nói đến đề tài vừa rồi nữa. Hải Túc nói lát nữa sẽ cùng chúng ta đi thăm thời học bân. Cô gái tên Tiểu Y kia vẫn là Hải Túc giới thiệu cho thời học bân quen, xảy ra chuyện như vậy, ảnh cũng rất băn khoăn. Ảnh vừa mới đi tìm Hồ Kim Tinh rồi, đã dạy bảo cho nó một trận, Hồ Kim Tinh đáp ứng chi tiền viện phí. Đỗ Phi nghiêng đầu nhìn Trương Khác nghĩ thầm Vương Hải Túc nếu đi dạy bảo Hồ Kim Tinh thì đúng là có quỷ. Hắn đứng ra muốn bãi bình chuyện này, chẳng qua cũng là muốn lấy lòng bên kia, nhưng lại muốn ra vẻ ngang lẫm liệt, công chính vô tư đến đây muốn thuận lợi cả đôi bên. Vương Hải Túc coi như là có chút năng lực, chỉ ít diện mục của hắn, bọn Mông Nhạc, thời học bân rất khó nhìn thấu, không chừng thời học bân thấy được Vương Hải Túc còn có thể tự trách nữa, trong lòng Trương Khác là nghĩ như vậy, nhưng vẫn thản nhiên cười nói với Tịch Nhược Lâm. Cũng được, Hải Túc đang ở dưới lầu, tôi đi gọi ảnh lên đây. Tịch Nhược Lâm cao hứng nói. Bỏ đi, nơi này chật hẹp, chúng ta cứ đi xuống đi, dù sao ăn xong cơm tối mới đi thăm thời học bân. Được rồi. Mọi người mau xuống đi, Tịch Nhược Lâm ngại khói thuốc trong phòng quản lý, liền đi ra ngoài trước. Tính cái chó gì đây, giới thiệu một ca ve cho thời học bân quen. Đồng Dược Hoa tức giận bất bình nói. Bỏ đi, rõ ràng là quen ở hộp đêm, thời học bân còn tưởng là thật, có thể trách ai. Trương Khác đưa số ảnh chụp tư liệu cho Đỗ Phi cất đi, lại phân phó bọn Đồng Dược Hoa. Nhưng ở trước mặt Vương Hải Túc, mọi người phải ngậm chặt miệng một chút. Nếu thật sự có chuyện gì, hắn vẫn sẽ giúp bọn Hồ Kim Tinh. Lần này cho qua, Trương Khác cũng là để cho Vương Hải Thúc có cơ hội ở trước mặt Hồ Kim Tinh tranh công. Đồng Dược Hoa nói, Vương Hải Thúc hình như rất quan tâm đến mày, lơ đãng thường hay nhắc tới mày lắm. Trương Khác cười cười, cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn, sau đó cùng mọi người đi xuống lầu. Tìm một nhà hàng ngay ở ngõ học phủ dùng cơm, Đỗ Phi kéo tay Vương Hải Thúc cùng vào phòng bao của nhà hàng, thân thiết vô cùng nói. Anh Vương, đã thương lượng rồi, bữa cơm này cứ coi như bọn em mời anh. Khi dùng cơm đều lòng đầy căm phẫn chỉ trích hội sinh viên xúc sinh, đề tài tự nhiên không kéo tới được công viên phần mềm. Ăn cơm xong phải cùng nhau lái xe đi thăm thời học bân, Vương Hải Thúc có một xe, Trương Khác không bảo Phó Tuấn lái xe theo, chỉ là bảo hắn lái Mercedes-Benz đậu ở dưới lầu nhà hàng. Khi Phó Tuấn tới đưa chìa khóa xe, Vương Hải Thúc còn chưa có lưu ý. Đợi ăn cơm xong thấy được chiếc Mercedes-Benz S600 đậu ở trước nhà hàng, Vương Hải Túc trợn tròn cả mắt. Trương Khác mỉm cười, giơ ra chìa khóa trong lòng bàn tay, nói. Xe của Tổng Giám đốc Tập đoàn Cẩm Hồ, vườn rồi cũng có một chiếc, tôi và Đỗ Phi cũng xin lâu lắm rồi mới mượn được chạy cho đã. Anh có muốn thử không? Nói như vậy cũng là cố ý rời đi lực chú ý của Vương Hải Túc. Mình cử đến Đại học Đông Hải đi học vẫn là lấy danh nghĩa của Cẩm Hồ cùng Đại học Đông Hải nhúng tay vào. Nếu Vương Hải Túc tốt nghiệp còn ở lại trường dạy 2 năm, mấy tin tức này hắn muốn hỏi thăm cũng không thể gạt được hắn. Vương Hải Túc đương nhiên sẽ không cự tuyệt, lập tức đổi chìa khóa xe với Trương Khác. Hắn kéo Tịch Nhược Lâm vào trong Mercedes-Benz, còn có Đồng Dược Hoa, Thi Tân Phi cũng đều ngồi vào trong xe Mercedes-Benz. Trương Khác cùng Đỗ Phi, Mông Nhạc thì lái xe Golf của Vương Hải Túc. Đồng Dược Hoa cùng Thi Tân Phi muốn làm bóng đèn, liền cùng nhau vào ngồi ghế sau của xe Mercedes-Benz, Đồng Dược Hoa thấy ghế sau xe có một xấp tài liệu liền nói. Ai bỏ đồ trên xe nè? Vương Hải Túc quay đầu lại nhìn thoáng qua, hắn vừa mới nghe Trương Khác nói đây là xe cấp cho Tổng Giám đốc Tập đoàn Cẩm Hồ, bên Kiến Nghiệp cũng chỉ có một chiếc, nghĩ thầm tài liệu không chừng là nhân vật quan trọng nào đó của Cẩm Hồ tại Kiến Nghiệp bỏ quên.
Vương Hải Thúc làm bộ vô ý quay đầu lại cầm lấy tài liệu trong tay Đổng Dược Hoa. Hắn hạ cửa kính xe xuống, nhìn bọn Trương Khác ở phía trước đã khởi động xe xuất phát, liền ném tài liệu lên chỗ đồng hồ đo trước mặt và nói. Đợi đến bệnh viện rồi đưa cho Trương Khác, Đỗ Phi giữ. Miệng mặc dù nói như vậy, nhưng một quyển tài liệu thiếu hứng thú như thế, đối với hắn lại có lực mê hoặc không đỡ được, đáng tiếc ba người Tịch Nhược Lâm, Đổng Dược Hoa, Thi Tân Phi đều ở trong xe, hắn cũng không thể mở ra xem một chút, không chừng bên trong chính là một phần tài liệu cơ mật ẩn chứa thương cơ vô hạn. Vương Hải Túc ở trên đường lái xe cố ý đi chậm chậm, khi chạy tới bệnh viện thì bọn Trương Khác đã vào trong tòa nhà rồi. Vương Hải Túc cầm tài liệu vứt trong xe cùng Tịch Nhược Lâm, Đổng Dược Hoa, Thi Tân Phi đi vào trong bệnh viện. Khi lên bậc thang, như nhớ tới cái gì, Vương Hải Túc nói với Tịch Nhược Lâm. Chúng ta tay không vào thăm không phải là không được tốt lắm sao? Hắn lại nói với Đổng Dược Hoa, Thi Tân Phi. Mọi người lên lầu đi, tôi cùng Nhược Lâm đi ra ngoài mua chút đồ. Cũng không đợi hai người Đổng Dược Hoa, Thi Tân Phi nói cái gì, liền kéo Tịch Nhược Lâm đi về bên hông phía đông bệnh viện, bên ngoài có mấy cửa hàng bán hoa, tiệm trái cây. Đi tới cổng bên hông, Vương Hải Túc sờ sờ túi quần, nói. À, anh để quên điện thoại trong xe rồi. Hắn liền đưa chìa khóa xe cho Tịch Nhược Lâm. Em đi giúp anh lấy điện thoại cái, chắc là để trên chỗ đồng hồ đo, anh đi ra ngoài mua giỏ trái cây, mọi người cứ chờ anh ở chỗ cầu thang, nhanh thôi. Chương 736, dễ dàng ngoài ý muốn. Tịch Nhược Lâm không nghi ngờ gì hắn, cầm chìa khóa xe đi đến bãi đỗ xe ở bên kia. Vương Hải Túc cầm tài liệu ra khỏi bệnh viện, quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy Tịch Nhược Lâm đã biến mất ở góc tường, hắn mới vội vã mở tài liệu ra, nhưng không biết trong cửa sổ trên lầu 8 có ba ánh mắt đang nhìn từng nhất cử nhất động của hắn. Trương Khắc xoay người lại, đứng dựa vào bệ cửa sổ, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười, nói với Đỗ Phi, Mông Nhạc. Tụi mày biết trong tài liệu đó chứa tư liệu gì không? Tư liệu gì? Đỗ Phi, Mông Nhạc nói. Mấy ngày trước phần tư liệu tao phát cho tụi mày xem, viên khu vườn ươm phần mềm là một hạng mục vườn rồi quyết định bỏ dở. Tao đem tư liệu tương quan chỉnh sửa một chút, liền thành một kế hoạch của viên khu sản nghiệp phần mềm đã được duyệt, tin tưởng vẫn khá đặc sắc. Thật hoài nghi trong thời gian ngắn như thế, hắn có thể xem được bao nhiêu. Mông Nhạc xoay người muốn đi, Trương Khác hỏi hắn. Mày đi đâu đấy? Người như thế không đáng để Nhược Lâm đi theo, Mông Nhạc nói. Đừng ngây thơ như vậy. Trương Khác gọi hắn lại. Mày tưởng đây là một thế giới đơn giản không phải là đen thì chính là trắng sao? Vương Hải Thúc không chống nổi mê hoặc lén xem tài liệu, hắn giới thiệu một ca ve cho thời học bân làm quen, lại rực dây em ca ve đó hẹn thời học bân đi ra ngoài chơi, muốn mượn thời học bân để tiếp cận chúng ta. Hắn là có ý đồ khác, hắn đang dở thủ đoạn. Nhưng những thứ này có thể đánh đồng với cảm tình hắn đang đùa với Tịch Nhược Lâm hả? Trương Khác không quản sắc mặt của Mông Nhạc có khó coi hay không, nói không nể mặt chút nào. Còn nữa, người như thế có đáng cho Tịch Nhược Lâm đi theo hay không, không phải là do mày quyết định. Nhưng, mày có thể nói hết chuyện này cho cổ biết. Mông Nhạc chưa bao giờ nghe ai nói qua với hắn như vậy, có phần khó tiếp thu được. Hắn đứng đó, xanh mặt không nói một lời. Trương Khác thấy bộ dạng này của Mông Nhạc. Nhún vai ngả hai tay cười với Đỗ Phi, cũng không nói gì thêm, liền đi về hướng phòng bệnh của thời học bân. Khi Trần Ninh rời bỏ mình, lúc đó cũng có một loại ý nghĩ rất mãnh liệt. Chỉ cần người đàn ông kia đáng để Trần Ninh đi theo, cũng thì thôi. Loại ý nghĩ này hiện tại ngẫm lại cũng thật là ngốc. Phòng bệnh của thời học bân ở lầu 6, Trương Khác cùng Mông Nhạc, Đỗ Phi đi vào phòng bệnh, Đổng Dược Hoa cùng Thi Tân Phi đã ở bên trong rồi. Đợi một hồi lâu thì Vương Hải Thúc cùng Tịch Nhược Lâm mới xách theo một giỏ trái cây đi lên. Tài liệu ở trong tay Tịch Nhược Lâm đưa tài liệu cho Trương Khác, nói. Thấy ở trong xe, không biết ai để quên trong đó. Để tôi đi gọi điện hỏi xem. Trương Khác cầm lấy tài liệu rồi đi đến góc phòng gọi điện thoại, khi trở lại tùy ý lật xem vài tờ, lại nói với Tịch Nhược Lâm. Không phải là thứ quan trọng gì đâu, một kế hoạch đã được duyệt giờ đã thành phế bỏ. Trước kia dự định tại phía Nam Hồ Yên Quy xây một viên khu sản nghiệp phần mềm. Trương Khác lại lật xem vài tờ, nhìn liếu một hồi không có kiên trì xem nữa, rồi đưa cho Vương Hải Thúc, nói. Lần trước lúc ăn cơm anh Vương có thảo luận tình huống phát triển sản nghiệp phần mềm ở quốc nội, có chút liên quan với cái này đây. Anh Vương có muốn cầm lấy xem không? Đợi lát nữa nhớ để lại trong xe là được. Vương Hải Thúc nhận lấy tài liệu, nghĩ thầm dễ dàng như vậy có thể xem được,
vừa rồi tốn công như vậy làm gì? Có vội vàng cũng không thể nghiêm túc thấy được cái gì. Hắn lật xem vài tờ, đoạn hỏi Trương Khác. Kế hoạch đã được duyệt này nhìn qua rất tốt mà. Vì sao vườn sồi phải hủy? Mỗi ngày vườn sồi không biết nhận được bao nhiêu kế hoạch thương nghiệp. Có nội bộ, có từ bên ngoài. Kế hoạch chân chính có thể xét duyệt thông qua luôn luôn rất ít. Ai biết kế hoạch này vì sao bị hủy? Có thể lớn quá không làm được, có thể không phù hợp với nhu cầu phát triển của bản thân Cẩm Hồ. Trương Khác nói. Anh lật đến phần cuối cùng xem đi, thông thường vài tờ cuối cùng sẽ có ý kiến xét duyệt. Nếu Trương Khác nói như vậy, Vương Hải Thúc cũng không khách khí, hắn kéo một cái ghế ngồi xuống lật xem. Đây là một phần kế hoạch tương đối hoàn chỉnh. Từ kế hoạch, con đường huy động vốn, ủng hộ kỹ thuật cùng nhân lực, ủng hộ của chính sách sản nghiệp quốc gia, xu thế phát triển kỹ thuật phần mềm, cùng tương lai thị trường, các phương diện đều trình bày rất tường tận. Vương Hải Thúc xem như nhân sĩ chuyên nghiệp. Đương nhiên rõ ràng đây là một phương án sản nghiệp phần mềm cực kỳ chuyên nghiệp, tính chỉ đạo rất mạnh. Về phần vườn sồi vì sao không tiếp nhận phương án này, trong phần ý kiến xét duyệt ở 4 trang cuối cùng, từ hoàn cảnh thị trường, tiêu chuẩn kỹ thuật phần mềm, cùng mức độ phù hợp với phát triển của bản thân Cẩm Hồ, các mặt đều đưa ra câu trả lời rõ ràng, phần kế hoạch này không thích hợp với Cẩm Hồ, phiêu lưu thị trường lại hơi lớn. Vương Hải Thúc không quản thị trường phiêu lưu lớn thế nào, một ý nghĩ đột nhiên xông thẳng vào trong đầu hắn. Cùng với để cho khoa học công nghệ Hải Thúc nửa chết nửa sống cũng không có phát triển gì, vì sao không liều một phen? Ai có thể chuyên nghiệp như Cẩm Hồ, có thể liếc mắt nhìn ra phiêu lưu trong đó. Lại nói Cẩm Hồ bỏ qua phần kế hoạch này, nhân tố chủ yếu vẫn là không phù hợp với lợi ích chủ thể của họ. Đáng tiếc không thể đem phần kế hoạch này về nhà, cũng không thể yêu cầu mang đi photocopy. Bọn Trương Khác hàn huyên với thời học bân ở trong phòng bệnh hết cả tiếng đồng hồ, liền muốn ra về. Vương Hải Thúc cũng chỉ phải trả lại liệu để cho Trương Khác bỏ lại trong xe. Vương Hải Thúc đưa Tịch Nhược Lâm, Đồng Dược Hoa, Thi Tân Phi trở về ngõ học phủ liền chạy xe thẳng tới nơi ở, một giây cũng không dám nán lại, rồi nhanh chóng viết lại một số nội dung mà hắn cố gắng ghi nhớ. Phần tài liệu này có thể ngày mai sẽ bị nhét vào một xó nào đó trong quỹ tài liệu của vườn rồi không ai chú ý đến. Vương Hải Thúc lại hiểu được phần tài liệu này quan trọng thế nào đối với mình. Trong phòng bệnh khi Vương Hải Thúc lật xem không chú ý tới phải thu liễm ánh mắt hưng phấn một chút, Trương Khác tự nhiên cũng nhìn thấu hết những chi tiết này. Rời khỏi bệnh viện, Trương Khác cùng Đỗ Phi, Mông Nhạc không về trường học mà đậu xe bên bờ hồ, đóng cửa sổ xe, lắng nghe tiếng gió bắc thổi vù vù ở bên ngoài. Mày đang nghĩ gì vậy? Trương Khác quay đầu hỏi Mông Nhạc. Thấy mày cả đêm buồn bực không nói tiếng nào, có đi khuyên Tịch Học tỷ cách xa Vương Hải Thúc một chút không? Ở trong bệnh viện. Thấy mày cùng Tịch Học tỷ từng cùng đi ra ngoài. Không có, nói không nên lời, sau này chắc cổ sẽ hiểu thôi. Mông Nhạc lắc đầu, lại hỏi. Mày muốn lợi dụng Vương Hải Thúc làm cái gì? Vấn đề này tao suy nghĩ mãi mà không ra. Tiết lộ phần tài liệu kia cho hắn, mày hy vọng hắn cầm phần tài liệu kia làm cái gì? Mông Nhạc cho dù hiểu được Trương Khác, Đỗ Phi có quan hệ rất mật thiết với Cẩm Hồ, với thế kỷ Cẩm Hồ, nhưng loại quan hệ mật thiết này nhìn qua quá quái dị. Trên người Trương Khác có rất nhiều bí ẩn, nguyên nhân chính là vì có rất nhiều bí ẩn cùng khó hiểu, mới khiến người ta xa cách cùng xa lạ với y. Chương 737, gặp gỡ bất ngờ. Cẩm Hồ quật khởi thời gian rất ngắn, cũng đã hơn 3 năm rồi, tao cùng với Đỗ Phi đều tham dự cũng như chứng kiến sự quật khởi của Cẩm Hồ, có thể mức độ tao tham dự vào hơi sâu một chút, cho nên trong tập đoàn Cẩm Hồ tao có một chút địa vị. Trương Khác cười giải thích. Cẩm Hồ phát triển tại kiến nghiệp gặp một số trở lực. Tao hy vọng thông qua một người không có liên quan gì đến Cẩm Hồ như Vương Hải Thúc tung ra một kế hoạch sản nghiệp nhìn như to lớn, nhìn qua có thể đối kháng với kế hoạch vườn sồi của Cẩm Hồ, đều hấp dẫn đi lực chú ý của trợ lực này. Đáp án chính là đơn giản như vậy. Vương Hải Thúc dùng hết thủ đoạn luồn cúi, chẳng qua là muốn trở thành người đứng trên mọi người. Điều này đối với hắn, có thể là một kỳ ngộ cũng nói không chừng. Đương nhiên, không chừng đi một bước nữa chính là vực sâu vạn trượng, tất cả đều quyết định bởi bản thân Vương Hải Thúc. Có phải mày nói, mày là một trong những người sáng lập của Cẩm Hồ? Mông Nhạc sững sờ không hiểu được muốn nói gì cho phải. Trong lời nói của Trương Khác hắn có thể nghe ra tầng ý tứ này, chỉ khó có thể tiêu hóa mà thôi. Rất nhiều sư huynh sư tỷ của Đại học Đông Hải tốt nghiệp đều hy vọng có thể đi vào Cẩm Hồ làm việc, bởi vì tiền lương dành cho sinh viên tốt nghiệp thuộc khóa này của Cẩm Hồ cao nhất vượt quá 10.000. Mông Nhạc biết anh họ của Trương Khác là trợ lý tổng giám đốc của thế kỷ Cẩm Hồ. Biết chú của y là đại cổ đông của thế kỷ Cẩm Hồ,
biết thế kỷ Cẩm Hồ cùng Cẩm Hồ nghe tên thì có liên quan nhất định. Nhưng cho dù Trương Khác nói ba hoặc mẹ y là chủ tịch, tổng giám đốc của tập đoàn Cẩm Hồ, đều làm cho hắn dễ tiếp thu hơn so với tin tức này. Cũng có thể nói là như vậy, Trương Khác thẳng thắn trả lời Mông Nhạc. Đỗ Phi hai tay ôm gáy, nhìn hồ nước dưới bóng đêm ngoài của sổ xe, trong lòng nghĩ, có thể thêm vào, một trong, làm cho Mông Nhạc càng dễ tiếp thu hơn. Vào ngày sinh nhật 21 tuổi của Hồ Kim Tinh, Vương Hải Thúc bỏ tiền bao một gian phòng yến hội ở Hilton để cho Hồ Kim Tinh mời bạn học, bạn bè cùng qua đó chúc mừng sinh nhật hắn. Vương Hải Thúc biết là đại tử hội Hilton cùng một ngày đó cử hành tiệc rượu hữu nghị giữa các xí nghiệp trong TP, kiến nghiệp, phó thị trưởng thường vụ Hồ Tôn Khánh cũng đáp ứng lời mời tham gia. Khi yến hội gần kết thúc, mọi người sắp chuyển đến một hộp đêm khác để tiếp tục hoan ca chè chén, Vương Hải Thúc cực lực khống chế không để lộ ra tâm tình thất vọng, lúc này thì Hồ Tôn Khánh sắc mặt đỏ hồng, người toàn mùi rượu mới khoan thai đi đến, theo Hồ Tôn Khánh đến đây còn có một vị khách không mời mà đến, chính là Tổng Giám đốc Lâm Tuyết của tập đoàn Địa ốc Tinh Điển. Khi Vương Hải Thúc mới nhìn thấy Lâm Tuyết còn tưởng là tình nhân của Hồ Tôn Khánh. Đương nhiên, hắn biết Hồ Tôn Khánh không thể dẫn theo tình nhân đến tham dự tiệc rượu hữu nghị giữa các xí nghiệp gia, cũng không thể dẫn theo tình nhân đến tham dự yến hội mừng sinh nhật của cháu hắn có mặt các bạn học, bạn bè. Hắn nghĩ không ra thân phận của Lâm Tuyết. Tỉ mỉ trang phục qua Lâm Tuyết trông đặc biệt xinh đẹp, ánh mắt màu tím nhạt dưới đôi lông mi thật dài, khiến người như bị chìm vào trong. Sau khi vào nhà cô cởi áo khoác, lộ ra body khêu gợi trong bộ y phục bó sát người bằng chỉ thêu, hông thắt đai lưng màu nâu có gắn hột xoàn thủy tinh, đôi giày da gót cao màu hồng, bộ ngực nở nang đứng vững như ngọn núi. Trong yến hội, ngoại trừ Vương Hải Thúc đều là tiểu thanh niên tuổi tác không khác Hồ Kim Tinh bao nhiêu, thấy được phụ nữ xinh đẹp quyến rũ như Lâm Tuyết, đều nhịn không được miệng khát lưỡi khô, cực lực khống chế không đi nuốt nước bọt. Cô gái cả đêm tỏa sáng bên Hồ Kim Tinh, sau sự có mặt của Lâm Tuyết liền lập tức có vẻ ngây ngô rồi. Xin chào thị trưởng Hồ, tôi là bạn của Kim Tinh, Vương Hải Thúc. Ánh mắt của Vương Hải Thúc ngừng lại trên khuôn mặt yêu mị của Lâm Tuyết trong thời gian một cái chớp mắt, hắn hiểu được Hồ Tôn Khánh mới cần phải là tiêu điểm nhận được quan tâm. Hồ Tôn Khánh đương nhiên hiểu được mỗi một người cố gắng tiếp cận với cháu hắn đều mang theo một số dụng tâm không thể cho ai biết. Hồ Tôn Khánh cũng không bài xích những người này, then chốt phải xem những người này có đủ thông minh hay không. Hồ Tôn Khánh nhìn một chút Vương Hải Thúc trong bộ dạng hào hoa phong nhã, đeo cặp kính màu xám bạc, hắn hơi gật đầu, tính là chào hỏi qua, cũng không nhìn động tác cấp bách muốn móc ra danh thiếp của Vương Hải Thúc. Động tác Vương Hải Thúc móc ra danh thiếp cũng không dừng lại. Hắn đoán được nữ nhân yêu mị theo Hồ Tôn Khánh rất có khả năng chính là khách quý đáp ứng lời mời tham gia tiệc rượu hữu nghị giữa các xí nghiệp gia ở dưới lầu. Vương Hải Thúc lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Lâm Tuyết. Tệ nhân Vương Hải Thúc. Công ty hữu hạn khoa học công nghệ Hải Thúc. Lâm Tuyết suy nghĩ một hồi, không nhớ tới nghe nói qua công ty này, cô cũng vứt bỏ cố gắng. Nhưng danh hiệu phía dưới nhìn qua rất dọa người, quản lý hiệp hội hành nghiệp phần mềm tỉnh Đông Hải, cô cười duyên nói. Có hiệp hội này sao, sao tôi chưa từng nghe nói qua. Dưới ánh mắt ngả ngớn của Lâm Tuyết, Vương Hải Thúc đỏ mặt, cũng may Lâm Tuyết không có ý truy tường tận, cô chỉ xoay người lại nói với Hồ Kim Tinh. Sinh nhật Kim Tinh mời nhiều bạn bè như vậy, nhưng lại quên đi chị rồi, lẽ nào ngại chị Lâm hoa tàn ít bướm không xứng chơi chung với đám thanh niên sao? Từ trong túi sách Lâm Tuyết lấy ra một cái hộp nhỏ được đóng gói tinh xảo. Chị Lâm cũng không quên ngày hôm nay là sinh nhật của cậu đâu. Cô đặt cái hộp vào trong tay Hồ Kim Tinh, nói, sinh nhật vui vẻ, rồi đưa tay sờ lên gương mặt nhẵn bóng của cô gái đang ngồi ôm lấy Hồ Kim Tinh, cười phóng túng. Lại đổi bạn gái rồi hả? Bé này rất xinh đẹp, tuổi nhỏ thật có diễm phúc. Giọng nói yêu kiều, cũng không quên vứt mị nhãn cho một thanh niên huyết khí phương cương khoảng 20 tuổi khác đang ngồi. Thiệu Bân, Trần Dũng những người này đâu chịu được câu dẫn như vậy, đều né tránh đi ánh mắt, chỉ thỉnh thoảng trộm ngắm đôi tuyết lê đồ sộ, cùng cặp mông khẽ lắc lư khi nói của Lâm Tuyết. Thấy một màn như vậy, Vương Hải Thúc không khỏi nhớ tới Địch Đan Thanh quen khi nhập học khóa MBA mùa xuân. Phụ nữ như vậy mới có thể nói là vưu vật có vẻ đẹp điên đảo chúng sinh. Đương nhiên, Vương Hải Thúc còn chưa đến mức dại gái đến đánh mất cả tâm hồn, quên đi mục đích đêm nay là cùng Hồ Tôn Khánh thân cận, sau đó tìm một thời cơ thích hợp đưa phương án hoàn chỉnh của viên khu sản nghiệp phần mềm, rồi tường tận nói cho Hồ Tôn Khánh. Về phương án của viên khu sản nghiệp phần mềm hắn đều đã lần lượt theo sát Hồ Kim Tinh quán thâu qua, chỉ là vẫn không đạt được phản hồi gì. Cũng không rõ lắm Hồ Kim Tinh tới cùng có nói qua với Hồ Tôn Khánh việc này hay không.
Hồ Tôn Khánh chỉ đến một lát rồi rời khỏi, Lâm Tuyết thì không có đi vội vã, còn đi cùng với họ đến hộp đêm sẽ thả hát karaoke. Điều này làm cho Vương Hải Túc rất ngoài ý muốn, cho dù không phải là tình nhân, Hồ Tôn Khánh sẽ bỏ qua một vưu vật như vậy không ăn sao. Chương 738, ăn thịt không nhè xương. Hồ Kim Tinh lại chủ động giới thiệu thân phận của Lâm Tuyết cho mọi người, Hải Túc mới biết thì ra cô là tổng giám đốc của tập đoàn Địa Ốc Tinh Điển. Vương Hải Túc giật mình, hắn đều nghe nói ông chủ của Địa Ốc Tinh Điển, một trong 10 tập đoàn địa ốc dân doanh lớn nhất TP, kiến nghiệp là một mỹ nữ mánh khóe thông thiên, thật không ngờ lại người phụ nữ trước mắt. Chơi cho đến hừng đông, sau khi đưa Hồ Kim Tinh cùng nhóm bạn của hắn ra về, cuối cùng Hải Túc mới lái xe một mình rời đi, trong đầu còn lởn vởn dung nhan xinh đẹp của Lâm Tuyết. Hắn có chút miệng khát lưỡi khô, nghĩ có nên kiếm một em ca ve ở ven đường mang đến khách sạn phát tiết một chút không. Lúc này điện thoại di động của hắn vang lên, Vương Hải Túc cầm lấy xem, phát hiện là một dãy số xa lạ. Giám đốc Vương lái xe thích nhìn cảnh đêm ven đường sao, hay là đang nhìn hoa dại ven đường? Giọng nói mê hồn của Lâm Tuyết từ trong điện thoại di động truyền ra làm cho Vương Hải Túc giật mình, hắn ép xe lên hàng đá bọc vỉa hè, hơi khống chế không được tay lái. Thiếu chút nữa va phải một em gái đứng đường, vì trời lạnh mà mặc áo lông nhưng lộ ra bắp đùi trong cặp vớ chân mắt lưới. Vương Hải Thúc sợ đến toát mồ hôi lạnh, vội dừng xe lại nghe thấy trong điện thoại di động truyền ra tiếng cười phóng túng, trông có vẻ hả hê. Còn nghe được tiếng mắng chửi với của cô gái đứng đường mới hết hoảng hồn đang đi xa. Đủ mẹ, tìm gái mà muốn gian thi hả? Vương Hải Thúc thấy một chiếc BMW dừng lại bên trái, cửa sổ xe hạ xuống. Lộ ra khuôn mặt như yêu nghiệt của Lâm Tuyết. Nhìn anh bây giờ, tôi sẽ kìm lòng không đậu nhớ tới bản thân mình 5 năm trước. Lâm Tuyết nói, phương án viên khu sản nghiệp phần mềm, tôi có nghe Hồ Thị trưởng nói qua rồi, rất tốt. Đáng tiếc không có quý nhân tương trợ, giám đốc Phương Anh có hoài bão cũng không có đất mà thi triển. Vương Hải Túc mừng đến nỗi không tự kìm hãm được, hắn cho rằng còn phải hao tổn tâm cơ luồn cúi mới có thể đạt được tín nhiệm của Hồ Tôn Khánh. Nhưng không nghĩ đến người khác cũng đang cực khổ tìm kiếm con mồi, loại chuyện này vốn nên ăn nhịp với nhau. Trước đó Vương Hải Thúc còn lo lắng Hồ Tôn Khánh không đủ ánh mắt, không đủ khí phách nữa chứ. Lâm Tuyết châm một điếu thuốc, dưới ánh đèn đường phun ra một ngụm khói như một tầng lụa mỏng, cô mới chậm rãi nói. Anh chuẩn bị 2 phần hợp đồng để chống chuyển nhượng cổ phần của khoa học công nghệ Hải Thúc, ngày mai mang theo phần kế hoạch hoàn chỉnh của viên khu sản nghiệp phần mềm đến địa ốc tinh điển tìm tôi. Tôi phải chuyển nhượng bao nhiêu cổ phần? Vương Hải Túc không nghĩ tới sẽ đến dễ dàng như vậy, nhịn không được mở miệng hỏi. Tôi muốn 40%, thị trưởng Hồ muốn 30%, anh có ý kiến gì? Đủ má, Vương Hải Túc trong lòng thầm mắng, đều nói có một số người ăn thịt không nhè xương, không nghĩ tới Lâm Tuyết phát chảy ra nước, mở miệng đã muốn 7 phần cổ phần của City Hải Túc. Hồ Tôn Khánh cầm 3 phần, Vương Hải Túc đã có chuẩn bị tâm lý. Nhưng đột nhiên lòi ra một Lâm Tuyết không ngờ muốn chiếm 4 phần, còn nhiều hơn Hồ Tôn Khánh 1 phần, Vương Hải Túc liền có chút do dự. Anh có nghi vấn gì sao? Lâm Tuyết yêu nhã bắn tàn thuốc ra ngoài cửa sổ xe, ánh mắt kiều mị lúc này lại tỏa ra vẻ lạnh lẽo. Một phụ nữ nhìn qua hiểu điệu như Lâm Tuyết, trong tay lại sở hữu Địa Ốc Tinh Điển, một trong 10 công ty địa ốc dân doanh lớn nhất kiến nghiệp, tự nhiên không phải là nhân vật đơn giản, Vương Hải Túc vẫn biết rõ điểm này. Mặc dù Vương Hải Túc có nghi vấn đối với việc phân phối lợi ích như vậy, đối phương chưa có biểu thị gì, lại muốn mình lập tức dâng lên công ty mà mình khổ tâm kinh doanh hết 2 năm. Nhưng hắn hiểu được mình không có tư cách nghi vấn, hắn thậm chí ngay cả điện thoại liên hệ của Hồ Tôn Khánh cũng không có một cuộc. Nhân sinh có lẽ phải đánh cược vào một lần này. Tuyết thản nhiên tự đắc mà hút thuốc, cũng chưa nói mời Vương Hải Túc hút một điếu. Được, ngày mai tôi sẽ mang theo hợp đồng đến City Tinh Điển tìm cô. Nhân sinh hiếm khi được đánh cược lần, chắc hẳn đại nhân vật như giám đốc Lâm đây cũng sẽ không khi dễ những kẻ vô danh tiểu tốt như tôi. Vương Hải Túc không do dự bao lâu, dứt khoát kiên quyết hạ quyết tâm. Vậy ngày mai tôi chờ anh ở công ty. Lâm Tuyết bắn đi mẩu thuốc lá còn lại, rồi phân phó tài xế lái xe, BMW khởi động, cửa sổ xe từ từ đóng lại. Nhìn bóng xe biến mất ở dưới đèn đường xa xa, Vương Hải Túc cũng không biết vừa rồi làm ra quyết định tới cùng là đúng hay sai. Vừa rồi ở trước mắt một phụ nữ sẽ làm toàn bộ đàn ông đều sẽ sản sinh dục vọng, hắn lại cảm nhận được áp lực chưa bao giờ có. Vương Hải Túc làm cho bản thân thoáng bình tĩnh hơn, dục vọng trong lòng đã triệt để nguội lạnh, hắn lẩm bẩm. Thà chết dưới hoa, thành quỷ cũng phong lưu, cho dù bị em này hãm hại cũng không oan.
lúc này hắn chỉ có thể an ủi bản thân như thế. Ngày hôm nay mới hiểu được cái gì gọi là phong tao tận xương, nếu được chơi em này một đêm, thật nguyện ý giảm thọ 10 năm. Trương Khắc xem tài liệu, phản hồi email, đến đêm khuya mới đi ra ngoài, vừa đi thuận tiện kéo theo Đỗ Phi, Mông Nhạc ra ngoài ăn khuya, lại tiện thể đến 1978 đón Tôn Tĩnh Mông trở về. Khi đi tới lầu 2 tiệm Internet, nghe trong khu buôn bán có hai khách chơi đêm đang mặt mày hớn hở nói chuyện về gái, Trương Khắc nghiêng đầu nhìn thoáng qua, có chút ấn tượng, là hai cán bộ sinh viên của hội sinh viên. Ngày hôm nay Vương Hải Thúc tại khách sạn Hilton bao một phòng yến hội chúc mừng sinh nhật Hồ Kim Tinh, có mời một số bạn bè trong hội sinh viên. Trương Khắc biết chuyện này, y còn biết ngày hôm nay Hồ Tôn Khánh sẽ tham dự tiệc rượu hữu nghị giữa các xí nghiệp gia cử hành tại Hilton, trong lòng nghĩ, Vương Hải Thúc đúng là biết luồn cúi, nữ nhân phong tao tận xương mà họ đang bàn luận là Lâm Tuyết. Trương Khắc không có tâm tình đứng nghe trộm hai người này khoác lác về mỹ nữ rắn rết Lâm Tuyết, y qua đây tìm Đỗ Phi, Mông Nhạc đi ăn khuya. Trong ngõ có một quán thịt dê, tiệm ăn đã kết thúc kinh doanh từ lâu, hàng thịt nướng kebab trước cửa tiệm thì đến hừng đông mới thu dọn. Nghe tiếng mỡ dê tí tách trong lòng than đỏ rực, Đỗ Phi chạy tới cửa hàng tạp hóa bên cạnh mua bia. Ăn khuya có thịt nướng kebab với bia cũng không tệ. Lâm Tuyết cùng Hồ Tôn Khánh đồng thời xuất hiện trên tiệc sinh nhật Vương Hải Thúc tổ chức cho Hồ Kim Tinh, rất có khả năng nữ nhân rắn rết này cũng muốn chen vào một chân. Trương Khắc lại không nghĩ đến Lâm Tuyết sẽ chen chân vào nhanh như vậy. Nhớ tới Lâm Tuyết, Trương Khắc liền nghĩ tới nhân vật núp phía sau Lâm Tuyết, người giữ chức vị phó chủ nhiệm kế ủy quốc gia, Cát Kiến Đức. Cát Kiến Đức còn kiêm nhiệm tổ trưởng tổ phát triển sản nghiệp điện tử thông tin kế ủy quốc gia, một chức vụ hết sức quan trọng. Chương 739, Cát Kiến Đức là ai? Ngồi trên bậc thang dưới ánh đèn đường, ăn thịt nướng kebab đẫm dầu, uống L, on bia sinh thao, Trương Khắc giới thiệu cho Mông Nhạc, Đỗ Phi một số bối cảnh chính sách của sản nghiệp phần mềm quốc nội trước mắt. Nói từ ý nghĩa nào đó, viên khu sản nghiệp phần mềm hẳn là thuộc về hạng mục địa ốc thương nghiệp, thông qua xây dựng khu vực sản nghiệp, hấp dẫn đông đảo xí nghiệp công nghệ cao lại với nhau, để thực hiện chuyên sâu về hiệu quả và lợi ích, thể hiện hiệu ứng vườn ươm của xí nghiệp công nghệ cao, làm cho các nhà đầu tư cùng nhà quản lý của viên khu, có thể theo đuổi hiệu quả và lợi ích lâu dài. Loại hình thức thương nghiệp này tại nước ngoài đã có tiền lệ thành công tương đối phổ biến. Cho dù hoàn cảnh thương nghiệp phần mềm của quốc nội còn chưa đủ lý tưởng, nhưng bởi chính sách bảo hộ của một số sản nghiệp đặc biệt, tại phân khúc thị trường còn có tương lai rất sáng sủa, chỉ cần chân chính làm tốt công tác, khống chế tốt quy mô, cũng có thể đạt được một mảng sự nghiệp. Cho dù việc mở lớp mạng máy tính rất bề bộn, tao cũng dành chút thời gian nghiêm túc nghiên cứu qua phần tư liệu đó. Nói thật, tao thật sự có chút lo lắng Vương Hải Thúc căn cứ vào phần kế hoạch đó có thể làm ra một mảng sự nghiệp. Như vậy chẳng phải sẽ rất khó coi. Đỗ Phi nằm thẳng trên bãi cỏ, uống một ngụm bia. Có cái gì mà khó coi? Chẳng lẽ nhất định phải thấy được Vương Hải Thúc thân bại danh liệt thì mới cao hứng? Tao cũng đâu có ân oán gì với hắn. Trương Khắc cầm L, on bia cạn với Đỗ Phi một cái rồi uống một ngụm, còn liếc nhìn Mông Nhạc. Thành lập nhà xưởng phần mềm, trung tâm nghiên cứu phát triển cùng kiểm tra phần mềm, trung tâm giao lưu học thuật đối ngoại, thành lập công ty hữu hạn cổ phần phần mềm. Lấy phương thức nhập cổ phần tài sản vô hình dẫn vào sở nghiên cứu phần mềm của Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc, cùng các trường đại học thành lập cơ chế liên hợp nghiên cứu phát triển cùng bồi dưỡng nhân tài. Trước tiên dựng lên viên khu sản nghiệp phần mềm với bộ khung cơ sở như vậy, sau đó lại lần lượt tiến cử từng xí nghiệp phần mềm vào trong viên khu. Mông Nhạc quay đầu hỏi Trương Khắc. Phần kế hoạch này, dù sao tao cũng là người tài sơ học thiền, thật sự nhìn không ra một chút thiếu sót trong đó, thể nói không hề tì vết. Tao khó hiểu là, vì sao bản thân Cẩm Hồ không đi làm? Đừng có đơn giản phân tán tài nguyên hữu hạn, tài nguyên mà Cẩm Hồ khan hiếm nhất là nhân viên quản lý cùng nghiên cứu phát triển chung cao cấp, Cẩm Hồ sẽ không vì một hạng mục không quan hệ tới phương hướng chủ thể mà phân tán những tài nguyên khan hiếm này. Nói đủ dụng tâm hiểm ác thì, nếu trên con đường Vương Hải Thúc làm viên khu sản nghiệp phần mềm gặp khó khăn, bởi vì hạng mục viên khu sản nghiệp phần mềm mà tụ tập được một số nhân lực cùng tài nguyên kỹ thuật, Cẩm Hồ sẽ rất cao hứng tiếp thu. Trương Khắc mỉm cười nói, bất kể là công thành danh toại hay là thân bại danh liệt, đều nằm trong lựa chọn của bản thân Vương Hải Thúc. Ở trong mắt Trương Khắc, Vương Hải Thúc chẳng qua là một quân cờ mà thôi, dùng quân cờ này cũng không phải muốn đạt được mục đích không thể cho ai biết gì, về phần Vương Hải Thúc là phúc hay họa thì hoàn toàn dựa vào tạo hóa cá nhân hắn. Trương Khắc nói như vậy, trong lòng lại nghĩ, phần kế hoạch này một khi cuốn cả Hồ Tôn Khánh, Lâm Tuyết, Cát Kiến Đức vào trong,
thậm chí còn khả năng cuốn theo cả nhân vật cứng cỏi như Tiêu Minh Kiến, cục diện tới cùng sẽ phát triển theo phương hướng nào, nó quả thật khiến người chờ mong. Tuy nhiên như vậy cũng tốt, ném một khúc xương cho họ gặm, cũng có thể không cần nhìn chằm chằm vào Cẩm Hồ mà sủa inh lên nữa. Lâm Tuyết không biết nhiều lắm đối với hiện trạng phát triển của sản nghiệp phần mềm của quốc nội, dù sao cô ta không phải là nhân sĩ chuyên nghiệp, nhưng cô từ chỗ Hồ Tôn Khánh nghe được miêu tả thô sơ giản lược về hạng mục viên khu sản nghiệp phần mềm, liền thấy được trong hạng mục này có một loại tài nguyên khiến cô cực kỳ khát vọng, đó chính là đất. Căn cứ vào chính sách giúp đỡ của quốc nội đối với các sản nghiệp kỹ thuật cao tân của sản nghiệp phần mềm, xây lên một khu sản nghiệp phần mềm như thế, có thể lấy giá rẻ, thậm chí không ràng buộc từ trong tay chính phủ nhận được đại lượng đất dùng để kiến thiết viên khu. Cẩm Hồ khởi động kế hoạch vườn sồi, làm viên khu sáng nghiệp, bí thư thành ủy La Quân sảng khoái vung tay, đem xưởng in nhuộm Lệ Phong còn có một nhà xưởng tẩy nhuộm bên cạnh cùng đất đai lấy nửa giá bán cho Cẩm Hồ, ai cũng không thể đưa ra một số lời nói phản đối. Cẩm Hồ có thể làm như thế, Tinh Điển vì sao không thể làm như thế? Trước tiên lấy danh nghĩa của viên khu sản nghiệp phần mềm giành được đất đai, sau đó chậm rãi nghĩ biện pháp chia cắt khu đất này chuyển rời đến trong tay địa ốc Tinh Điển, rồi dùng cho con đường khác. Đây mới là nguyên nhân căn bản mà ngày hôm qua Lâm Tuyết khẩn cấp chủ động tìm Vương Hải Túc. Sáng sớm, Vương Hải Túc liền cầm hai phần hợp đồng bỏ trống chuyển nhượng cổ phần của công ty khoa học công nghệ Hải Túc cùng hắn bản kế hoạch hoàn chỉnh của viên khu sản nghiệp phần mềm đi tới địa ốc Tinh Điển tìm Lâm Tuyết. Mặc dù Vương Hải Túc rất dụng tâm đem một số yếu điểm trong phần kế hoạch đều nói cho Hồ Kim Tinh nghe, nhưng trải qua lời tường thuật của hai nhân sĩ phi chuyên nghiệp Hồ Kim Tinh, Hồ Tôn Khánh, Lâm Tuyết nghe được bản kế hoạch này ít nhiều có chút cảm giác hoàn toàn khác hẳn. Ngày hôm nay mới là lần đầu tiên Lâm Tuyết thấy được bản kế hoạch hoàn chỉnh này. Lúc đầu Lâm Tuyết là rất tùy ý lật xem, tùy ý vừa xem, vừa lấy móng tay quệt môi lơ đãng câu dẫn Vương Hải Túc, cô vẫn có chút hứng thú đối với loại phần tử trí thức như tiến sĩ, giảng viên trường đại học. Rất nhanh, Lâm Tuyết liền bị bản kế hoạch với cơ cấu rộng lớn, lập ý cao xa hấp dẫn, cho dù xem như một người ngoài nghề Lâm Tuyết cũng có thể nhìn ra giá trị của bản kế hoạch này, ánh mắt nhìn Vương Hải Túc không khỏi thu đi ý vị lẳng lơ. Trình độ của bản kế hoạch này có trình độ thế nào? Sẽ có nhân sĩ càng chuyên nghiệp đưa ra nhận xét. Lâm Tuyết giơ lên bản kế hoạch trong tay hướng về Vương Hải Túc đang ngồi trên ghế sofa đối diện. Vương Hải Túc còn tưởng rằng Lâm Tuyết muốn cùng hắn đàm luận về bản kế hoạch, vội vàng đứng lên đi tới trước bàn công tác. Lâm Tuyết đang viết ra tên một người trên giấy, một số điện thoại Bắc Kinh, cũng không ngại để cho Vương Hải Túc thấy được. Sau đó gọi điện thoại thông báo cho trợ lý của cô đi vào, giao cho trợ lý bản báo cáo và tờ giấy. Lập tức fax bản tư liệu này đến Bắc Kinh. Cát Kiến Đức, Vương Hải Túc cảm thấy tên người ghi trên tờ giấy rất quen, nhưng nhất thời nhớ không nổi là ai. Lâm Tuyết cười, không để ý tới sự nghi hoặc của Vương Hải Túc, liền gọi điện thoại cho Cát Kiến Đức. Bản kế hoạch hoàn chỉnh em đã fax qua cho anh rồi. Trước đó Hồ Tôn Khánh nói rất không hoàn chỉnh, anh giúp em xem hoàn chỉnh giúp nhé. Chương 740, Bố Cục. Giá trị của bản kế hoạch này Lâm Tuyết còn nhận thức chưa hoàn toàn. Thân là tổ trưởng tổ phát triển sản nghiệp điện tử thông tin kế ủy quốc gia, Cát Kiến Đức có thể thấy được càng nhiều thứ hơn. Sau khi Cát Kiến Đức thấy được bản kế hoạch hoàn chỉnh mà Lâm Tuyết fax qua cho hắn, lập tức gọi điện thoại nói. Hiện tại em cần phải làm hai việc, một là dựa theo những gì thương lượng trước đó, địa ốc Tinh Điển phải khống chế cổ phần của khoa học công nghệ Hải Túc, thứ hai chính là nghĩ biện pháp tận khả năng tăng cường khoa học công nghệ Hải Túc, chí ít phải cho khoa học công nghệ Hải Túc biểu hiện ra trông sáng sủa hơn. Mặt khác, bản kế hoạch phải chỉnh sửa một chút, vườn sồi chiếm diện tích đất phải 800 mẫu, viên khu sản nghiệp phần mềm ít nhất cũng phải 1.000 mẫu, 300 mẫu thì bố cục quá nhỏ. Trong tương lai phát triển, phải sửa chữa mấy số liệu, thời gian hoàn thành từ 6 đến 8 năm rút ngắn còn 4 đến 6 năm. Sau khi toàn diện hoàn thành tổng cộng đầu tư 1 tỷ đổi thành tổng đầu tư 3 tỷ, kéo theo kinh tế địa phương 8 tỷ sửa thành kéo theo kinh tế địa phương 24 tỷ. Quy mô phần mềm hàng năm 800 triệu sửa thành 2.4 tỷ, một số chi tiết khác em bảo cái người của khoa học công nghệ Hải Túc sửa chữa. Tên đó có thể chỉnh ra thứ này, vẫn là có chút khả năng. Lâm Tuyết một mặt ghi lại số liệu phải sửa chữa, một mặt nghiêng đầu nhìn Vương Hải Túc, quay về điện thoại cười một tiếng. Người ta là tiến sĩ của Đại học Đông Hải đó nha. Vương Hải Túc bị ánh mắt nóng bỏng của Lâm Tuyết làm cho tim đập thình thịch, hắn còn chưa nhớ ra Cát Kiến Đức là ai. Nhưng có thể đoán ra là một nhân vật rất quan trọng, bằng không thì hắn cũng sẽ không cảm thấy quen thuộc như thế.
Bên đầu kia điện thoại Cát Kiến Đức cũng không biết Phương Hải Thúc đang ở trong phòng làm việc của Lâm Tuyết, hắn nói tiếp. Trong TP, Kiến Nghiệp có Hồ Tôn Khánh, trong tỉnh Đông Hải, anh kiến nghị em đi tìm Phó tỉnh trưởng Lục Tân Hoa, anh ta phụ trách đại cục vĩ mô về phát triển sản nghiệp kỹ thuật điện tử thông tin của tỉnh Đông Hải. Sau khi em sửa chữa thì đem bản kế hoạch cho anh ta xem. Trước khi em đi tìm Lục Tân Hoa, anh sẽ gọi điện thoại cho anh ta trước. Lâm Tuyết viết xuống, Lục Tân Hoa, trên tờ giấy, lại ngẩng đầu nhìn Vương Hải Thúc một cái, rồi đưa tờ giấy cho hắn xem. Thấy được cái tên Lục Tân Hoa xuất hiện trên tờ giấy, Vương Hải Thúc đột nhiên tim nhảy thoát một cái, trong nháy mắt đó suýt nữa phải ngừng đập. Vương Hải Thúc đồng thời nhớ tới Cát Kiến Đức là ai rồi, biết từ nay về sau mình thật sự đã nhảy lên nhánh Ngô Đồng, biến thành Phượng Hoàng rồi. Phải biết rằng nhân vật phía sau địa ốc tinh điển mạnh như vậy, không cần Lâm Tuyết nhắc tới, Vương Hải Thúc đều sẽ chủ động nhượng lại 40% cổ phần của City Hải Thúc, mặc dù hiểu được Lâm Tuyết chẳng qua là lợi dụng hắn, đem hắn trở thành công cụ để nghiệp quan cấu kết kiếm trác, nhưng hắn cam tâm tình nguyện, chí ít hắn còn giữ lại 30% cổ phần của City Hải Thúc. Để cho bọn họ làm viên khu sản nghiệp phần mềm này, lợi ích trước mặt chính là dành cho Tiêu Minh Kiến, Hồ Tôn Khánh một công trình chiến tích có thể đối kháng cùng La Quân, Vương Duy Quân, có thể khôi phục cân đối nhất định cho TP, Kiến Nghiệp, lấy cái này để suy yếu khả năng oán hận cùng lực chú ý ngày càng tăng lên Cẩm Hồ. Hứa Hồng Bá dùng ba ngón tay nhón một quân trắng khẽ đặt lên bàn cờ bằng gỗ thu, khuôn mặt gầy guộc, để tóc ngắn, hai mắt lấp lánh có thần, liếc mắt nhìn như có thể nhìn thấu nội tâm của người đối diện. Bằng không thì, La Quân thăng chức chạy đi xa, Cẩm Hồ luôn luôn phải chịu chút phiền phức. Trương Khắc nắm mấy quân đen trong lòng bàn tay, y mở tay ra, như đang nhìn quân đen trong lòng bàn tay, cũng như đang nhìn quân cờ trên bàn, nói. Đúng vậy, đây là việc mà cháu vẫn đang lo lắng. Trong bộ ủy, Cẩm Hồ đã rất không nhận được yêu thích rồi, nếu không có sự ủng hộ mạnh mẽ trên địa phương, con đường tương lai sẽ càng thêm khúc chiết. Tân Quang đang triển khai công tác doanh lâm gây rừng ở trong tỉnh, doanh lâm ở Giang Nam cũng không phải nói có thể triển khai liền lập tức có thể triển khai. Cho dù muốn triển khai, cũng tạm thời trước tiên giao cho Chu Du, Tống Chí Hữu đi trước. Thầy hứa cứ ở Kiến Nghiệp hưởng phúc thêm vài ngày đi. Lâu lắm cháu không tìm thầy luyện kỳ nghệ, kỳ lực lại giảm xuống rồi. Để tôi ở lại Kiến Nghiệp để chơi cờ vậy cậu hả? Chỉ cần cậu rảnh, tôi thì không sao cả. Trước mắt đã tiến vào mùa đông giá rét, công tác doanh lâm năm nay đã bước vào giai đoạn chót. Hứa Hồng Bá cũng không cần ở bên ngoài bôn ba, không ở lại Kiến Nghiệp thì ông sẽ phải về Hải Châu. Hạng mục viên khu sản nghiệp phần mềm còn có một lợi ích dựng xào thấy bóng, chính là qua miệng Vương Duy Quân đề xuất, mấy trợ lực gặp phải cùng lực chú ý của hạng mục thương quyền thành phố phụ bên bờ Đông Hồ Yến Quy, sẽ bị hạng mục viên khu sản nghiệp phần mềm gánh vác bớt đi rất nhiều. Trương Khắc suy nghĩ lâu như vậy, mới đặt xuống một quân cờ đen. Đây là điều bên chú ba cháu rất kỳ vọng, ngoại trừ có thể phân tán lực chú ý từ các phương diện có liên quan, cũng bài xích ra ngoài địa ốc tinh điển, một đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn. Viên khu sản nghiệp phần mềm này nếu có thể ra hồn thì cũng được, chiếu theo cái nhìn của cậu đối với thị trường tương lai của sản nghiệp phần mềm mà phán đoán, tính ỷ lại của phần mềm đối với sản nghiệp nguyên vật liệu điện tử tương đối mạnh. Lấy địa vị của Cẩm Hồ trong ngành nguyên vật liệu điện tử sau này, đủ để tạo nên lực ảnh hưởng khá cao đối với viên khu sản nghiệp phần mềm này. Do đó ảnh hưởng đến những người giấu ở phía sau màn. Làm cho hình thức của Kiến Nghiệp dần dần dựa vào như Hải Châu, đó là một kết quả khá lý tưởng. Ngẫm lại xem, Khoa Vương Thủy Trung nhảy không ra nổi lòng bàn tay của cậu, Chu Phú Minh, Tô Giật Quần, những người này lúc đầu hận không thể đem cả lực bú sữa mà mong đợi Khoa Vương có thể vượt qua Cẩm Hồ thì có thể làm được cái gì. Hứa Hồng Bá đi cờ cực nhanh, hầu như không có suy nghĩ gì, miệng còn đang liên tục nói. Sợ là sợ nhân tâm của một số người không bị khống chế, cuối cùng mặc dù Cẩm Hồ có thể đứng ra thu thập tàn cục, nhưng dù sao đã là tàn cục rồi. Đương nhiên rồi. Lợi ích của Cẩm Hồ sẽ không bị hao tổn. Quân cờ viên khu sản nghiệp phần mềm này dù sao cũng là từ trong tay cháu đưa ra ngoài. Trương Khắc khẽ cau mày, rất bình tĩnh nói. Cháu phải để ý kỹ. Vương Duy Quân đầu tiên tại nội bộ khu Cao Tân đề xuất đem phía đông bắc Hồ Yến Quy, phía nam đường Đông Hoa, phía tây đường Tân Phổ, đoạn đường cực lớn này xem như hạng mục khai phát địa ốc thương nghiệp chỉnh thể đẩy ra ngoài, cùng trung tâm hành chính mới của khu Cao Tân tại phía bắc chân núi Yến Quy. Bờ Đông Hồ Yến Quy đồng thời kiến thiết, nhằm hỗ trợ các hạng mục địa ốc thương nghiệp đơn thể chung quanh mau chóng tại bờ Đông Hồ Yến Quy hình thành trung tâm thành phố phụ mới, thúc đẩy bố cục sản nghiệp của tư tưởng hành lang số.
Kế hoạch khai phát trung tâm thành phố phụ bên bờ Đông Hồ Yến Quy vào ngày 20 tháng 12 trước khi thành văn thông qua nội bộ khu Cao Tân xem xét đệ trình cho thành ủy thảo luận. Hạng mục hạch tâm của trung tâm thành phố phụ bên bờ Đông Hồ Yến Quy chính là hạng mục kiến thiết thương quyền chiếm diện tích vượt quá 3.000 mẫu, sẽ do khu Cao Tân đứng ra mời các công ty địa ốc có tư cách trong ngoài tỉnh tham dự kế hoạch đấu thầu quy hoạch hạng mục thương quyền. Đây là hạng mục địa ốc siêu lớn chưa bao giờ từng có trên lịch sử của ngành bất động sản kiến nghiệp, hạng mục địa ốc có quy mô như vậy tại quốc nội cũng cực kỳ hiếm thấy, một khi nhắc tới liền tạo thành tranh luận rất lớn. Phản ứng kích liệt nhất không thể nghi ngờ là các công ty địa ốc quốc hữu hoặc dân doanh tự cho là không có năng lực tiếp nhận hạng mục địa ốc lớn như vậy. Trước đó khu Cao Tân có đầu rút cổ tại một góc của Tân Phổ bờ Giang Bắc, sau khi khởi động tư tưởng hành lang số, địa vị của khu Cao Tân đột nhiên lên cao, khu vực quản hạt cũng từ một góc Tân Phổ bờ Giang Bắc mở rộng đến địa khu Hồ Yến Quy bờ Giang Nam, khu vực đã gia tăng 8-9 lần. Thời gian thay đổi này ngắn. Quyền hạn hành chính của chính phủ cùng thế lực tư bản rộng khắp TP, kiến nghiệp còn chưa kịp tiến hành dung hợp. Mặt khác, Vương Duy Quân lấy thân phận của thành viên thường ủy thành ủy kiêm nhiệm các chức vị quan trọng trong đảng chính, chủ nhiệm hội quản ủy, công ủy đảng khu Cao Tân, để cho hắn nắm quyền trong nội bộ khu Cao Tân. Đề xuất kế hoạch khai phát này, tại nội bộ khu Cao Tân không gặp phải bất luận trở lực gì, toàn bộ nghi vấn cùng mâu thuẫn đều trực tiếp tập trung đến hội nghị thường ủy thành ủy. Chân chính đến ngày thảo luận trên hội nghị thường ủy thành ủy, những mâu thuẫn này lại không có cơ hội trở nên kịch liệt, trước đó bên ngoài suy đoán, đám người Tiêu Minh Kiến, Hồ Tôn Khánh có khả năng nhất, cũng có tư cách nhất đi nghi vấn kế hoạch này, tiếng nói khi thảo luận trên hội nghị thường ủy thành ủy cũng không phải kiên quyết cho lắm, lần đầu tiên thảo luận liền thông qua kế hoạch khai phát khổng lồ này. Cùng một ngày, dưới sự ủng hộ của Tiêu Minh Kiến, Hồ Tôn Khánh, Khoa học Công nghệ Hải Túc liên hợp với Sở Nghiên cứu Phần mềm của Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc, Công ty Khoa học Công nghệ Kim Đỉnh thuộc Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Đông Hải trực tiếp đệ trình lên thành ủy phương án viên khu sản nghiệp phần mềm kiến thiết bên bờ Nam Hồ Yến Quy. Phương án của viên khu sản nghiệp phần mềm mặc dù đề xuất dưới sự ủng hộ của Tiêu Minh Kiến, Hồ Tôn Khánh, sẽ làm Tiêu Minh Kiến, Hồ Tôn Khánh trong kế hoạch tư tưởng hành lang số nắm lại quyền chủ đạo nhất định, nhưng trên trình thể sẽ thúc đẩy tư tưởng hành lang số phát triển, thái độ của La Quân tự nhiên là dục cự hoàn nghênh. Trương Khác cũng đến lúc này mới hiểu được khu sản nghiệp phần mềm còn đang trong giai đoạn quy hoạch trên giấy đã được thổi lên gấp 3, mặc dù có chút ngoài dự liệu của y, nhưng tất cả đều nằm trong tình lý. Hơn nữa Khoa học Công nghệ Hải Túc trước đó tại phương án đệ trình đã liên hợp với Sở Nghiên cứu Phần mềm của Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc cùng Khoa học Công nghệ Kim Đỉnh thuộc Sở Khoa học Công nghệ tỉnh, cần phải là Cát Kiến Đức tự mình ở sau lưng thúc đẩy. Các loại dấu hiệu cho thấy, Tiêu Minh Kiến cùng Hồ Tôn Khánh cũng không có gặp gỡ đặc biệt sâu. Nhưng khi cùng chống lại áp lực đến từ La Quân, lợi ích của Tiêu Minh Kiến cùng Hồ Tôn Khánh là nhất trí. Hồ Tôn Khánh thỉnh cầu trợ lực của Tiêu Minh Kiến đáp ứng cùng thúc đẩy hạng mục khu sản nghiệp phần mềm cũng không phải là việc ngoài ý muốn. Trương Khác lo lắng viên khu sản nghiệp phần mềm cuối cùng sẽ bị Cát Kiến Đức, Hồ Tôn Khánh, Vương Hải Túc làm thành tàn cục không thể thu thập, quân cờ trong tay hình như cũng nặng hơn một phần. Khi hạ cờ cũng không có do dự gì, nói. Cho dù họ có khốn khiếp, đối với sự phát triển của ngành phần mềm Đông Hải vẫn là lợi lớn hơn hại, toàn bộ ngành điện tử thông tin, mảng phần mềm từ trước đến nay đều là đoàn bản, cũng có chút khó khăn, tương lai cũng là như vậy, thế nhưng tóm lại phải có người đi làm. Đoàn bản, nhân tố cản trở. Buổi chiều, trong quán bar không có những người khác, Trương Khác cùng Hứa Hồng Bá trở lại kiến nghiệp đang ở trong góc đánh cờ, góc bàn đặt trà thơm. Tôn Tĩnh Mông ngồi ở trong quầy bar nhìn Trương Khác. Hiện tại không phải là thời gian 1978 kinh doanh, sinh viên làm thêm còn chưa qua đây, Linh Tiểu Yến đem xe đạp khóa lại trước cửa quán bar, cô tới đây sớm, là bởi vì đợi lát nữa Tôn Tĩnh Mông phải về trường học. Thấy được Linh Tiểu Yến đi vào, Trương Khác nhớ tới một việc, cánh tay đặt trên lưng ghế dựa, nghiêng người nói với cô. Đỗ Phi có việc muốn tìm cô đấy, cô gọi điện thoại cho nó, nói là cô đến quán bar rồi. Đỗ Phi tìm Linh Tiểu Yến thì có chuyện gì? Tôn Tĩnh Mông cởi đồ làm việc ra đưa cho Linh Tiểu Yến, nghe Trương Khác nói như vậy, cô có chút nghi hoặc. Công ty của họ cần một tổng giám đốc biết nghe lời, có thể phụ trách sự vụ hàng ngày, việc cụ thể thì phải đợi Đỗ Phi qua đây hay cô cứ hỏi trực tiếp nó đi. Họ cần nghe lời, hay là muốn cần năng lực phụ trách sự vụ hàng ngày? Linh Tiểu Yến hỏi. Tôn Tĩnh Mông nói. Mấy đứa này mở một công ty như thế, không biết có thể có tương lai hơn 1978 hay không nữa. Ai biết được, ván cờ giữa Trương Khác cùng Hứa Hồng Bá còn chưa chơi xong. Cô mau gọi điện thoại cho Đỗ Phi đi.
Trương Khắc liền quay đầu lại nghiêm túc đánh cờ với Hứa Hồng Bá. Linh Tiểu Yến, Hứa Duy, Lâm Băng, Giang Đại Nhi, chỉ từ năng lực chuyên nghiệp mà nói thì vẫn là Linh Tiểu Yến xuất sắc nhất. Lâm Băng học nghiên cứu, Giang Đại Nhi đi con đường nghệ thuật, Hứa Duy đi làm quản lý, Linh Tiểu Yến giúp Tôn Tĩnh Mông kinh doanh. Phong cách bình lặng của quán bar cho tới bây giờ cũng chưa suy nghĩ đến nhân tố mưu cầu lợi nhuận, cũng chưa bao giờ suy nghĩ qua phương hướng kinh doanh. Đây là 1978 của Tôn Tĩnh Mông, không phải là 1978 của Linh Tiểu Yến. Tĩnh Mông đương nhiên hy vọng Linh Tiểu Yến có thể có lựa chọn càng thích hợp với bản thân cô hơn. Tôn Tĩnh Mông cầm lấy điện thoại di động giúp Linh Tiểu Yến gọi cho Đỗ Phi. Chú em muốn cướp người từ 1978 cũng được, nhưng vệ sinh của khu vực công cộng cuối tuần thì chú em phải lo. Điểm ấy mình tán thành. Trương Khác ở trong góc nghe được vội vàng phụ họa với Tôn Tĩnh Mông. Công ty hữu hạn đầu tư Sáng Vực cùng Hiệp hội Sinh viên Sáng nghiệp đã gửi gắm mộng tưởng sáng nghiệp của nhóm sinh viên Đỗ Phi, Mông Nhạc, Thời Học Bân, Đồng Dược Hoa, Thi Tân Phi, Tịch Nhược Lâm. Họ cố gắng đưa mộng tưởng đủ màu sắc đến thế giới hiện thực, chuyển biến từng hạng mục cụ thể mà rườm rà, cuối cùng biến thành xí nghiệp kinh doanh thực thể. Tinh lực luôn luôn hữu hạn, còn không thể bỏ bê việc học. Thi Tân Phi, Tịch Nhược Lâm đều là sinh viên của lớp tốt nghiệp, giờ học cũng nhẹ nhõm hơn, nhưng Tịch Nhược Lâm còn kiêm trợ lý chủ nhiệm khóa 97 của Học viện Thương mại Quốc tế, phải phân đi một phần tinh lực qua đó. Chương 741, trước lúc trở về. Thi Tân Phi chủ yếu dẫn dắt thành viên của câu lạc bộ côn trùng tiến hành phát triển phần mềm, cung cấp kỹ thuật cho tiệm Internet, đợi sau khi trường đào tạo mạng máy tính khai giảng, Thi Tân Phi cùng thành viên câu lạc bộ côn trùng còn có thể được mời làm giảng viên. Nhưng công tác quản lý hàng ngày không thể giúp được bao nhiêu, Đỗ Phi, Mông Nhạc cũng sẽ không để cho công tác quản lý rườm rà hàng ngày đi làm phiền Thi Tân Phi. Ba người Mông Nhạc, Thời Học Bân, Đồng Dược Hoa đều là sinh viên năm ba, lịch học có nhẹ nhõm hơn. Nhưng lượng công việc họ đảm đương phải nặng nề hơn nhiều một cán bộ của một công ty bình thường. Đỗ Phi càng không cần nói, huống chi hắn mới vừa vào đại học, áp lực học tập lớn nhất, hắn lại không thể như Trương Khác, hầu như ngay cả cửa phòng học hướng về bên nào cũng không biết. Tìm một người thích hợp, có thể phối hợp ăn ý đến phụ trách công tác quản lý hàng ngày của City Sáng Vực là điều khá bức thiết. Đỗ Phi đã sớm nhìn chuẩn Linh Tiểu Yến, là sư tỷ vừa mới tốt nghiệp của Học viện Thương mại Quốc tế, Mông Nhạc, Tịch Nhược Lâm đều quen biết với Linh Tiểu Yến, năng lực trên công tác của Linh Tiểu Yến cũng đáng để tán thành. Chỉ là Đỗ Phi như muốn gây với Tôn Tĩnh Mông, 1978 cũng vừa mở kinh doanh lại chưa đến mấy tháng, lại bắt đi Linh Tiểu Yến từ 1978, thật đúng là sợ Tôn Tĩnh Mông nổi đoá. Thì ra chỉ cần bao việc vệ sinh của khu vực công cộng trong chung cư một tuần. Nhận được điện thoại của Tôn Tĩnh Mông thay Linh Tiểu Yến gọi tới, Đỗ Phi thở dài một hơi. Liền kéo bọn Mông Nhạc chạy tới 1978 tìm Linh Tiểu Yến bàn bạc việc mời cô đến Sáng Vực làm việc. Đỗ Phi cùng Mông Nhạc chạy tới, Trương Khắc cùng Hứa Hồng Bá còn đang ở trong góc yên tĩnh chơi cờ. Quán ba là nơi đến đêm mới tràn ngập ánh sáng rạng rỡ, vào buổi chiều thì không có người. Ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua khe hở trên ban công chiếu lên mặt đất trước quầy ba, chỉ có quân cờ rơi vào bàn cờ bằng gỗ thu cũng phát ra tiếng vang trong trẻo.